Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 61. Một tiếng hét lạnh lùng truyền ra, vạn thú cuồn cuộn lao thẳng về phía trước, từng đầu yêu thú, linh thú giống lên một tiếng giận dữ, dương nanh múa vuốt trực tiếp phóng về phía trước. Yêu nguyên, linh nguyên kinh khủng trên người tràn ngập không gian. Đại quân vạn cỗ khôi lỗi trực tiếp hung hăng đánh về phía trước. Nhanh, bố trí đội hình phòng ngự. Cùng lúc đó mấy tiếng quát chói tai tận trời vang lên. Bất luận là Địa Viên đảo, Nguyệt Long các, Khôn Dương đảo hay là Thần Kim các, hầu như cùng lúc các cường giả trong sơn môn đều nhanh chóng triển khai đội hình phòng ngự. Từng đạo quang trụ bằng chân khí đáng sợ và linh lực phô thiên cái địa tràn ra. Siêu siêu. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn này khiến cho không gian biến sắc. Toàn bộ không gian to lớn như vậy mơ hồ sắp vỡ nát. Đội hình phòng ngự nhanh chóng được kiến tạo. Đệ tử nhị các nhị đảo lập tức được bảo hộ. Chỉ có Tàn Quân Phong Dòng Minh Đoàn và Ám Minh Tông hoàn toàn trở thành con kiến hôi. Chỉ có một số ít Phú Vương và Linh Vương đê giai trong đại chiến bậc này hoàn toàn không phát huy được một chút tác dụng nào. Lục Lâm Thiên, Thánh Linh Giáo của ngươi hôm nay dám động vào nhị các nhị đảo thì ngày khác nhị các nhị đảo chúng ta nhất định sẽ san bằng vạn đảo nhai. Vũ Tôn Tứ Trọng kia dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi lớn tiếng quát. Lục Lâm Thiên nghe vậy cũng không nhịn được mà cười nhạt. Thủ ấn lặng lẽ kết xuất, thanh linh khải giáp xuất hiện trên người. Tiếp theo lưu quang màu xanh sau lưng chợt lóe, một tiếng sấm nổ vang lên. Huyễn ảnh thanh vũ được thi triển. Vũ linh khí phi hành địa cấp. Nhìn huyễn ảnh thanh vũ phía sau Lục Lâm Thiên, không ít cường giả tôn cấp kinh ngạc. Vũ linh khí phi hành, tuyệt đối là bảo vật khó có được. Huống chi lại còn là địa cấp. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng vừa mới uy hiếp lạnh nhạt nói. Nhị các nhị đảo ngươi liên thủ san bằng vạn đảo nhai sao? Ta quả thực vô cùng hiếu kỳ, nếu như các ngươi có năng lực như vậy vì sao mấy nghìn năm qua vẫn không thể thành công? Còn phải hao binh tổn tướng, mà hôm nay các ngươi còn rơi vào tình cảnh như hiện tại. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng có kiêu ngạo, thực lực của nhị các nhị đảo chúng ta không phải là thứ mà ngươi có thể trêu vào. Bên người Vũ Tôn Tứ Trọng có một lão giả khuôn mặt hồng nhuận âm trầm trầm nói. Không gian quanh thân ba động kinh khủng, tức thì có một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập không trung. Trêu vào thì thế nào, ân oán mấy nghìn năm Thánh Linh Giáo ta nhị các nhị đảo các ngươi cũng không thể trêu vào. Mặc kệ là ai trêu vào thì cũng phải trả một cái gở ý lớn. Nếu như không sợ phải trả một cái giá đắt thì cứ việc đến đây. Chân khí Lục Lâm Thiên bạo phát, Tứ Đại Thiên Tôn phía sau cùng với mấy cường giả tôn lão hộ giáo đều bay lên, khí tức trên người tràn ra, thiên địa biến sắc. Tám người này một người cũng không để lại. Lục Lâm Thiên quay đầu lại thấp giọng nói với Tứ Đại Thiên Tôn. Tuân lệnh giáo chủ. Tứ Đại Thiên Tôn bay lên, chúng tôn lão hộ giáo phía sau nghiêm túc đáp lời. Từng đạo quang mang từ trong cơ thể bọn họ bạo phát sau đó ngưng tụ thành không gian năng lượng cuồn cuộn. Trong không gian năng lượng vô hình tràn ngập, phong vân biến sắc mang theo tiếng sấm nổ mạnh khiến cả phong vân run rẩy. Giết! Khí tức mọi người tràn ra. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn theo lực lượng thiên địa bàng bạc. Sau đó lập tức mang theo công kích kinh khủng hung hăng đánh về phía những cường giả ở trước mặt. Dưới cỗ khí thế kinh khủng này, không gian chung quanh trực tiếp nứt nẻ. Từng cái khe nhỏ lan tràn ra chung quanh. Nguyễn Thượng Hành, người này chúng ta cùng nhau đối phó, toàn lực đánh chết hắn. Linh lực quanh thân Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên bạo phát, lưu quang quanh thân ba động, thủ ấn nhanh chóng được kết. Trong nháy mắt có một đạo quang trụ bằng linh lực khổng lồ không gì sánh được từ trong cánh tay bắn ra. Khí tức kinh khủng ba động, phô thiên cái địa bao phủ về phía Vũ Tôn Tứ Trọng. Tốt, Vũ Tôn Tứ Trọng mà thôi, chúng ta liên thủ đủ để đánh chết người này. Thủ ấn trong tay Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyên Thượng Hành được kết, năng lượng thiên địa giống như mây đen hội tụ. Năng lượng thiên địa bàng bạc khiến cho không gian lung lay sắp đổ. Một đạo trưởng ấn cực lớn nhanh như thiểm điện lao ra. Hung hăng đánh về phía lão giả Vũ Tôn Tứ Trọng kia. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, đông đảo cường giả trong nháy mắt va chạm với nhau. Năng lượng kinh khủng không ngừng khuếch tán ra chung quanh, khiến cho vô số đỉnh núi phía dưới bị nghiền nát giống như sơn băng địa liệt, đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt với Vũ Tôn Ngũ Trọng và một Linh Tôn Ngũ Trọng công kích vây công, sắc mặt Vũ Tôn Tứ Trọng này vô cùng xấu xí. Hắn thật không ngờ thực lực của Thánh Linh Giáo đã tới bực này. Mấy nghìn năm qua nhị các nhị đảo phỏng đoán cường giả trong Thánh Linh Giáo đã không còn bao nhiêu.
Thế nhưng thật không ngờ thánh linh giáo này vẫn còn thực lực khủng bố như vậy. Lần này vì sự tình thiên đảo cho nên không ít cường giả đi tới đó. Hắn lại muốn đến thánh linh giáo này một phen rồi mới đi tới thiên đảo tiếp. Thế nhưng không ngờ mọi chuyện lại tới mức này. Vũ tôn tứ trọng này nhìn thấy công kích phô thiên cái địa của hai tôn cấp ngũ trọng sắc mặt tức thì ngưng trọng. Áo bào vung lên, năng lượng khắp bầu trời ngưng tụ, trong nháy mắt đánh ra một quyền phá không nhanh chóng ngăn cản công kích của Tập Hạo Nhiên và Nguyên Thượng Hành. Có cửu tinh khốn long trận này hắn có muốn trốn cũng không được. Siêu siêu. Hai đạo quyền ấn trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh ngập trời, năng lượng bàng bạc trong thiên địa gào thét, vô số tàn ảnh trên không trung lao ra. Trong không gian liên tục vang lên tiếng xé gió, quyền ấn giống như tạo thành thiên la địa võng trên bầu trời mang theo lực lượng kinh khủng nhanh chóng va chạm với công kích của Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Thượng Hành. Ầm ầm, công kích của ba siêu cấp cường giả tôn cấp tức thì va chạm với nhau. Không gian thiên địa giờ phút này kịch liệt run rẩy, kinh khí kinh khủng trực tiếp xé rách không gian tạo ra từng cái khe đen kịt trong không gian rồi nhanh chóng khép lại. Khục khục. Kinh khí đáng sợ trên bầu trời giống như một cơn lốc quét ngang rồi tiêu tán. Thân hình Vũ Tôn Tứ Trọng trong nháy mắt bị đẩy lùi, đối mặt với Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Thượng Hành hắn tuyệt đối khó có thể chống lại. Phanh phanh. Hơn chục cường giả tôn cấp còn lại của Thánh Linh Giáo lập tức phân biệt vây công bảy cường giả tôn cấp khác của Nhị Các Nhị Đảo. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng thôi động khôi lỗi cấp 8 sơ giai phối hợp vây công đánh về phía một linh tôn tam trọng. Lúc này Hạ Hầu Khải cũng mang theo một linh tôn nhị trọng trong thánh thú bộ vây công một linh tôn nhị trọng. Công kích mang theo năng lượng phô thiên cái địa xuất hiện. Cường giả tôn cấp mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn tới năng lượng thiên địa. Thực lực đáng sợ của cường giả tôn cấp lúc này cũng hiện ra. Nhìn đám cường giả tôn cấp trong nháy mắt đại chiến, Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán. Đại chiến như vậy hắn không có tư cách gia nhập, tuy rằng hắn có thể đánh chết một vũ tôn nhất trọng. Thế nhưng với điều kiện là phải thi triển Tử Lôi Huyền Đỉnh. Không có Tử Lôi Huyền Đỉnh tương trợ, hắn không thể làm được. Huống chi đây là hỗn chiến, hắn không thể gia nhập vào vòng chiến kinh khủng như thế được. A! À, growl! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thú minh, tiếng chém giết, thanh âm bạo liệt từ phía dưới tức thì đan xen với nhau. Dưới sự chém giết của yêu thú Thánh Linh Giáo, khôi lỗi còn có hơn trăm cường giả vương cấp, đệ tử Nhị Các Nhị Đảo lúc này cũng chỉ có thể chờ tán sát. Số cường giả vương cấp của bọn họ tới đây cũng chỉ có 4-50 người mà thôi. Thế nhưng Thánh Linh Giáo lại có khôi lỗi cấp 7, yêu thú thất giai, hơn 300 cường giả vương cấp, số lượng nhiều hơn gấp mấy lần a. Thực lực đối lập như vậy hoàn toàn không thể chống đỡ, tuyệt đối là tàn sát nghiêng về một phía. Chỉ trong nháy mắt máu chảy thành sông. Trong chém giết kịch liệt đột nhiên trong cửu tinh khốn long trận có một lỗ hổng. Đệ tử Thánh Vũ Bộ nghe lệnh, giết cho ta. Đệ tử Thánh Linh Bộ nghe lệnh, toàn lực xuất thủ, một người cũng không để lại. Trên vạn đệ tử có thực lực mạnh của Thánh Vũ Bộ, Thánh Linh Bộ mai phục ở ngoài lập tức ào ào chạy vào trong trận, ầm ầm gia nhập vào trong trận chiến. Phanh 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 phanh. Giữa không trung, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên không dứt bên tai. Thu đám hồn anh này cũng không tồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có hai cường giả vương cấp bị đánh chết phải dùng hồn anh chạy trốn. Nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lộ ra tinh quang, trong nháy mắt kết thủ ấn, từng đạo hắc mang từ trong mi tâm nàng tràn ra. Từng đạo khí tức quỷ dị nhất thời từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Đây là một cỗ linh hồn lực bàng bạc mang theo một cỗ hắc mang nhàn nhạt, dẫn theo năng lượng vô hình trong thiên địa. Đạo lưu quang màu đen này thu liếm lại, một chiếc tháp lớn màu đen hiện ra, một cỗ khí tức khiến cho linh hồn rung động lan tràn ra. Đây chính là hồn khí địa cấp chấn linh diệt hồn tháp. Hồn khí địa cấp. Cảm nhận khí tức từ trên đại tháp màu đen mà Lục Tâm Đồng thi triển ra, uy thế kinh người khiến cho linh hồn rung động, cùng với năng lượng thiên địa bị dẫn dắt đến đủ để chứng minh cái tháp màu đen này không ngờ đã đạt tới địa cấp. Không ít cường giả Thánh Linh Giáo không nhịn được mà ghé mắt nhìn. Thu. Lục Tâm Đồng thôi động chấn linh diệt hồn tháp hóa thành một đạo lưu quang màu đen trực tiếp thôn phệ một hồn anh đang nhanh nhẹn tránh né công kích. Trong nháy mắt đem hồn anh này thu vào bên trong. Phanh phanh. Máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tay chân bị cụt, sát khí và mùi máu tanh tràn ngập. Lục Lâm Thiên nhướng mày, đại hồn anh trong đầu hắn lúc này cảm nhận được sát khí chung quanh đã bắt đầu hưng phấn, hận không thể đi ra thôn phệ cỗ sát khí này. Đám sát khí này dường như có không ít chỗ tốt với đại hồn anh,
mỗi lần cảm nhận được sát khí đại hồn anh dường như đều muốn thôn phệ. Hít. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn đại hồn anh lại. Lục Lâm Thiên nhíu mày, dưới sự vây công của cường giả thánh linh giáo, mấy vũ vương cao trọng của nhị các nhị đảo đang liều mạng phản kháng cho nên mấy trưởng lão vũ vương trong giáo khó có thể đánh chết trong lúc nhất thời. Người này để ta tới đối phó, ít nhiều cũng phải bắt sống một ít. Lục Lâm Thiên nói xong, huyễn ảnh thanh vũ phía sau rung lên, thân thể đột nhiên bắn về phía trước, nhanh như thiểm điện xuất hiện bên cạnh một vũ vương cửu trọng. Chết đi! Ngao! Một tiếng đao minh giống như long ngâm truyền ra rồi vang vọng trên phía chân trời khiến cho trong lòng vạn thú run lên. Đao mang dẫn theo năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc đánh xuống 9 đao liên tiếp. 9 đạo đao mang trong nháy mắt sát nhập lại với nhau, quang mang chói mắt bắn ra. Trực tiếp bổ vào trên cương cháo phòng ngự của vũ vương cửu trọng kia. Phanh phanh! Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người thánh linh giáo, hộ thân cương khí của vũ vương cửu trọng này trực tiếp bị nghiền nát, rồi lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ. Ta liều mạng với ngươi. Một đạo lưu quang màu trắng lao ra, hồn anh của vũ vương cửu trọng này bắn ra trực tiếp nhằm về phía đầu Lục Lâm Thiên. Tới tốt! Lục Lâm Thiên cười lạnh, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản, tùy ý để cho hồn anh của vũ vương cửu trọng này chui vào trong mi tâm mình. A! À, chỉ trong giây lát, trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của hồn anh vũ vương cửu trọng này. Một đạo đao mang màu vàng trong nháy mắt đánh xuống đem hồn anh này chém thành từng mảnh nhỏ. Vũ vương cửu trọng này không biết được nếu không phải Lục Lâm Thiên cố ý ra tay nhẹ một chút thì ngay cả hồn anh của hắn đừng mong chạy trốn. Cố ý lưu lại hồn anh của hắn chính là để hắn liều mạng dãy giụa, trở thành đối tượng bị kim đao màu vàng thôn phệ. Lục Lâm Thiên không biết kim đao màu vàng thôn phệ linh hồn lực và hồn anh có tác dụng gì, thế nhưng hắn có thể khẳng định kim đao màu vàng hấp thu một bộ phận lớn như vậy, thế nhưng ít nhiều tiểu hồn anh và đại hồn anh của hắn cũng hấp thu được không ít chỗ tốt. Ngươi cũng đi chết đi. Đánh chết một vũ vương cửu trọng, sau khi thu nhẫn chữ vật của người này vào tay, Lục Lâm Thiên cũng không dừng lại. Huyễn ảnh thanh vũ phía sau khẽ vỗ, tốc độ tăng lên tới mức kinh khủng, tiếp theo Lục Lâm Thiên đã nhẹ nhàng đánh xuống một đao. Đem thân thể và hồn anh của một cường giả vũ vương ngũ trọng đỉnh phong chém thành mảnh nhỏ. Ông! Thân ảnh lần nữa chợt lóe, thân thể Lục Lâm Thiên lại xuất hiện trước mặt một cường giả vương cấp. Mỗi lần Lục Lâm Thiên xuất thủ, trong nhị các nhị đảo sẽ có một vị cường giả vương cấp trực tiếp bị tàn sát. Một đao đánh chết, tuyệt đối không dây dưa tới đao thứ hai. Tàn sát như vậy khiến cho đám cường giả vương cấp một khi cảm nhận được khí tức của Lục Lâm Thiên liền lập tức thối lui. Thế nhưng bản thân đang bị cường giả thánh linh giáo vây công, bản thân tràn ngập nguy cơ thì làm sao có thể chạy thoát. Đáng chết, thần kim các chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thánh linh giáo các ngươi. Địa viêm đảo chúng ta nhất định sẽ san bằng thánh linh giáo các ngươi. Trong bầu trời sắc mặt cả đám cường giả tôn cấp nhị các nhị đảo dữ tợn, thanh âm giận dữ lớn tiếng nói. Trưởng lão, hộ pháp trong môn đang bị tàn sát khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng. Sợ rằng ngày hôm nay ngươi không được nhìn thấy thánh linh giáo ta bị san bằng rồi. Bởi vì hôm nay bản tôn nhất định sẽ khiến cho bọn ngươi xương cốt không còn. Thánh pháp thiên tôn Tiết Linh Phượng hét lớn một tiếng, phối hợp với đầu khôi lỗi cấp 8 đánh cho linh tôn tam trọng kia liên tiếp lùi lại. Giết! Cường giả thánh linh giáo toàn lực xuất thủ. Tiếng chém giết vang vọng tận trời hội tụ lại một chỗ giống như là cửu u địa ngục. Trời, trời long đất lở sao? Trời long đất lở a, có cường giả xuất thủ sao? Phía xa trong không trung, nhị các nhị đảo có hành động quy mô lớn như vậy hấp dẫn không ít người trên vạn đảo nhai nhìn vào. Đủ mọi loại người với tâm tư khác nhau dò xét, mà hiện tại, đám người phía xa nhìn thấy một màn trên không trung, trong không gian mông lung che trời kia không ngừng vang lên tiếng sấm. Phong vân biến sắc, giống như long trời lở đất như tận thế chấn động nhân tâm khiến cho người ta không nói nên lời. Giết! Thôi động huyễn ảnh thanh vũ, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuyên qua đoàn người, chuyên tìm người có tu vi vương cấp xuất thủ. Đây hoàn toàn là một cơn ác mộng của vương cấp, chỉ trong chốc lát cho năm vương cấp bị Lục Lâm Thiên giết chết. Lục Lâm Thiên hiện tại đang nghĩ, đánh chết nhiều vương cấp một chút, tuy rằng thực lực của thánh linh giáo hoàn toàn hơn hẳn nhị các nhị đảo này, thế nhưng trong lúc hỗn chiến, một khi các cường giả này toàn lực xuất thủ thì sẽ tạo thành không ít thương tổn với thánh linh giáo của hắn. Hắn nên đánh chết nhiều hơn một chút, cũng có thể đem tổn hao của thánh linh giáo giảm xuống mức thấp nhất. Thánh linh giáo đáng chết, vậy thì đồng quy vu tận đi. Phía xa,
một vũ vương thất trọng trong nhị các nhị đảo trên mình đầy vết thương, thân bị vây khốn trong trận, muốn chạy đi cũng không có cơ hội. Trong nháy mắt người này đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị, khí tức quanh người không ngờ lại đột nhiên kéo lên. Khí tức tăng lên mạnh mẽ, khí tức này so với thời kỳ toàn thịnh không ngờ còn mạnh hơn không ít. Hồn anh tự bảo, mấy cường giả vương cấp của Thánh Linh giáo liên thủ vây công chung quanh tức thì cả kinh, nhanh chóng thối lui. Bọn họ không ngờ vũ vương thất trọng này lại độc ác với bản thân như vậy, không ngờ lại lựa chọn hồn anh tự bảo. Lấy sinh mệnh trả giá khiến cho uy lực tăng lên nhiều, người bị lan tới gần tuyệt đối phiền phức. Hừ, ta chết cũng phải kéo theo vài người đệm lưng. Vũ vương thất trọng này giống như điên rồi, dù sao đi nữa hắn cũng phải chết, kéo theo mấy người đệm lưng coi như cũng không tồi. Thủ ấn bỗng nhiên được kết, khí thế tức thì kéo lên tới cực hạn. Toàn bộ thân thể bành trướng, thậm chí không trung chung quanh thân thể hắn xuất hiện từng cái khe không gian khiến cho tim đập nhanh. Hồn anh tự bảo, vũ vương thất trọng này kêu lên một tiếng thê lương, thân thể bành trướng tức thì nhằm về phía chúng vũ vương thánh linh giáo mà phóng tới. Muốn kéo theo người đệm lưng sao? Người còn chưa đủ. Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt xuất hiện, quang mang quanh thân lan tràn ra chung quanh. Quang mang chợt lóe rồi lập tức bao phủ không gian chừng trăm thước. Phanh phanh. Thân thể bành trướng của vũ vương thất trọng này nổ tung, chân khí bàng bạc phô thiên cái địa khuếch tán sau đó biến mất không còn tung tích trong không gian. Không gian bị quang mang bao phủ không ngờ chỉ hơi rung động một chút, kinh khí kinh khủng không bị tiết ra ngoài một chút nào, đều bị không gian quang mang bao phủ. Phanh phanh phanh. Mà lúc này phía xa lại có không ít cường giả nhị các nhị đảo biết mình chạy trốn không có hy vọng bắt đầu liều mạng, cả đám điên cuồng ôm đối thủ thi triển hồn anh tự bảo. Phanh phanh. Hồn anh tự bảo, không gian run lên, trong không gian liên tục xuất hiện hắc động. Không gian nứt nẻ bắn ra quang mang chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán. Toàn bộ không gian như nổ tung, từng cái khe trong không gian trực tiếp lan tràn trên bầu trời. Đây không phải là cái khe trong sóng gợn mà là cái khe trong không gian. Một cỗ quang mang đen kịt khiến cho tim người khác đập nhanh từ trong cái khe không gian tràn ra. Trong nhị các nhị đảo, liên tiếp có mấy cường giả vương cấp tự bảo. Đem một đầu yêu thú thất giai, một cường giả vương cấp của Thánh Linh giáo làm kẻ đệm lưng. Vị cường giả vương cấp kia chỉ có thể dùng hồn anh chạy trốn, nhanh chóng lùi lại một bên rồi rời khỏi trận pháp. Mà mấy cường giả vũ vương khác của Thánh Linh giáo cũng bị thương nặng. Hỗn đản! Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, đám người của nhị các nhị đảo này quả thực đủ ác, vô hình trung sát khí nồng đậm trên người hắn lan tràn ra, bao phủ trên thân thể. Chết đi! Huyết lục trong tay xẹt qua, một vũ vương lục trọng trực tiếp bị Lục Lâm Thiên giết chết. Giết! Một linh vương tam trọng đang muốn liều mạng thi triển linh hồn công kích thì thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt xuất hiện, người này tức thì trở thành hai đoạn, hoàn toàn không có lực chống lại. Lục Lâm Thiên lúc này hoàn toàn không để ý tới công kích, kinh khí hay linh hồn công kích, còn có tốc độ kinh khủng, hoàn toàn trở thành một sát thần, nơi hắn đi qua đều có cường giả ngã xuống. Thu! Lục Tâm Đồng kết thủ ấn. Khói độc bao phủ khắp bầu trời, thôi động chấn linh diệt hồn tháp thu thập hồn anh của đám cường giả. Thỉnh thoảng nàng cũng lợi dụng chấn linh diệt hồn tháp đánh chết không ít cường giả nhị các nhị đảo. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng xuất thủ, chúng cường giả Thánh Linh giáo kinh hãi không ngớt, muội muội của giáo chủ tuy rằng tuổi tác còn nhỏ thế nhưng thực lực không ngờ lại cường hãn như vậy. Toàn thân là độc công, không có mấy người dám trêu chọc. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Như Hoa, Dương Quá cũng gia nhập vào trong vòng chiến. Đều tìm kiếm một ít vũ xuất linh xuất mà xuất thủ. Một khi ra tay lập tức đánh chết, chỉ có Dương Quá xuất thủ là đánh cho đối phương bị thương nặng, không đành lòng giết đối phương mà thôi. Đi tìm chết đi. Phía xa, Viên Tự Thành cùng với quân bất phàm sau khi liên thủ đẩy lui một vũ tôn nhất trọng hung hăng đánh một đạo linh lực bàng bạc vào trên thân thể của vũ tôn nhất trọng này. Khục khục, thân thể vũ tôn nhất trọng này bị đánh bay, liên tiếp bị thương khiến cho sắc mặt hắn lúc này trắng bệch. Trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Thánh Linh giáo, bản tôn có chết thì các ngươi cũng không giống khá giá đâu. Ánh mắt vũ tôn nhất trọng này lạnh lẽo, thủ ấn quỷ dị trong tay được kết, khí tức đột nhiên bắt đầu kéo lên. Ngươi cũng muốn thi triển hồn anh tự bao sao, sợ rằng bằng vào ngươi còn chưa được. Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm nhìn nhau, thủ ấn trong tay hai người đồng thời được kết, liên thủ dẫn dắt năng lượng thiên địa kéo tới, linh lực bạo phát. Tức thì bố trí một đạo quang cháo vô hình thật lớn. Phanh phanh.
Thân thể đang bành trướng của vũ tôn nhất trọng này tức thì nổ tung, chân khí bàng bạc phô thiên cái địa đột nhiên tràn ra, thế nhưng không ngờ lại bị hai người Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm liên thủ ngăn lại trong quang cháo. Kinh khí kinh khủng không ngừng trùng kích vào quang cháo khiến cho không gian bên trong nổ tung thành từng mảnh nhỏ, một lát sau mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Khục khục, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm đều lùi lại vài bước, quang cháo đồng thời nứt nẻ, thế nhưng cũng ngăn cản được hồn anh tự bạo của vũ tôn nhất trọng này. A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Lần này nhân mã nhị các nhị đảo cùng với tàn quân của Thiên Phong Dòng binh đoàn cùng với ám minh tôn gần tới 5 vạn người. Mà đệ tử Thánh Linh giáo chỉ có trên 4 vạn người, còn có yêu thú, khôi lỗi, nhân số không ít hơn chút nào. Nhưng mà những người thực lực thấp hoàn toàn không đi vào, tránh cho bị đả thương. Đệ tử Thánh Linh giáo chân chính tham dự vào bên trong cũng chỉ có hơn 2 vạn mà thôi. Hơn nữa lại thêm vạn thú và vạn khôi cũng đủ tàn sát đám người kia. Còn có cửu tinh khốn long trận trợ giúp khiến cho tâm thần đám người nhị các nhị đảo này không yên không có chiến ý, đánh chết càng thêm dễ dàng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi thi thể khắp nơi, hơn 5 vạn người đã chỉ còn lại hơn 1 vạn. Trong hoảng hốt lo sợ mọi người muốn chạy trốn thế nhưng không thể chạy trốn, trong lúc kinh hãi chỉ có thể chờ bị đánh chết. Trong bầu trời, rất nhiều cường giả Thánh Linh giáo vây quanh một người. Bởi vì người của nhị các nhị đảo thỉnh thoảng lại có kẻ thi triển hồn anh tự bạo cho nên cường giả Thánh Linh giáo toàn lực liên thủ công kích. Phanh phanh phanh. Trong công kích kinh người, cường giả nhị các nhị đảo càng ngày càng ít, số cường giả còn lại lúc này chỉ còn 10 mấy người. Chỉ là số cường giả vương cấp mà Lục Lâm Thiên giết chết cũng không ít hơn chục người. Phanh. Giữa không trung lần nữa vang lên thanh âm bạo liệt kinh người. Trong không gian đổ nát. Một vũ tôn nhất trọng của nhị các nhị đảo bị ba tôn lão hộ giáo của Thánh Linh giáo liên thủ đánh chết trong không gian đổ nát. Tứ đại sơn môn chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vũ tôn tứ trọng bị Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Thượng Hành liên thủ vây công lúc này toàn thân tràn ngập vết thương, chật vật không ngớt, hai mắt đỏ ngầu, đầy vẻ oán hận nhìn về phía Nguyễn Thượng Hành và Tập Hạo Nhiên, thanh âm lạnh lùng oán độc truyền ra. Tứ đại sơn môn ở trước mặt Thánh Linh giáo cũng không hơn được bao nhiêu. Thánh Linh giáo ta cũng không sợ, chết đi. Nghe vậy trên khuôn mặt Tập Hạo Nhiên bắn ra hàn ý, nói xong, trong tay xuất hiện một đạo linh lực bàng bạc giống như lưu tinh trực tiếp đánh về phía vũ tôn tứ trọng. Trong không gian, thanh âm trầm muộn liên tiếp vang lên. Phanh phanh, công kích của Nguyễn Thượng Hành cũng được ngưng tụ ầm ầm đánh đi. Một đạo chân khí bàng bạc trực tiếp hóa thành một đầu mãng xà lớn đánh về phía vũ tôn tứ trọng. Phá. Sắc mặt vũ tôn tứ trọng vô cùng xấu xí. Công kích của hai người cường hãn không gì sánh được. Mỗi một lần chống lại sẽ khiến hắn cực kỳ bất lợi. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào, bởi vì căn bản không thể tránh né cho nên lần nữa phải nghênh đón hai đạo công kích này. Phanh phanh. Trong kình khí cuồng bạo, thân hình vũ tôn tứ trọng này đột nhiên bị đánh bay, khóe miệng xuất hiện vết máu. Giờ phút này từng đạo thủ ấn quỷ dị trong tay hắn không ngừng đánh ra. Dường như muốn thi triển con bài chưa lật nào đó. Chậm rồi, chết đi. Lúc này thanh âm của Tập Hạo Nhiên vang lên, sát ý trong mắt bắn ra. Một cỗ linh hồn ba động khó có thể phát hiện ra trực tiếp bắn về phía trước. Không gian trong nháy mắt tan vỡ. Toàn bộ không gian được linh hồn ba động cuồng bạo bao phủ. Cường độ linh hồn lực của linh tôn ngũ trọng không cần phải nói. Đối phó với một vũ tôn tứ trọng, tuy rằng vũ tôn tứ trọng tuyệt đối đã là cường hãn. Là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp trên đại lục. Thế nhưng đó cũng chỉ là lời nói tương đối mà thôi. Dù sao trong mạnh có người mạnh hơn, thực lực Tập Hạo Nhiên tuyệt đối ở trên hắn. Dưới công kích linh hồn kinh khủng như vậy, không gian trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ không gian giống như trở nên ảm đạm không có ánh sáng. Linh hồn công kích của linh tôn ngũ trọng coi như là vũ tôn lục trọng hay là vũ tôn thất trọng đều không dám khinh thường. Luận linh hồn lực. Vũ tôn tứ trọng này so với Tập Hạo Nhiên đương nhiên sẽ yếu hơn. Dưới cơn lốc bằng linh hồn kinh khủng này sắc mặt lão giả vũ tôn tứ trọng hoảng hốt, lập tức bố trí một kiện khải giáp quỷ dị, thế nhưng công kích linh hồn lực lập tức xuyên qua khải giáp rồi xâm nhập vào trong đầu hắn. Công kích mà hắn đang ngưng tụ trong nháy mắt đình trệ, dưới cơn lốc bằng linh hồn kinh khủng này, bằng vào tu vi vũ tôn tứ trọng của hắn căn bản khó có thể chống lại. Chết đi! Ánh mắt Tập Hạo Nhiên lạnh lẽo. Trong linh hồn ngập trời có một đạo hư ảnh cự thú dữ tợn hung hăng đánh vào trong mi tâm vũ tôn tứ trọng kia.
Hư ảnh cự thú dữ tợn bằng linh hồn lực đánh vào mi tâm khiến cho vũ tôn tứ trọng này triệt để dại ra. Chết đi. Cùng lúc đó Nguyễn Thượng Hành cũng lạnh lùng quát lên một tiếng, một đạo quyền ấn bàng bạc trong tay đập vào ngực người này. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang lên. Không gian dưới đạo quyền ấn này trực tiếp xuất hiện cái khe không gian. Quyền ấn đánh vào ngực vũ tôn tứ trọng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống. Khục. Ngay sau đó vũ tôn tứ trọng này phun ra một ngụm máu tươi mang theo nội tạng bị nghiền nát. Dưới hai đạo công kích như vậy hắn không thể chống đỡ được. Hồn anh cũng không thể chạy trốn. Công kích của Nguyễn Thượng Hành cùng với linh hồn công kích của Tập Hạo Nhiên nếu là vũ tôn tứ trọng muốn đánh chết được hắn vô cùng khó khăn. Thế nhưng người đánh chết hắn lúc này lại là hai cường giả tôn cấp ngũ trọng. Nguyễn Thượng Hành, thi thể gia hỏa này đối với ta có chút hữu dụng, đừng hủy nó. Tiết Linh Phượng đang cùng một khôi lỗi cấp 8 vây công một linh tôn tam trọng biết được hai người Nguyễn Thượng Hành đánh chết được vũ tôn tứ trọng kia tức thì lớn tiếp nói. Thi thể một vũ tôn tứ trọng nếu như để cho nàng luyện chế thành khôi lỗi mà nói tuyệt đối có thể tạo ra một đầu khôi lỗi cấp 8. Yên tâm, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Nhưng mà hôm nào đó ngươi phải luyện chế một kiện linh khí bản mạng cho ta. Nguyễn Thượng Hành lớn tiếng nói. Không thành vấn đề. Tiết Linh Phượng trả lời. Linh tôn tam trọng, chết đi. Tập Hạo Nhiên nói xong, thân ảnh đạp xuống trước mặt linh tôn tam trọng bị Tiết Linh Phượng và khôi lỗi cấp 8 vây công. Công kích bàng bạc phá không đánh ra, không có chút đình trệ nào. Ngươi trốn không thoát đâu. Nguyễn Thượng Hành không cam lòng tụt lại phía sau, chân khí bàng bạc bạo phát, dẫn động năng lượng thuộc tính phô thiên cái địa kéo tới. Trong nháy mắt bao vây linh tôn tam trọng này lại. Ầm ầm. Một đạo chảo ấn của khôi lỗi cấp 8 trực tiếp đánh vào trên người người này, trong nháy mắt đánh bay thân thể hắn. Phanh phanh phanh. Hầu như là cùng lúc. Công kích của Tập Hạo Nhiên và Nguyên Thượng Hành đánh tới. Trong nháy mắt này, lực lượng cuồng bạo xé rách không gian, vốn linh tôn tam trọng này đã bị thương nặng, dưới công kích của hai cường giả tôn cấp ngũ trọng trực tiếp bị đánh chết. Nguyễn Thượng Hành, Tập Hạo Nhiên, hai người thiếu ta một linh tôn tam trọng. Ta đang muốn luyện chế một đầu khôi lỗi từ người sống đây, nếu như muốn giết hắn thì ta đã sớm giết rồi. Sắc mặt Tiết Linh Phượng đại biến. Tức thì trừng mắt nhìn về phía Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Thượng Hành cả giận nói. Làm sao ta biết được, sao ngươi không nói sớm? Tập Hạo Nhiên có chút khó xử cười, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Phanh phanh phanh. Không gian nổ tung, cường giả thánh thú bộ vây công lần nữa đánh chết một linh tôn nhất trọng. Chém giết kịch liệt đã gần tới hồi kết, Lục Lâm Thiên cũng thu hồi huyễn ảnh Thanh Vũ và Thanh Linh Khải Giáp. Cường giả trong nhị các nhị đảo đã chết gần hết. Đại cục đã định. Trong bầu trời, lão giả có khuôn mặt hồng nhuận kia cuối cùng cũng lựa chọn hồn anh tự bảo thế nhưng lại bị Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Thượng Hành ngăn cản. Còn có một vũ tôn nhị trọng và hai vũ tôn nhất trọng dưới sự hỗ trợ của Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Thượng Hành đều bị bắt sống giao cho Thánh Pháp Bộ. Chúng cường giả vương cấp của nhị các nhị đảo lúc này ngã xuống gần hết, chỉ có một số ít đang uể oải nằm trong tay cường giả của Thánh Linh Giáo. Đám người có tu vi vũ xuất. Linh xuất cũng bị đệ tử Thánh Linh Giáo bắt được số ít, còn lại đều đánh chết. Trong sơn mạch rộng lớn, mấy vạn thi thể tràn ngập khắp nơi nơi, sát khí ngập trời, mùi máu tanh nồng nặc tới cực hạn khiến cho người khác không khỏi bị ảnh hưởng. Mà hết thảy chuyện này thời gian xảy ra cũng không dài, chỉ trong một khắc mà thôi. Thực lực của Thánh Linh Giáo hoàn toàn áp đảo hơn nhị các nhị đảo. Cho dù có không ít cường giả vương cấp và tôn cấp thi triển hồn anh tự bạo, thế nhưng cũng không kéo theo được bao nhiêu người đệm lưng, chỉ làm bị thương cường giả Thánh Linh Các. Mà có vô số cường giả nhị các nhị đảo ngay cả cơ hội thi triển hồn anh tự bạo cũng không có, đều bị công kích như sấm sét đánh chết. Trong Thánh Linh Giáo, nhân số ngã xuống cũng không ít, người bị thương càng nhiều. Còn có không ít yêu thú, linh thú cũng bị đánh chết và bị thương. Không ít khôi lỗi bị phá hủy, chỉ là so với việc hoàn toàn tiêu diệt của nhị các nhị đảo, thì hoàn toàn có thể quên đi. Ba siêu cấp cường giả tôn cấp, 7-8 cường giả vương cấp, còn có hơn 20 cường giả xuất cấp bị bắt giữ nhìn thấy thi thể khắp nơi vô cùng kinh hãi, trong mắt còn mang theo oán hận. Kết cục này tuyệt đối không giống như trong tưởng tượng của bọn hắn. Mấy vạn đệ tử bị đánh chết, đông đảo cường giả ngã xuống. Thực lực Thanh Linh Giáo không ngờ lại kinh khủng như vậy. Những cường giả bị bắt giữ vô cùng chấn động và tuyệt vọng. Lần này tới vạn đảo nhai đối với nhị các nhị đảo tuyệt đối là một lần đả kích kinh khủng.
Số người ngã xuống đối thực lực nhị các nhị đảo tuyệt đối là tổn thất nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại. Dưới sự an bài của trưởng lão, hộ pháp Thánh Linh Giáo, đệ tử Thánh Linh Giáo hưng phấn thu thập tàn cục. Mấy nghìn năm rồi, Thánh Linh Giáo đối mặt với nhị các nhị đảo rốt cuộc tiêu diệt cường giả mà nhị các nhị đảo phái tới. Rốt cuộc cũng đánh một đòn phủ đầu với nhị các nhị đảo. Sợ rằng nhị các nhị đảo còn chưa tổn thất như vậy bao giờ. Đệ tử tứ bộ phối hợp đại chiến khiến cho đệ tử tứ bộ cũng thân thiết hơn rất nhiều. Mấy nghìn năm phân liệt rốt cuộc cũng dung hợp cùng nhau. Thế mới biết được tứ bộ liên hợp quan trọng như thế nào. Nếu như từ trước tới nay tứ bộ liên hợp với nhau, nhị các nhị đảo sợ rằng cũng không dám mơ ước tới Thánh Linh Giáo. Thu. Lục Tâm Đồng thu hồi chấn linh diệt hồn tháp hóa thành một đạo quang mang màu đen tiến vào trong mi tâm nàng. Lần này nàng thu được hồn anh của 7 vương cấp, mà vô số người lựa chọn hồn anh tự bảo thế nhưng lại bị cường giả Thánh Linh Giáo trực tiếp đánh chết, cũng không có cơ hội tự bảo. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn toàn trường, trong Thánh Linh Giáo có 2 tôn lão hộ giáo bị thương không nhẹ, có mấy người bị thương nhẹ, cũng không có ai ngã xuống. Trong đám cường giả vương cấp có một vũ vương đê giai bất hạnh ngã xuống, 2 người dùng hồn anh chạy thoát, bị thương nặng có mấy người, nhẹ cũng có một ít. Chiến tích như vậy so với tình huống của nhị các nhị đảo tuyệt đối đủ để kiêu ngạo. Khóe miệng nhếch lên, Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhàn nhạt. Lần này rốt cuộc cũng cho nhị các nhị đảo một lần giáo huấn. Giáo chủ, tất cả đã thu thập xong. Lần này quả thực hả giận a. Để xem sau này nhị các nhị đảo còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Lô Vượng Đạt trưởng lão đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên rồi nói, vẻ mặt hưng phấn không ngớt. Toàn thân lúc này còn mang theo không ít vết máu. Lô trưởng lão lần này giết địch không ít, xử phạt đối với ngươi mấy ngày trước coi như xóa bỏ. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nói với Tam trưởng lão Thánh Linh Bộ. Tam trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tất cả đều tuân theo mệnh lệnh giáo chủ. Tam trưởng lão tức thì trả lời, ý tứ của giáo chủ đương nhiên hắn sẽ tuân theo. Đa tạ giáo chủ. Lô Vượng Đạt tức thì cảm kích hành lễ. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Vị lô trưởng lão này đúng là tuyệt đối trung thành và tận tâm với Thánh Linh Giáo. Giáo chủ, người tới của nhị các nhị đảo lần này đã giải quyết xong. Phía xa có không ít người đang tiến tới xem xét, có cần xử lý hay không? Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên tiến lên dò hỏi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, do dự một chút rồi nói. Không cần để ý tới bọn họ, từ hôm nay trở đi Thánh Linh Giáo không cần che che giấu giấu nữa. Vâng. Thánh Linh Thiên Tôn khẽ gật đầu nói. Giáo chủ, tất cả đã thu thập gần xong, chúng ta về trước thôi. Tập lão, cửu tinh khốn long trận này trước tiên không nên thu, các đệ tử toàn bộ rời đi. Ta còn có chút chuyện, thông báo xuống dưới, bất luận là một đệ tử nào cũng không được tiến vào nơi này, bằng không sẽ xử trí theo giáo quy. Lục Lâm Thiên nói. Tập Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn thoáng qua Lục Lâm Thiên, chúng đệ tử Thánh Linh Giáo mang theo sát khí rời đi. Cả đám còn đang vô cùng kích động, dưới sự dẫn dắt của giáo chủ chống lại nhị các nhị đảo. Lúc này trong lòng chúng đệ tử Thánh Linh Giáo với vị giáo chủ đột nhiên xuất hiện này hoàn toàn phục tùng. Chúng đệ tử Thánh Linh Giáo rời đi, chỉ có Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư còn có Tiểu Long ở bên người Lục Thiếu Du. Mọi người cũng đi ra ngoài đi, ta ở lại một chút rồi đi ra. Cảm nhận sát khí phóng lên cao trong sơn mạch. Bên trong mơ hồ còn có tàn hồn, Lục Lâm Thiên quay đầu lại nói với đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng. Được. Mọi người gật đầu lập tức theo đệ tử Thánh Linh Giáo rời đi. Khi trong không gian chỉ còn một mình Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên đỏ rực, sát khí do mấy vạn người ngã xuống ngưng tụ ở giữa không gian không tiêu tán, mấy vạn tàn hồn tụ tập. Đông đảo cường giả vương cấp. Xuất cấp và mấy cường giả tôn cấp ngã xuống khiến cho vô hình chung trong không gian có tàn hồn tồn tại. Chỉ là người bình thường rất khó cảm giác được sự tồn tại của tàn hồn. Mà đặc biệt có cường giả tôn cấp và vương cấp thi triển hồn anh tự bạo. Đám tàn hồn lưu lại này càng trở nên cuồng bạo và hung ác. Siêu! Trong nghi tâm Lục Lâm Thiên có một đạo lưu quang bắn ra rồi huyền phù trên không trung. Đây chính là đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Giờ phút này hai mắt trên đại hồn anh mở ra, đôi mắt đen thâm thúy. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra. Bản thể Lục Lâm Thiên nhíu mày, linh hồn lực bàng bạc trên đại hồn anh vốn đã mạnh hơn tiểu hồn anh.
sau đó lại thôn phệ hồn anh của mấy vương cấp còn có hồn anh của một tôn cấp, linh hồn lực càng ngày càng mạnh. Về phần hiện tại mạnh tới mức nào, cho dù Lục Lâm Thiên tương liên với đại hồn anh cũng không biết được thực lực của đại hồn anh đã tới bước nào. Hắn chỉ có thể cảm giác được đại hồn anh thôn phệ hồn anh của mấy vương cấp và một tôn cấp thì linh hồn lực ngày càng mạnh mẽ. Bản thân đại hồn anh chính là do trăm vạn tàn hồn và sát khí bàng bạc ngưng tụ. Sát khí trên người nó lúc này vô hình chung đã bị dẫn dắt, sát khí ngập trời bạo phát, cả không gian run lên. Siêu siêu. Quanh thân đại hồn anh, sát khí ngập trời bạo phát trong nháy mắt tràn ngập không trung. Sát khí ngập trời bạo phát khiến cho không gian gió nổi mây phun, sát khí giống như một cơn lốc cuồng bạo. Đồng thời, trong cửu tinh khốn long trận, những sát khí và tàn hồn vừa mới sinh ra cảm nhận được sát khí ngập trời trên người đại hồn anh lập tức run rẩy. Thế nhưng đám sát khí và tàn hồn vừa mới sinh ra này còn chưa có một bản năng nào, chỉ có thể run rẩy mà không biết làm gì. Siêu siêu. Ánh mắt đại hồn anh đỏ rực, trong nháy mắt lấy quanh thân làm trung tâm, một cỗ hấp lực ngập trời lan tràn ra chung quanh đem số tàn hồn, sát khí vừa mới sinh ra trực tiếp thôn phệ vào trong cơ thể. Dưới sát khí ngập trời, cát bay đá chạy, đất trời rung chuyển. Sát khí ngập trời tràn ngập, toàn bộ cửu tinh khốn long trận hôn ám, sát khí mơ hồ tiết ra ngoài khiến cho mọi người ở phía xa ngoài trận vô hình chung cũng cảm thấy tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Bên ngoài cửu tinh khốn long trận, chúng cường giả thánh linh giáo nhìn cửu tinh khốn long trận mông lung, đột nhiên nhìn thấy bầu trời gió nổi mây phun. Dường như có sát khí bàng bạc phóng lên cao cùng với sát khí mơ hồ tiết ra ngoài khiến cho cường giả tôn cấp không khỏi nhíu mày. Thế nhưng mọi người cũng không có dò xét, mệnh lệnh của giáo chủ hiện tại không ai dám không tuân theo. Trận chiến lúc này, từ thiên tôn, tôn lão hộ giáo cho tới hộ pháp và trưởng lão, đệ tử đối với giáo chủ đều tâm phục khẩu phục. Trong lòng chúng cường giả kỳ thực cũng hiểu rõ, bằng vào thiên phú của giáo chủ, tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện tới tình trạng này. Trên người mang thần khí, lại là thân truyền đệ tử của lão giáo chủ, lại còn là vũ giả ngũ hệ cùng với linh vũ song tu trong truyền thuyết, tiền đồ vô lượng. Sau này thánh linh giáo của bọn họ nhất định cũng một bước lên trời. Điều quan trọng nhất đối với tu luyện chính là cái gì? Chính là tài nguyên tu luyện, đệ tử thánh linh giáo rất rõ ràng, đệ tử trong thánh linh giáo vì sao lại tu luyện chậm, tuy rằng có không ít thủ đoạn thế nhưng tài nguyên tu luyện có hạn. Lại không thể đoạt tài nguyên tu luyện trên quy mô lớn cho nên bọn họ tu luyện mới chậm như vậy. Người tới tu vi vương cấp, ít cũng đã tu luyện 2-300 năm. Cường giả vũ vương cao trọng, đặc biệt là mấy người đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều đã tu luyện trong thánh linh giáo hơn 1.000 năm. Nếu như có tài nguyên tu luyện sung túc bọn họ sao lại dừng ở cấp độ đó lâu như vậy? Tốc độ tu luyện đừng nói là nhanh hơn 5-6 lần, nhanh hơn gấp 2-3 tuyệt đối không có vấn đề. Trong thánh linh giáo cũng không phải là không có tài nguyên tu luyện, thế nhưng những thứ này chỉ có thể duy trì ở trên một mức độ nhất định nào đó. Nếu muốn tu luyện nhanh, ngoại trừ thiên phú ra, tài nguyên tu luyện vẫn cực kỳ quan trọng. Nếu như không đủ tài nguyên tu luyện, cho dù là có thiên phú đỉnh cấp thì cũng sẽ trở thành kẻ bình thường. Chỉ có người có thiên phú đỉnh cấp cùng với tài nguyên tu luyện dồi dào thì mới có thể trở thành thiên tài. Thánh linh giáo chia 5 xẻ 7 là bởi vì muốn đoạt được tài nguyên tu luyện lớn nhất. Mấy người thiên tôn muốn tranh đoạt với đại lục, cũng không phải muốn làm cho tên tuổi mình lan xa. Tới loại tu vi như bọn họ, tâm cảnh đã sớm không còn tranh cường háo thắng nữa. Một chút tâm ảnh ấy tuyệt đối là có, bằng không làm sao có thể tu luyện tới bước này. Bọn họ muốn tranh đoạt với đại lục chỉ đơn giản là muốn thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cũng chỉ có đủ tài nguyên tu luyện thì bọn họ mới có thể tiếp tục đột phá. Bởi vì có một số thứ không phải dựa vào tu luyện đơn thuần mà có thể đột phá được. Mà chỉ có thực lực tuyệt đối mới thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Người bình thường vì vinh hoa phú quý mà tranh đấu. Thứ truy cầu cũng chỉ là 4 chữ vinh hoa phú quý này mà thôi. Mà tu luyện giả đại bộ phận đều truy cầu tài nguyên tu luyện và cường giả đỉnh phong. Mà đường truy cầu đỉnh phong tuyệt đối không thể rời được tài nguyên tu luyện. Lúc này trong lòng chúng cường giả thánh linh giáo âm thầm chờ mong. Mấy nghìn năm không có giáo chủ, thánh linh giáo càng lúc càng suy tàn. Lần này giáo chủ tới đây đã lập tức mở mật thất, thu hoạch tài nguyên phong phú. Mà thành tựu hiện tại của giáo chủ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng nổi. Lấy thành tựu của vị giáo chủ trẻ tuổi này chúng cường giả không chút lo lắng nào. Thiên phú, tâm trí, khí khách, thái độ làm người của giáo chủ không có chỗ nào mà không vượt quá dự liệu của bọn họ.
Huống chi còn có lão giáo chủ ở phía sau âm thầm ủng hộ, thành tựu không cần phải nói. Toàn bộ thánh linh giáo phía sau vị giáo chủ này, có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này. Tất cả cường giả thánh linh giáo chờ mong, có giáo chủ thì thánh linh giáo sẽ không giống như trước đây nữa. Đường đường là thán hát linh giáo lại bị co đầu ở trong trận, bị nhị các nhị đảo nhòm ngó. Sau này bọn họ có thể quang minh chính đại xuất hiện trên đại lục. Lần nữa trở thành thế lực nhất lưu trên đại lục, thu hoạch được tài nguyên tu luyện lớn nhất, khi đó thánh linh giáo mới có thể phát triển không ngừng. Không lâu sau đó nhất định sẽ trở thành tồn tại giống như tứ các tứ đảo, có nội tình thâm căn cố đế. Siêu siêu. Trong lúc chúng cường giả suy tư, sát khí ngập trời trong cửu tinh khốn long trận càng ngày càng đậm. Mơ hồ muốn phá cửu tinh khốn long trận mà ra, trên quang mạc không ngờ bắt đầu xuất hiện từng cái khe nhỏ. Chúng cường giả kinh hãi, nơi này rốt cuộc xuất hiện vật gì? Hiện tại bên trong chỉ có giáo chủ, biến hóa lớn như vậy thế nhưng chúng cường giả cũng không dám dò xét cho nên không thể làm gì khác hơn là ở một bên chờ đợi. Mà kỳ thực thời gian cũng không lâu, trong cửu tinh khốn long trận, đại hồn anh lăng không mà đứng, quanh thân tràn ngập sát khí, toàn bộ sát khí và tàn hồn trong không gian cửu tinh khốn long trận đều bị đại hồn anh thôn phệ vào trong cơ thể. Khi một tia tàn hồn cuối cùng bị đại hồn anh hút vào trong cơ thể, trên khuôn mặt đại hồn anh xuất hiện nụ cười thỏa mãn, nụ cười này giống như bản thể Lục Lâm Thiên như đúc. Hình như mạnh hơn không ít a. Lục Lâm Thiên ở phía xa nhìn vào tất cả biến hóa, chỗ quỷ dị trên người đại hồn anh lúc này cũng không thiếu, trực tiếp thôn vệ sát khí và hồn anh, lúc này lại thôn vệ sát khí và tàn hồn dường như được tăng cường không ít. Khí tức rõ ràng so với khi trước đã không giống nhau. Thân thể ngày càng trở nên ngưng thực hơn một chút. Không biết thực lực của đại hồn anh thế nào rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tâm thần khẽ động. Siêu. Đại hồn anh hóa thành một đạo lưu quang trở lại trong đầu rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống giống như là tu luyện vậy. Trong sơn mạch rộng lớn vừa rồi tràn ngập sát khí và mùi máu tanh lúc này hoàn toàn biến mất không thấy. Thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng biến mất tại chỗ. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc vì sát khí ngập trời biến mất thì thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trước không trung. Giáo chủ. Mọi người hành lễ, trong lòng không khỏi suy đoán vị giáo chủ này vừa mới làm cái gì. Động tĩnh kinh khủng vừa rồi sợ rằng cũng do vị giáo chủ này tạo ra. Chư vị thiên tôn, thu hồi cửu tinh khốn long trận, chúng ta trở về. Lục Lâm Thiên nói. Đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ nghe vậy tự động thôi động Thánh Pháp lệnh thu hồi cửu tinh khốn long trận. Sau khi cửu tinh khốn long trận bị thu hồi, nhìn sơn mạch rộng lớn lúc này không còn một chút sát khí nào khiến cho bốn thiên tôn và tôn lão hộ giá nhíu mày có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Chúng cường giả không ngừng suy đoán chuyện này có liên quan tới giáo chủ hay sao. Thế nhưng mọi người cũng không dám hỏi nhiều, chúng đệ tử thánh linh giáo nhanh chóng cưỡi yêu thú phi hành mà quay về, nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Phía xa, nhìn đệ tử thánh linh giáo rời đi. Nửa canh giờ sau mới có người lớn mật đi vào trong sơn mạch. Khi mọi người đi vào trong sơn mạch, nhìn thi thể tràn ngập mặt đất, máu tươi đầm đìa trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Đây là mấy vạn thi thể a, mấy vạn người không ngờ chưa được bao lâu đã bị đánh chết. Trời ạ, Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, nếu tính phải có mấy vạn đệ tử, không ngờ toàn bộ bị đánh chết. Thời thế thay đổi rồi, vạn đảo nhai sắp đổi rồi. Đám người vừa mới rời đi là thánh linh giáo sao? Có người nói trong đội hình nhị các nhị đảo lần này có siêu cấp cường giả tôn cấp trong truyền thuyết, mà có những chục người. Bên dưới còn có không ít vương cấp, không ngờ nhanh như vậy đã bị đánh chết rồi. Thánh linh giáo này rốt cuộc có địa vị gì, thực lực không ngờ lại cường hãn như vậy. Ngay cả nhị các nhị đảo cũng dám đánh chết. Nhị các nhị đảo sợ rằng sẽ không bỏ qua chuyện này. Thời thế thay đổi rồi. Vạn đảo nhai sắp thay đổi rồi. Nhanh đi tra xem thánh linh giáo này rồi cuộc có địa vị gì. Sau này ngàn vạn lần không được trêu vào thánh linh giáo. Đây nhất định là một thế lực lánh đời lớn. Trong hải vực rộng lớn, bên ngoài thiên đảo và hỏa đảo, bởi vì khí tức mà thiên đảo cùng hỏa đảo phóng ra cho nên khiến cho ngày càng nhiều người kéo tới. Thanh âm nghi luận hội tụ vang vọng tận trời. Vô số người đều đang chờ đợi, đồng thời trong lòng cũng mong chờ. Trong Nhật Sát Các triệu tập hơn 30 vạn người trấn thủ ngoại vi thiên đảo và hỏa đảo. Thế nhưng bên ngoài vẫn có vô số người hội tụ tới. Lạc Kiến Hồng cũng biết sợ rằng không thể ngăn cản, vạn nhất có trọng bảo xuất thế hoặc là di tích viễn cổ mở ra,
lục địa thượng cổ xuất hiện, đến lúc đó hắn sẽ không khống chế được toàn cục. Nếu như Nhật Sát Các ra tay ngăn cản sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ Đông Hải, cũng không thể ngăn cản được mọi người tiến vào. Trạng vạng, mặt trời ngả về phía tây, ánh chiều tà bao phủ mặt đất. Trên hỏa đảo lúc này thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ lớn, đồng thời bộc phát từng thanh âm kinh thiên. Khí tức nóng bỏng lan tràn không ngừng. Trong phương viên ngàn thước chung quanh, khí tức nóng bỏng khiến cho hơi nước bốc lên tạo thành một lớp sương mù nhàn nhạt. Người thường nếu như tới gần sợ rằng đã bị hấp chín. Trên một đỉnh núi khổng lồ, từng bóng người xuất hiện ở trên đỉnh núi. Trong đó có một người đứng trước chính là các chủ Nhật Sát Các, Lạc Kiến Hồng. Lạc Kiến Hồng đứng lên trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn đám người phía xa không khỏi lắc đầu. Hắn không nghĩ tới động tĩnh trên thiên đảo và hỏa đảo lại mang tới lực hấp dẫn kinh khủng như vậy. Người tới ngày càng nhiều, còn có không ít khí tức cường giả, sợ rằng không ít lão quái ẩn cư lúc này cũng đi tới đây. Một thân ảnh màu vàng bên người Lạc Kiến Hồng nói, người này một thân mặc hoàng bào, thoạt nhìn đã mặc vài chục năm, trên đó có không ít miếng vá, trong đó có một miếng dường như mới vá gần đây, thoạt nhìn vô cùng hài hước. Mà bên người này còn có một lão giả toàn thân mặc trường sam màu trắng, thân hình gầy gò, khí tức hai người này đều cực kỳ cường hãn. Đây chính là hai vị trưởng lão vũ các của Nhật Sát Các. Động tĩnh của thiên đảo lần này khiến cho bọn họ bị kinh động. Đúng vậy, lần này sợ rằng sẽ vô cùng náo nhiệt. Lạc Kiến Hồng nói, bằng vào linh hồn hơn người dò xét, Lạc Kiến Hồng đã sớm nhận ra ở trên những ngọn núi chung quanh có không ít khí tức mịt mờ đã tận lực thu liếm lại. Không ít cường giả ẩn cư cũng chạy tới. Cảm nhận trình độ mạnh mẽ của những cỗ khí tức này, cho dù là Lạc Kiến Hồng cũng không thở dài một hơi. Dưới sự có mặt của đông đảo cường giả, Nhật Sát Các muốn bảo vệ nơi này là chuyện không có khả năng. Tuyệt đối phải trả một cái giá lớn, mà sợ rằng còn có vô số cường giả còn chưa chạy tới. Hoặc là nói có một ít cường giả đã tới, dùng tu vi của hắn cũng không thể nhìn ra được. Lấy thân phận của hắn và tin tức của Nhật Sát Các, đương nhiên hắn hiểu rõ trên đại lục có bao nhiêu cường giả kinh khủng. Những cường giả này bình thường không hiện thân thế nhưng không có nghĩa là họ không tồn tại. Đối với việc bên ngoài họ mặc kệ, bởi vì đối với đám cường giả kia mà nói, việc tu luyện đột phá so với bất kỳ việc nào còn quan trọng hơn. Giống như là đám cường giả khủng bố trong Nhật Sát Các vậy, cả đám đều chỉ cảm thấy hứng thú với tu luyện, chỉ cần không có nguy cơ diệt các thì tốt nhất không nên đi quấy rầy bọn họ. Mục tiêu bọn họ chỉ có một, đó là đột phá đại nạn, đột phá trình độ càng cao hơn. Nhìn không chung, Lạc Kiến Hồng không khó tưởng tượng ra, nếu như trên thiên đảo thực sự có bảo vật, đến lúc đó sẽ xảy ra huyết chiến kinh thiên. Sợ rằng Nhật Sát Các của hắn cũng không thể nào bảo vệ được. Phanh! Trên hỏa đảo lần nữa truyền ra thanh âm bạo liệt kinh người. Trong không gian đột nhiên xảy ra ba động rất nhỏ. Vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía hỏa đảo. Trong không gian bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động. Chỉ là loại ba động này trong nháy mắt lập tức biến mất không thấy. Tần suất ba động trong khoảng thời gian gần đây bắt đầu tăng lên, mỗi một lần ba động đều kéo theo động tĩnh càng lớn. Cạch cạch, động tĩnh trong hỏa đảo khiến cho thiên đảo cạnh đó bắt đầu lay động. Mặt đất xuất hiện những vết nứt nẻ, khí tức bàng bạc khuếch tán, không gian vặn vẹo kịch liệt. Mà dưới cỗ khí tức bàng bạc kia, ba động trong phiến không gian này càng lúc càng kịch liệt. Khí tức thật mạnh mẽ, nhất định là có bảo vật rồi. Cảm nhận khí tức này, ánh mắt vô số người trong các ngọn núi phía xa trở nên đỏ rực. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều. Dưới cỗ khí tức này, rất có thể chính là bảo vật. Phanh phanh. Trong thời gian ngắn dưới hỏa đảo lại có tiếng nổ vang lên, khí tức nóng bỏng phóng lên cao mang theo hỏa diễm tràn ra. Lạc Kiến Hồng híp mắt nhìn không gian càng lúc càng vặn vẹo. Hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng ba động. Loại ba động này vô cùng kinh ngời, giống như núi lửa dưới mặt đất này đang điên cuồng dâng trào. Chẳng lẽ hỏa đảo này sắp phun trào sao? Lạc Kiến Hồng nhướng mày, nếu như núi lửa phun trào, tới lúc đó sẽ vô cùng kinh khủng. Trong Thánh Linh Giáo, chúng cường giả ngồi trong đại điện. Người có thể tiến vào trong đại điện lúc này chỉ có trưởng lão trở nên mới có tư cách. Giáo chủ, đám người nhị các nhị đảo bị bắt chúng ta nên xử lý như thế nào? Trong đại điện, đại trưởng lão Thánh Linh Bộ tiến lên nói. Trên khuôn mặt già nua có chút tiêu ý. Lần này đánh phủ đầu nhị các nhị đảo như vậy có thể nói là khiến cho mọi người vô cùng sảng khoái, nàng cũng không ngoại lệ. Lưu lại mấy vũ vương,
Linh Vương giao cho ta, còn lại 4 vị thiên tôn và tôn lão xử lý đi. Lục Lâm Thiên ngồi trên chủ vị, trên người vô hình chung có một cỗ khí thức thượng vị giả khiến cho đám cường giả tu luyện trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, hơn 1000 năm cảm giác được sự uy nghiêm. Mà dưới loại uy áp này trong lòng chúng cường giả càng thêm chờ mong. Vị giáo chủ tuổi còn trẻ này ngày sau nhất định có thể đưa Thánh Linh giáo lên một tầm cao mới. Giáo chủ, lần này tuy rằng chúng ta đánh phủ đầu nhị các nhị đảo, thế nhưng nhị các nhị đảo kia sợ rằng không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên hỏi. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Nhị các nhị đảo đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, từ trước tới nay chưa từng từ bỏ ý đồ qua. Chúng ta không cần phải lo lắng quá, từ hôm nay trở đi mở hộ sơn đại trận. Nói xong chúng cường giả trong Thánh Linh giáo tức thì kích động, nghẹn khuất nhiều năm như vậy rốt cuộc sau này cũng không cần trốn trong hộ sơn đại trận nữa. Đại trưởng lão Thánh Vũ Bộ, đại trưởng lão Thánh Thú Bộ nghe lệnh. Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, hai lão giả lập tức đứng lên. Các ngươi xuất lĩnh đệ tử các bộ bằng tốc độ nhanh nhất nắm vạn đảo nhai trong tay. Cố gắng không đả thương người vô tội, thế nhưng nếu như có kẻ dám ngăn cản và không phục tùng liền giết không tha. Lục Lâm Thiên híp mắt nói, vạn đảo nhai vốn là địa bàn của Thánh Linh giáo, hiện tại cũng nên thu lại. Tuân lệnh giáo chủ, hai vị trưởng lão tức thì kích động đáp. Sau này vạn đảo nhai chính là địa bàn của Thánh Linh giáo ta. Truyền ra tin tức, đệ tử Địa Viêm đảo, Khôn Dương đảo, Thần Kim các, Nguyệt Long các chưa được sự đồng ý của Thánh Linh giáo chúng ta đã xông vào khu vực cấm cho nên giết không tha. Đồng thời phái ra đệ tử phân biệt giám thị động tĩnh của nhị các nhị đảo. Lục Lâm Thiên nói. Vâng. Chúng trưởng lão đáp, cả đám vô cùng hưng phấn. Thánh Linh giáo rốt cuộc cũng có động tác. Các trưởng lão Thánh Linh giáo vốn hy vọng lấy lại được vạn đảo nhai. Lần này rốt cuộc Thánh Linh giáo lại một lần nữa nắm vạn đảo nhai trong tay. Nhìn vẻ mặt chúng trưởng lão, Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày. Nhị các nhị đảo từ trước tới nay đều nhìn chằm chằm vào Thánh Linh giáo, chưa từng hết hy vọng. Mặc kệ ra làm sao sợ rằng đám người này chưa chết tâm. Lần này đánh phủ đầu một kích như vậy có lẽ đám người này càng không thể bỏ qua. Chỉ là tổn thất của nhị các nhị đảo lần này có lẽ cực kỳ thảm trọng. Mỗi sơn môn tổn thất hai siêu cấp cường giả tôn cấp, còn mười mấy vương cấp, trên vạn đệ tử. Dường như bên trong còn có không ít thân truyền đệ tử. Tổn thất như vậy coi như nhị các nhị đảo có nội tình vạn năm thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể bồi dưỡng được ra. Đặc biệt là siêu cấp cường giả như tôn cấp, đều là chấn sơn chi bảo trong từng sơn môn lớn. Một người ngã xuống đều giống như tổn thương gân cốt. Lần này mỗi sơn môn tổng cộng mất đi hai người, trình độ tổn thương không cần phải nói. Vì vậy tiếp đó coi như nhị các nhị đảo sẽ đối phó với Thánh Linh giáo, thế nhưng cũng không dám đơn giản động thủ. Huống chi hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không cần quá lo lắng, Thánh Linh giáo còn có hộ sơn đại trận. Nếu như 4 đại sơn môn kia có năng lực phá trận sợ rằng đã sớm phá từ lâu. Vạn nhất tới thời điểm cuối cùng thì Thánh Linh giáo cũng có đường lùi. Trong đại điện, mọi người lần nữa thương nghị một chút sự tình rồi mới rời đi. Trong đình viện, chúng cường giả nhị các nhị đảo bị cấm chế, nhìn thấy Lục Lâm Thiên cùng với tứ đại thiên tôn, chúng trưởng lão của Thánh Linh giáo tới, sắc mặt cả đám cực kỳ khó coi, trong mắt tràn ngập sự giận dữ. Thánh Linh giáo, nhị các nhị đảo chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một phú tôn căm giận nói với mọi người, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Nhị các nhị đảo thì làm sao? Đừng có hoành hoang trước mặt ta, lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta, quả thực ta phải bội phục dũng khí của ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt liếc nhìn vũ tôn kia rồi nói. Thực lực của nhị các nhị đảo rất mạnh, thế nhưng Thánh Linh giáo cũng không phải ăn chay. Nói xong, Lục Lâm Thiên quay đầu lại nói với tứ đại thiên tôn. 4 vị, mau chóng xử lý mấy kẻ này đi, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng suy đoán. Mấy người này sợ rằng hơn phân nửa sẽ bị thánh pháp bộ luyện chế thành hoạt nhân khôi lỗi. Giáo chủ yên tâm đi, ta sẽ lập tức xử lý bọn họ, để cho bọn họ biết sự lợi hại của Thánh Linh giáo chúng ta. Tiết Linh Phượng mỉm cười nói, ánh mắt mắt nhìn ba cường giả tôn cấp, trên người nàng lại chuẩn bị có thêm mấy đầu khôi lỗi cấp 8. Khôi lỗi cấp 8 tương đương với cường giả tôn cấp A. Mà sau đó Lục Lâm Thiên lập tức đi tới nơi thánh pháp bộ giam giữ tù nhân chọn một linh vương bát trọng. Một vũ vương thất trọng, hai vũ vương lục trọng, dùng 4 cường giả vương cấp này định thôn phệ để đột phá.
Nhìn thấy Lục Lâm Thiên chọn bốn người này, chúng cường giả Thánh Linh giáo cũng cho rằng giáo chủ lựa chọn bốn người này để luyện chế khôi lỗi. Lục Lâm Thiên nói vài câu với Lục Tâm Đồng, Dương Quá xong lập tức đi vào trong mật thất trên ngọn núi. Vốn Lục Lâm Thiên định trở về cổ vực sớm một chút, thế nhưng nhìn trận đại chiến này có nhiều tù binh vương cấp như vậy, Lục Thiếu Du đương nhiên không nhịn được muốn thôn phệ luyện hóa một phen. Hiện tại hắn đã tới Vũ Vương Thất Trọng và Linh Vương Thất Trọng. Đều đạt tới Thất Trọng hậu kỳ, đặc biệt là tu vi linh giả đã tới Thất Trọng đỉnh phong, cũng không khó đột phá lên Linh Vương Bát Trọng. Sau khi đột phá tới Bát Trọng thực lực sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, có lẽ bốn cường giả vương cấp này cũng đủ để cho hắn đột phá lần nữa. Thời gian đột phá có lẽ cũng mất vài ngày, huống chi sau khi đánh phủ đầu nhị các nhị đảo Lục Lâm Thiên cũng muốn biết nhị các nhị đảo sẽ có động tĩnh gì, khi đó hắn mới yên tâm đi về cổ vực. Trong mật thất, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn bốn tù binh vương cấp. Một người là Linh Vương Bát Trọng, một Vũ Vương Thất Trọng, dường như còn đạt tới Thất Trọng đỉnh phong. Còn có Vũ Vương Lục Trọng. Thực lực bốn cường giả vương cấp này đều không kém, trong Phi Linh Môn còn không có được mấy cường giả vương cấp như vậy. Cũng chỉ có Hổ Viêm Thiên Vương mới có thực lực đó. Không biết trong khoảng thời gian này tu vi của Hổ Viêm Thiên Vương có thể đột phá lần nữa hay không? Cảm nhận thực lực Thánh Linh Giáo, trong lòng Lục Lâm Thiên nghĩ tới, nếu như có một ngày thực lực Phi Linh Môn của hắn cũng tới một bước này, Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo liên thủ, cho dù động với bất kỳ một quái vật lớn nào cũng không e ngại. Thế nhưng hiện tại, thực lực của Phi Linh Môn tuy rằng không tệ, thế nhưng so với Thánh Linh Giáo mà nói còn kém xa nhiều lắm. So với những thế lực siêu cấp kia thì càng thêm kém. Trong lòng Lục Lâm Thiên suy nghĩ, truyền thừa mấy nghìn năm của Thánh Linh Giáo, tuy rằng thiếu tài nguyên tu luyện, thế nhưng cường giả trong giáo vẫn nhiều như vậy. Tứ các tứ đảo, tam tông tứ môn còn có nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đều là những quái vật lớn, có nội tình vạn năm. Cường giả trong môn rốt cuộc có bao nhiêu Lục Lâm Thiên cũng không biết. Thế nhưng hắn cũng có thể suy đoán ra một ít, Thánh Linh Giáo có nhiều cường giả như vậy, sợ rằng những quái vật lớn có nội tình trên vạn năm này số lượng cường giả không kém hơn, tuyệt đối kinh khủng. Chỉ là bình thường số cường giả này không có lộ diện mà thôi. Tu vi càng cao, Lục Lâm Thiên đột nhiên có cảm giác, chuyện tình mình biết được ngày càng nhiều, thế nhưng đồng thời cũng cảm thấy thực lực mình càng thiếu. So với khi trước ở trên trấn Thanh Vân, nếu như một vũ xuất ở trên trấn Thanh Vân tuyệt đối là tồn tại cao cao tại thượng. Mà hiện tại cường giả xuất cấp ở trước mặt hắn còn xa mới đủ. Đối thủ mà hắn phải đối mặt trong lúc bất chi bất giác đã đổi thành siêu cấp cường giả tôn cấp. Thực lực còn chưa đủ, phải tiếp tục tăng cường thực lực. Lục Lâm Thiên thầm nói một tiếng, hắn phải mau chóng đột phá tới tôn cấp. Lần trước bị phó giới chủ Linh Vũ giới bắt. Tình huống như vậy nhất định không được xảy ra một lần nữa. Lần tới hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy, không có ai xuất thủ cứu giúp như lần trước. Bốn cường giả vương cấp của nhị các nhị đảo ở trong mật thất dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trong lúc vô hình bốn người này đều có cảm giác sợ hãi và bất an, dường như có dự cảm chuyện tình không tốt sắp xảy ra. Hít! Nhìn bốn người này, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Hắn cố ý dặn dò cường giả Thánh Linh Giáo bắt giữ một ít cường giả là vì muốn thôn phệ cho bản thân sử dụng. Muốn tìm Vũ Vương cùng Linh Vương thôn phệ không phải là chuyện dễ dàng. Bốn người này vừa vặn là đá kê chân cho hắn, giết thì quá đáng tiếc. Không ngờ tự dưng nhị các nhị đảo lại đưa người tới cửa. Hắn vừa vặn đánh một đòn phủ đầu lại có thể tìm một ít cường giả thôn phệ đột phá. Bốn người dường như cảm nhận được ánh mắt Lục Lâm Thiên cho nên trong lòng ngày càng bất an. Bắt đầu đi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, lập tức đi tới trước mặt Linh Vương Bát Trọng, ánh mắt nhìn về phía người này mang theo chút tiếu ý nhàn nhạt. Linh Vương Bát Trọng này bị ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trong lòng lập tức có một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trước mắt khiến cho linh hồn hắn run lên. Hẳn cũng đủ đột phá lên Linh Vương Bát Trọng a. Lục Lâm Thiên thầm nói, hiện tại hắn đã là Linh Vương Thất Trọng đỉnh phong. Thôn phệ một Linh Vương Bát Trọng hẳn có thể đột phá được. Lục Lâm Thiên suy tư, động tác cũng không ngừng lại. Ngay khi Linh Vương Bát Trọng kia cảm nhận được một loại cảm giác khó hiểu thì thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lập tức được kết. Từ trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một vòng xoáy, một cỗ hấp lực thôn phệ từ trong lòng bàn tay xuất hiện. Trong nháy mắt bàn tay chụp vào trên thiên linh cái của Linh Vương Bát Trọng này. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết,
một cỗ lực lượng thôn phệ lớn từ trong lòng bàn tay bạo phát. Linh vương bát trọng này tức thì dữ tợn, linh lực trong người nhanh chóng bị thôn phệ ra. Thông qua lòng bàn tay mà tiến vào người Lục Lâm Thiên. Mà đồng thời Lục Thiếu Du cũng không quên thi triển siêu linh thuật, biết được một chút chuyện của nhị các nhị đảo. Hơn nửa canh giờ sau, ngay cả hồn anh trong đầu linh vương bát trọng này cũng bị Lục Lâm Thiên thôn phệ vào trong đầu. Trong lúc hồn anh bị âm dương linh vũ quyết chuyển hóa thì đại hồn anh tức thì nhảy ra thôn phệ. Hồn anh này không phải chủ động công kích tới cho nên kim đao màu vàng cũng không có động tác nào, để cho đại hồn anh chiếm tiện nghi. Một lát sau thân thể linh vương bát trọng triệt để hóa thành một cỗ thây khô, rồi hóa thành cho tàn dưới linh hỏa từ trong bàn tay Lục Lâm Thiên. Mà lúc này Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu mày, khi thi triển siêu linh thuật Lục Thiếu Du cũng biết được không ít tin tức. Người này chính là một trưởng lão của địa viêm đảo, thân mang chức vị quan trọng. Từ trong linh hồn ký ức của người này Lục Lâm Thiên biết được, lần này nhị các nhị đảo tới đối phó thánh linh giáo chính là nhị các nhị đảo vẫn luôn nhớ nhung tới thủ đoạn nắm trong tay yêu thú, linh thú của thánh linh giáo. Còn có phương pháp luyện chế khôi lỗi, bố trí trận pháp cùng một số thủ đoạn khác. Thực lực địa viêm đảo cũng cực kỳ cường hãn, từ trong linh hồn ký ức của người này Lục Lâm Thiên biết được. Người có tu vi tôn cấp trên địa viêm đảo dường như cũng không thiếu, về phần cụ thể người này cũng không biết. Dù sao có một số việc dùng địa vị của hắn trên địa viêm đảo cũng không thể nào biết được. Mà từ trong linh hồn ký ức của người này Lục Lâm Thiên biết được một tin tức khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ hứng thú. Lần này thực lực nhị các nhị đảo định phái tới còn mạnh hơn nhiều, thế nhưng bởi vì trong thiên đảo của Nhật Sát Các xuất hiện tin tức bảo vật xuất hiện cho nên mới chia cường giả ra chạy tới thiên đảo. Thiên đảo xuất hiện bảo vật, tin tức này đương nhiên khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ hứng thú. Bảo vật xuất thế hắn không nên bỏ lỡ, nói không chừng còn nhận được cơ duyên nào đó. Khẽ cau mày, Lục Lâm Thiên suy nghĩ một lát, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, trưởng ấn của Lục Lâm Thiên lần nữa chụp vào Vũ Vương Thất trong đỉnh phong, đồng thời cũng thi triển siêu linh thuật. Cứ liên tiếp thôn vệ liên tiếp như vậy tròn hai canh giờ, ba Vũ Vương liên tiếp bị Lục Lâm Thiên thôn vệ thành thây khô. Hồn anh trong đầu cũng bị đại hồn anh trực tiếp thôn phệ. Đại hồn anh trực tiếp thôn phệ hồn anh bốn người, không ngờ lại vô cùng dễ dàng, không thấy có chút khó khăn nào. Mà lúc này, chân khí Lục Lâm Thiên thôn phệ từ ba người còn chưa đạt tới tình trạng bão hòa. Một vũ vương bát trọng đỉnh phong, hai vũ vương lục trọng. Ba cường giả vương cấp dường như đã không thể thỏa mãn cho Lục Lâm Thiên thôn phệ nữa. Mà từ trong linh hồn ký ức của ba người, sau khi thi triển siêu linh thuật Lục Lâm Thiên cũng biết được trên thiên đảo quả thực có khí tức bảo vật xuất thế. Mấy ngày trước trong nhị các nhị đảo đã phái ra cường giả đi về phía thiên đảo, trong đó còn có cường giả tôn cấp. Hiện tại Lục Lâm Thiên vô cùng xoắn suýt, thiên đảo có bảo vật xuất thế, hắn không nên bỏ qua. Nói không chừng còn có thể nhận được cơ duyên, xem ra số chân khí và linh lực này chỉ có thể luyện hóa trên đường đi mà thôi. Nếu như đã biết tin tức như vậy. Vậy thì không thể bỏ qua cơ hội này. Nhị các nhị đảo hiện tại đã quan tâm tới tin tức bảo vật xuất thế cho nên có lẽ sẽ không đối phó với thánh linh giáo trong chốc lát. Tiểu Long, ta muốn tìm giáo chủ. Ngươi nhanh thông chi một chút. Trên ngọn núi có một thân ảnh vội vã chạy tới, người này chính là thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên. Lúc này vẻ mặt Tập Hạo Nhiên vô cùng sốt ruột. Không được, lão đại đang bế quan, ai cũng không thể quấy rầy. Tiểu Long lắc đầu nói. Lão đại đang bế quan, cũng không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiểu Long, ta có việc gấp nếu như chậm trễ sẽ không kịp. Việc này liên quan tới tin tức bảo vật xuất thế. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên nói. Có bảo vật xuất thế sao? Trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Long bắn ra tinh quang, đây là chuyện không giống bình thường a. Tập Lão, có phải tin tức từ thiên đảo không? Mà ngay khi Tiểu Long suy nghĩ, cửa đá của mật thất mở ra. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh Tập Hạo Nhiên. Giáo chủ, ta vừa thi triển siêu linh thuật với mấy vũ tôn kia phát hiện ra chuyện lớn. Trên thiên đảo dường như có trọng bảo xuất hiện, người xem chúng ta có nên tới đó không? Tập Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, hắn không ngờ giáo chủ cũng biết tin tức về thiên đảo. Tập Lão phân phó xuống dưới. Thánh Pháp Bộ, Thánh Thú Bộ trấn thủ Thánh Linh Giáo, giải quyết tất cả thế lực trên vạn đảo nhai. Cường giả Thánh Linh Bộ. Thánh Vũ Bộ theo ta đi thiên đảo. Lục Lâm Thiên nheo mắt nói với Tập Hạo Nhiên. Ý của giáo chủ là. Tập Hạo Nhiên nói. Thánh Linh Giáo đã xuất thế, thiên đảo có bảo vật xuất thế, Thánh Linh Giáo chúng ta dù thế nào cũng phải đi tới giúp vui một chút.
Ta hiểu rồi. Tập Hạo Nhiên nói, đôi mắt trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn hiện lên tinh mang. Lão đại, lần trước chúng ta vừa từ thiên đảo tới đây, làm gì có bảo vật gì xuất thế? Tập Hạo Nhiên rời đi, Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ là bảo vật không tồi. Cũng có thể là di tích viễn cổ cũng không nhất định. Lục Lâm Thiên nói, thiên đảo có thể sản sinh ra bảo vật như chân linh thánh quả, nói không chừng bên dưới quả thực có trọng bảo. Khó trách lần trước vừa nhìn thấy nó đệ lập tức cảm thấy phía dưới thiên đảo có chút thần bí. Tiểu Long nói. Một lát sau, trong hang động, Lục Lâm Thiên ngồi trước mặt Hắc Vũ nói với Hắc Vũ dự định đi thiên đảo. Thiên đảo có bảo vật xuất thế, có thể kinh động tới địa viêm đảo, Nguyệt Long các cùng các thế lực lớn phái ra cường giả, sợ rằng bất phàm. Chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Ngươi là giáo chủ, tất cả sẽ do ngươi quyết định. Hắc Vũ nói. Ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức nói với Hắc Vũ dự định trở về cổ vực của mình. Hắc Vũ thấy sắp về cổ vực trong lòng lập tức kích động run rẩy, rốt cuộc hắn có thể lần nữa nhìn thấy chủ nhân, hắn hận không thể lập tức đi tới cổ vực ngay bây giờ. Hai canh giờ sau, ngoài Thánh Linh giáo có hơn chục đạo thân ảnh đứng trên tầng trời thấp. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm còn có Nguyễn Thượng Hành cùng với một Vũ Tôn Tam Trọng của Thánh Vũ Bộ và một Tôn Lão Vũ Tôn Nhất Trọng. Lần này đi thiên đảo, mục tiêu của Lục Lâm Thiên chính là đoạt bảo. Ba cường giả Linh Tôn, ba cường giả Vũ Tôn, đặc biệt là có hai cường giả tôn cấp ngũ trọng như Nguyễn Thượng Hành và Tập Hạo Nhiên, thực lực bậc này tuyệt đối cường hãn. Mặt khác còn có Đại trưởng Lão Thánh Linh Bộ mang theo tổng cộng 21 Vũ Vương, Linh Vương cao trọng của Thánh Linh Bộ và Thánh Vũ Bộ. Nhìn thực lực như vậy khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi nhếch lên nở nụ cười. Lần đi thiên đảo đoạt bảo này rốt cuộc hắn cũng có được một cỗ thế lực mạnh mẽ đi theo. Thiên đảo có trọng bảo xuất thế thì cũng không thể để cho rơi vào trong tay người khác. Thánh Linh giáo ta nhất định phải chiếm được nó. Nguyễn Thượng Hành mỉm cười, có vẻ cực kỳ phấn chấn. Tập Lão, Nguyễn Lão, hai người mang theo giáo chúng đi trước một bước. Không cần đứng cùng chúng ta hành sự. Trong tầng trời thấp Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chúng cường giả rồi nói. Trong lòng hắn đã có sắp xếp từ trước, hiện tại có lẽ còn chưa có ai biết quan hệ của hắn và Thánh Linh giáo, không đến thời gian nhất định hắn cũng không nên bại lộ thì hơn. Nói không chừng tới thời điểm mấu chốt còn có tác dụng lớn. Lần này tới thiên đảo, chúng cường giả tụ tập, tránh không được việc long tranh hổ đấu, hắn có một cỗ thế lực âm thầm ẩn giấu bên người cũng coi như yên tâm, hiệu quả thu được cũng tốt hơn nhiều. Giáo chủ, một mình người đi sợ rằng sẽ có nguy hiểm, hay là cùng nhau đi thôi. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành nói, trong lòng hắn lúc này cũng triệt để công nhận vị giáo chủ trẻ tuổi này. Yên tâm đi, ta tự có sắp xếp, có Hắc Vũ thúc bên người sao lại có nguy hiểm gì cơ chứ? Lục Lâm Thiên mỉm cười, bên người hắn còn có Hắc Vũ đi theo, nói dẫn sao, có Hắc Vũ bên cạnh, có mấy người có thể làm gì được hắn? Vâng, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành còn có Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên cùng chúng cường giả nhìn nam tử trung niên bên người Lục Lâm Thiên tức thì không nói gì. Thực lực của Hắc Vũ bọn họ đều chấn động nhìn qua, ngay cả Linh Tôn Lục Trọng Ám Ma Pháp Tôn cũng chỉ dùng một chiêu đánh chết, quả thực khó có ai động vào được người giáo chủ. Cung tiễn giáo chủ. Một lát sau, hai cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên, Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Như Hoa còn có Hắc Vũ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất giữa không trung. Siêu siêu. Thiên sĩ tuyết sư rời đi, trong Thánh Linh giáo, một đầu yêu thú phi hành thất giai của Thánh Thú Bộ dương cánh lên, cường giả Thánh Linh giáo nhảy lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Siêu siêu. Thiên sĩ tuyết sư không ngừng vỗ cánh, tốc độ nhanh tới cực hạn. Giống như xuyên qua thủng không gian đánh văng không khí chung quanh ra. Ánh mắt Hắc Vũ như sao, khó có thể che giấu sự kích động trong lòng. Không cần bao lâu nữa là hắn có thể lần nữa gặp lại chủ nhân. Mấy nghìn năm không gặp, trong lòng kích động đồng thời còn có chút khẩn trương. Hắc Vũ thúc, chờ sau khi việc ở thiên đảo kết thúc chúng ta cũng có thể trở về gặp sư phụ. Lục Lâm Thiên nói, sau khi trở về Phi Linh Môn, hổ âm yêu tinh đã thu được. Kế tiếp là chờ nam thúc trị thương. Đúng vậy, mấy nghìn năm rồi. Hắc Vũ khẽ nói. Không nghĩ tới lão gia hỏa kia còn có tọa kỵ lợi hại như ngươi. Tiểu Long chu miệng nhìn Hắc Vũ rồi nói. Nó có thể cảm giác được Hắc Vũ không bị ảnh hưởng bởi khí tức trên người nó cho nên nó vô cùng hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa nhà ngươi, ngươi mang thiên phú của Thanh Long và Huyền Vũ tộc,
Quả thực vô cùng kỳ lạ, thế nhưng ngươi phải chú ý một chút. Sự xuất hiện của ngươi, Thanh Long và Huyền Vũ tộc tuyệt đối không cho phép. Hắc Phú nhìn về phía Tiểu Long, trường bào khẽ tung bay, chậm rãi khoanh chân ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ta không sợ bọn họ, một ngày nào đó ta sẽ đi tìm mẫu thân của ta. Tinh quang trong mắt Tiểu Long lóe lên, nghĩ tới mẫu thân, hai bàn tay nho nhỏ của nó nắm chặt lại. Có chí khí, nhưng mà muốn làm được điều này vô cùng khó khăn. Bằng vào thực lực của ngươi hiện tại có thể ngang dọc bên ngoài, thế nhưng một khi đi vào Linh Hoàng Nhai hoặc là Tổ Yêu Lâm thì còn kém xa. Cho nên cố gắng tu luyện cho tốt, mau chóng đem thực lực đề thăng, đến lúc đó cũng không sợ người khác tìm tới ngươi gây phiền toái nữa. Hắc Phú nhìn Tiểu Long rồi nói. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiểu Long cắn răng nói. Một lát sau, Lục Lâm Thiên khoanh chân tiến vào trong trạng thái tu luyện. Chân khí và linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể còn đang chờ hắn luyện hóa. Ngưng thần tĩnh khí, Lục Lâm Thiên lập tức luyện hóa linh lực. Số năng lượng linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể sau khi bỏ đi tạp chất lập tức hóa thành linh lực tinh thuần bàng bạc tiến vào không gian trong đầu hắn. Cỗ linh lực bàng bạc được hắn thôn phệ vào trong cơ thể cũng không ít. Linh lực của Linh Vương bát trọng, tu vi hiện tại của hắn là Linh Vương thất trọng đỉnh phong A. Lục Lâm Thiên mỉm cười, sợ rằng ít ngày nữa cấp bậc linh giả của hắn sẽ lần nữa đột phá. Cũng không bao lâu, quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức được một vòng quang cháo nhàn nhạt vô hình bao phủ rồi tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thời gian không ngừng trôi qua, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên cũng mơ hồ kéo lên. Chỉ trong thời gian ngắn, quang cháo bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên ngày càng đậm đặc. Mà lúc này ngay cả trên làn da trên người hắn cũng toát ra bạch quang nhàn nhạt, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Chuyện này khiến cho Hắc Phú bên cạnh cực kỳ nghi hoặc. Thiên Sĩ Tuyết Sư toàn lực phi hành, chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi đã xuyên qua lục đại kéo dài vô hạn của vạn đảo nhai. Lục địa kéo dài trên Đông Hải, cây cối sum xuê, vách núi dựng đứng dần dần ở lại phía sau đám người Lục Lâm Thiên. Trên dãy núi thuộc về một hải đảo cực lớn. Hải đảo này so với mực nước biển thì rất là cao, bình thường khu vực này có mấy mù lượn lờ, tràn vào uốn lượn bao phủ khắp cả trong ngoài hải đảo, làm cho cả hải đảo được nhìn từ xa trông không được rõ ràng. Trên không có không ít thân ảnh xuất hiện, từng cỗ khí tức cường hãn thu liếm, thế nhưng khí tức vô hình chung khiến cho đám yêu thú trong nước phía dưới không dám tới gần. Trên đảo có một nữ tử tuyệt mỹ đang nhìn chăm chú về phía trước. Nhìn cỗ khí tức nóng bỏng ngập trời đang khuếch tán. Nhuộm đỏ cả bầu trời phía trước, trong mắt nữ tử này hiện lên sự ngưng trọng. Đảo chủ, theo tin tức mà đệ tử trong đảo tìm hiểu. Người vì thiên đảo mà tới lần này cũng không ít. Bên người nữ tử tuyệt mỹ, Kiếm Linh Vương mở miệng nói. Mà nữ tử tuyệt mỹ này chính là đảo chủ Thiên Vân đảo Đạm Đài Tuyết Phi. Lần này không biết là bảo vật gì xuất thế, cũng không biết ở dưới thiên đảo này cất giấu cái gì, tất cả phải cẩn thận một chút. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn về phía trước, khí tức mê hoặc giống như tự nhiên mà có, nàng quay đầu lại hỏi. Người các sơn môn khác đã tới chưa? Hẳn là không, Thiên Vân đảo chúng ta là người tới sớm nhất. Cao Trường Cung nói. Hiện tại Nhật Sát Các có động tĩnh gì? Đạm Đài Tuyết Phi hỏi, trong khoảng thời gian này trên người nàng vô hình chung có một cỗ vị đạo thành thục cùng với khí tức thượng vị giả khiến cho người khác không dám khinh thường. Nhật Sát Các phái ra không ít người ngăn ở bên ngoài, thế nhưng người tới rất nhiều, có lẽ cuối cùng Nhật Sát Các cũng không ngăn được. Tuyệt Linh Vương lên tiếng. Trọng bảo xuất thế, tất cả mọi người đều mơ ước. Nhật Sát Các đương nhiên không thể ngăn cản, thực lực của Nhật Sát Các cho dù mạnh hơn cũng không thể chống lại toàn bộ Đông Hải, chúng ta cứ hành sự theo hoàn cảnh. Đạm Đài Tuyết Phi nói. Trong hải vực rộng lớn vô biến. Trên không trung yên tĩnh có một đạo lưu quang màu trắng trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời. Đột nhiên có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa hội tụ trong không gian, trong nháy mắt đuổi theo đạo lưu quang màu trắng kia. Siêu! Cùng lúc đó trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư có một đạo thân ảnh phóng lên cao, trong nháy mắt dừng lại trên cao, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng đột nhiên dừng lại. Ồ, lại đột phá, tốc độ sao lại có thể nhanh như vậy? Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư... Hắc Phú mở mắt nhìn lên Lục Lâm Thiên đang lăng không trên không trung. Trên bầu trời hải vực này, hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt lăng không mà đứng, bỗng nhiên có năng lượng thiên địa bị dẫn dắt tạo thành một vòng xoáy năng lượng lớn. Vòng xoáy bằng năng lượng lớn xuất hiện trong bầu trời, năng lượng thiên địa trên bầu trời hải vực đột nhiên cuộn trào mãnh liệt,
từng đạo năng lượng thiên địa vô hình cấp tốc ngưng tụ rồi hội tụ ở trong vòng xoáy. Siêu siêu. Hầu như cùng lúc đó quanh thân Lục Lâm Thiên hấp thu năng lượng thiên địa bàng bạc, vô số lỗ chân lông đều tham lam thôn phệ năng lượng vào bên trong cơ thể. Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên càng ngày càng mạnh, dưới sự tiến vào cuồn cuộn không ngừng của năng lượng thiên địa, trong cơ thể đang không ngừng lột xác và cường hóa nho nhỏ, loại cường hóa này dựa trên cơ sở của bất diệt huyền thể, lần nữa được tăng cường. Phanh! Một lát sau, trong cơ thể Lục Lâm Thiên vang lên một tiếng trầm muộn, linh lực quanh thân bạo phát, khí tức trong nháy mắt phá tan bình cảnh tăng lên. Năng lượng bàng bạc trong không trung càng thêm cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Linh vương bát trọng, tốc độ này quả thực chính là bay a. Hắc Vũ không khỏi kinh ngạc đứng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư đang xoay quanh bầu trời. Sắc mặt hắn hiện tại vô cùng kinh ngạc, ngay không lâu trước đó hắn mới cảm giác được vị thiếu chủ này từ Linh Vương và Vũ Vương lục trọng đột phá Linh Vương, Vũ Vương thất trọng. Lúc này mới là bao lâu a? Tính ra còn chưa tới 20 ngày, loại tốc độ đột phá như vậy quá kinh khủng, thảo nào tuổi còn trẻ đã có tu vi kinh khủng như vậy. Dưới sự tiến vào của năng lượng, chỉ trong nháy mắt cỗ năng lượng này từ từ tiêu tán. Lúc này Lục Lâm Thiên đã đạt tới Linh Vương bát trọng. Siêu siêu. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đang lăng không đứng trên không trung mới thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt đồng thời mở ra, tinh quang trong mắt lập lòe. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, Lục Lâm Thiên khẽ vặn người, xương cốt toàn thân vang lên thanh âm thanh thúy, cả thân thể tràn ngập một cảm giác thoải mái, sảng khoái. Trong giây lát, Lục Lâm Thiên nắm tay, chu vi chung quanh nắm tay, không gian hơi vặn vẹo. Một cỗ linh hồn lực vô hình lan tràn ra. Cỗ linh hồn lực này so với mấy ngày trước đây quả nhiên không chỉ mạnh hơn vài lần. Đây là thực lực của Linh Vương bát trọng sao? Quả nhiên rất mạnh. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cảm nhận tất cả biến hóa trong cơ thể. Linh Vương bát trọng so với Linh Vương thất trọng đỉnh phong tuy rằng chỉ cách một đường, thế nhưng lại hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Đột phá một bước này, thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Luyện hóa linh lực của Linh Vương bát trọng kia đúng như trong dự đoán của Lục Lâm Thiên, đủ để đột phá tới Linh Vương bát trọng. Số linh lực chưa luyện hóa còn lại lúc này cũng không có bao nhiêu nữa. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, lập tức rơi vào trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, khí tức Linh Vương bát trọng khiến cho Dương Quá, Như Hoa kinh ngạc. Nhị đệ, tốc độ tu luyện của đệ quả thực chính là bay a. Dương Quá không khỏi chậc lưỡi. Khi trước trên Bình Nham đảo hắn đã là Vũ Vương tứ trọng, nhị đệ này chỉ là Vũ Vương nhất trọng và Linh Vương nhất trọng mà thôi. Mà hiện tại hắn đã là Vũ Vương lục trọng, Lục Lâm Thiên đã tới Linh Vương bát trọng, Vũ Vương thất trọng. Tốc độ tu luyện như vậy quả thực khiến cho hắn không khỏi sợ hãi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn có âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện đương nhiên phải nhanh hơn. Có tốc độ như vậy cũng đủ để làm cho hắn thỏa mãn rồi. Tốc độ tu luyện của lão đại đương nhiên phải nhanh rồi. Tiểu Long chớp mắt cười nói, lão đại lần nữa đột phá, nó cũng cực kỳ vui vẻ. Vẻ mặt Hắc Phú kinh ngạc thế nhưng cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt nghi hoặc kia vẫn nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất phát, mọi người lần nữa đi về phía thiên đảo. Ngay sau đó Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu luyện hóa cỗ chân khí trong cơ thể. Lục Thiếu dù đoán. Chân khí của ba Vũ Vương trong cơ thể hắn cũng đủ để giúp hắn đột phá lên Vũ Vương bát trọng. Tu vi Vũ giả lần nữa đột phá, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một đẳng cấp mới. Thiên Sĩ Tuyết Sư tiếp tục phi hành, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Lục Thiếu Du bắt đầu từng bước luyện hóa số chân khí trong cơ thể do thôn phệ mà có. Sau khi bỏ đi tạp chất lập tức hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền hắn. Chỉ trong chốc lát quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, tiến vào trong trạng thái luyện hóa. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, lúc này quang mang quanh thân Lục Lâm Thiên ngày càng chói mắt. Trong Phi Linh Môn, lúc này đã vào đông, sắc trời có chút mông lung. Sáng sớm mùa đông cũng không có chim chóc bay qua, trong không gian có sương mù quanh quẩn, cùng với những cơn gió lạnh buốt thổi qua. Cây cối chung quanh Phi Linh Môn trụi lùi. Dường như không chịu nổi những cơn gió tập kích mà chập chờn trong những cơn gió. Mà lúc này trong hậu sơn có hai thân ảnh xuất hiện. Hai người một nam một nữ, nữ nhân trên người mặc một bộ y phục khiến cho người ta xôi trào, tuổi tác chừng 23, 24. Khí tức trên người đã đạt tới vũ tướng cửu trọng, khoảng cách tới vũ xuất cũng chỉ có một bước. Bộ cung trang màu hồng bó sát người, bộ ngực cao vót.
đặc biệt là cái váy cực ngắn, chỉ vừa vặn bao phủ bộ mông tròn lẳn, đôi chân dài màu trắng hiện ra khiến cho người ta không khỏi liên tưởng tới cảnh xuân ở bên trong cái váy kia. Toàn bộ Phi Linh Môn, tuy rằng có khá nhiều mỹ nữ, thế nhưng người có cách ăn mặc khiến cho người ta xôi trào này chỉ có Bạch Toa Toa, không còn có người nào khác. Bên người Bạch Toa Toa lúc này có một nam tử cực kỳ mập mạp, nhìn qua vô cùng hèn mọn. Thế nhưng trên người vô hình chung cũng có một cỗ khí thế. Đây chính là phó đường chủ Linh Đường Lưu Nhất Thủ. Nhìn hình thể của Lưu Nhất Thủ, dường như so với ngày trước đã gầy hơn không ít. Lưu Nhất Thủ, ngươi không nên đi theo ta nữa. Ta thực sự không thích ngươi. Bạch Toa Toa nhìn Lưu Nhất Thủ, trong mắt hiện lên sự áy náy. Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc này nàng không còn là tiểu nha đầu đơn thuần trong Phi Linh Môn nữa. Mà lúc này đã là một thiếu nữ trổ mã, duyên dáng yêu kiều, mang theo chút quyến rũ. Toa Toa, rốt cuộc ta có gì không tốt? Ngươi nói ta béo, nửa năm qua ta đã giảm hơn 10 cân, ngươi nói ta tu vi quá kém, ta đã liều mạng tu luyện. Ta còn chỗ nào mà ngươi không hài lòng, ta sẽ tiếp tục sửa còn không được sao? Lưu Nhất Thủ cầu khẩn nói. Ngươi không có gì là không tốt, chỉ là ta thực sự không thích ngươi. Bạch Toa Toa nhìn dáng dấp của Lưu Nhất Thủ có chút sốt ruột nói. Ngươi không thích ta tại sao lần trước không nói rõ với ta? Lần trước ta nói thích ngươi, ngươi cũng nói thích ta. Lưu Nhất Thủ sửng sốt nói. Ta thực sự không biết thích là cái ý tứ này. Thích mà ta nói chỉ là bằng hữu, huynh muội mà thôi, là chính bản thân ngươi hiểu lầm. Khuôn mặt Bạch Toa Toa có chút nóng nảy, nếu không phải Nhan Kỳ và Tân Hiểu Kỳ nói cho nàng, thì nàng không ngờ Lưu Nhất Thủ lại thích nàng theo kiểu kia. Thế nhưng ta vẫn thích ngươi. Ngươi nói xem, phải làm sao thì ngươi mới thích ta. Ta nhất định sẽ sửa. Lưu Nhất Thủ thề thốt nói. Đối với Bạch Toa Toa, trong lòng hắn thực sự động tâm. Vì nữ tử trước mắt, bao nhiêu nữ tử trong môn ném ánh mắt câu hồn cho hắn hắn đều không để ý. Ngươi không nên như vậy, ngươi không có gì không tốt. Bạch Toa Toa nhìn Lưu Nhất Thủ, càng lúc càng nóng nảy, thiếu chút nữa muốn khóc nói. Vậy ngươi nói xem. Ngươi thích cái gì ta sửa còn không được sao? Lưu Nhất Thủ nhìn dáng vẻ nóng nảy của Bạch Toa Toa không khỏi có chút yêu thương vội vàng nói. Được rồi, Toa Toa, nếu ngươi đã như vậy ta không thích ngươi là được. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Nói xong, trong mắt Lưu Nhất Thủ hiện lên chút mất mát, nói nhỏ. Kỳ thực ta cũng biết ta không xứng với ngươi, ta lớn lên không đẹp trai, lại béo như vậy. Lưu Nhất Thủ, ngươi không nên nói như vậy. Ngươi thực sự rất tốt. Ta vẫn luôn coi ngươi như là ca ca, là thân ca ca, sau này ngươi chính là ca ca của ta. Ta biết các nàng Tiểu Lan, Dai Dai đều thích ngươi, ngươi có thể chọn một người. Nhìn dáng vẻ của Lưu Nhất Thủ, trong lòng đơn thuần của Bạch Toa Toa có chút không đành lòng. Cái gì, Tiểu Lan, nàng so với ta còn béo hơn. Lưu Nhất Thủ lập tức nói rồi nhíu mày lớn tiếng. Được rồi, ngươi không thích ta ta cũng không ép. Ngươi chỉ cần sống tốt là được rồi. Nhưng sau này ai dám bắt nạt ngươi ta nhất định sẽ không buông tha hắn. Ngay khi Lưu Nhất Thủ vừa nói xong, trong hậu sơn Phi Linh Môn đột nhiên giống như gió nổi mây phun, hai người lập tức kinh ngạc nhìn về phía sau. Trên hậu sơn, trong một mật thất đột nhiên có một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn mang theo một cỗ hắc mang bàng bạc. Phù! Ngay khi khí tức tăng lên cũng dẫn dắt theo một đám năng lượng trong thiên địa. Năng lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng tiến vào trong mật thất. Cùng với khí tức tăng lên khiến cho toàn bộ hậu sơn Phi Linh Môn gió nổi mây phun. Cảnh tượng này cũng không kéo dài bao lâu, thì có một đạo khí tức cường hãn bắt đầu tràn ra. Linh hồn ba động bàng bạc thật lâu sau mới thu liễm lại. Ầm ầm, cửa mật thất mở ra, một thân ảnh mặc hắc bào mang theo ánh mắt lạnh lùng, khí tức trên người như ẩn như hiện vô hình chung khiến cho người khác không dám tới gần. Mà người này chính là Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Chúc mừng, lại đột phá một trọng đến Linh Vương ngũ trọng. Ngoài mật thất có một nữ tử tuyệt mỹ tản ra khí tức quyến rũ thành thục, quốc sắc thiên hương đã sớm chờ từ trước. Đôi mắt xinh đẹp, tuổi tác thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, chính là Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt Đông Vô Mệnh nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ, trong mắt có chút phức tạp rồi lập tức hỏi. Gần đây chuyện cần xử lý không ít, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cố ý chờ hắn ở chỗ này sợ rằng Phi Linh Môn đã xảy ra chuyện gì đó. Ám đường truyền tới tin tức, Hóa Vô Tông,
Hắc sát giáo mấy ngày trước đều phái ra trưởng lão đi tới Lan Lăng Sơn Trang. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Ý của ngươi là ba sơn môn này sẽ có động tác. Đông Vô Mệnh nhướng mày nói, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Sợ rằng sẽ có một chút động tác, trên biên cảnh người mà ba môn phái này phái ra cũng càng nhiều. Chúng ta vẫn phái người tiếp viện thế nhưng không chịu nổi ba môn phái này giáp công. Linh Thiên Môn có động tác gì không? Sau khi cúi đầu trầm tư một lát, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo cũng còn phái người dường như vô ý phong tỏa tin tức của Linh Thiên Môn, sợ rằng Linh Thiên Môn đã rơi vào trong sắp xếp của ba sơn môn này. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vô Tông chẳng nhẽ định làm ra động tĩnh gì lớn sao? Sắc mặt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh có chút ngưng trọng, thấp giọng nói. Tiểu tử kia hiện tại đang ở Đông Hải, tình huống hiện tại của Phi Linh Môn sợ rằng phải dựa vào mấy lão gia hỏa như chúng ta. Thế nhưng hiện tại đã bắt đầu khó mà chống đỡ được. Tất cả cũng chỉ có thể chờ Lâm Thiên trở về. Trước khi hắn trở về thứ chúng ta có thể làm chỉ là bảo tồn thực lực. Nếu như liều mạng đối với chúng ta mà nói càng thêm bất lợi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Trong hải vực xanh thẳm, trên bầu trời vạn dặm không có một đám mây. Trong hải vực chung quanh có không ít yêu thú trong nước nhô đầu ra. Đột nhiên cả hải vực gió nổi mây phun, từng đầu yêu thú cảm nhận được cỗ khí tức khiến tim đập nhanh lập tức chui đầu chạy trốn vào trong hải vực. Giữa không trung, thân ảnh Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên. Quang mang quanh thân ngày càng chói mắt. Đan điền bắt đầu bành trướng, có cảm giác no đủ. Trạng thái này cũng không kéo dài bao lâu, trong đan điền Lục Lâm Thiên vang lên một tiếng trầm muộn. Phanh! Tiếng trầm muộn vang lên, đồng thời trong đan điền có một cỗ lực lượng mạnh mẽ khuếch tán. Khí tức kéo lên, toàn bộ chân trời run rẩy. Lúc này quanh thân Lục Lâm Thiên có một cỗ khí tức bàng bạc tiết ra ngoài, từ trong lỗ chân lông bạo phát ra giống như là hồng thủy lập tức tạo thành một vòng xoáy chung quanh người dẫn dắt năng lượng trong thiên địa kéo tới. Siêu siêu! Trong bầu trời, năng lượng thiên địa bị Lục Lâm Thiên hút vào trong cơ thể, lập tức năng lượng bàng bạc trong thiên địa ngập trời kéo đến giống như Lục Lâm Thiên rút dây động rừng. Cuối cùng năng lượng thiên địa bị dòng xoáy bàng bạc quanh thân Lục Thiếu Du đưa vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa bàng bạc tiến vào cơ thể, khí tức lần nữa điên cuồng kéo lên. Phanh! Khí tức đột phá bình cảnh, năng lượng bàng bạc trong thiên địa trực tiếp bao vây chung quanh Lục Lâm Thiên. Uy áp kinh khủng tràn ra chung quanh khiến cho hải vực phía dưới cuồn cuộn giống như biển gầm. Khí thế như vậy vô cùng kinh khủng. Trong lòng Hắc Vũ, Dương Quá cùng mọi người không khỏi than thở. Năng lượng bàng bạc trong bầu trời rằng co chừng 10 chung trà sau lập tức tiêu tán. Mà năng lượng thiên địa tán đi, cỗ uy áp ngập trời kia cũng từ từ phai nhạt. Khí tức thật mạnh. Vũ Vương Bát Trọng sao lại mạnh như vậy? Lúc này Hắc Vũ không khỏi khiếp sợ. Năng lượng thiên địa biến mất không còn tung tích, thân ảnh màu xanh trên bầu trời ngày càng rõ ràng, rốt cuộc cũng xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, đồng thời thở ra một ngụm chọc khí. Gợn sóng trong không gian run lên, lười biếng duỗi thân thể một cái, cảm nhận cảm giác thoải mái không nói nên lời tràn ngập toàn thân. Đây là lực lượng của Vũ Vương Bát Trọng sao? Rốt cuộc cũng đạt tới Vũ Vương Bát Trọng. Hai tay Lục Lâm Thiên run lên, bàn tay khẽ nắm, cảm nhận chân khí bàng bạc như biển rộng trong đan điền, Lục Lâm Thiên không khỏi có chút kích động. Đan điền của hắn lần nữa được mở rộng, chân khí giống như đại dương mênh mông lần nữa nhiều hơn gấp bội. Loại lực lượng này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng mê hoặc. Vũ Vương Bát Trọng, sợ rằng vô số người dùng cả đời cũng khó mà đạt được. Mà hiện tại hắn đã đạt tới Vũ Vương Bát Trọng. Nhíu mày, Lục Lâm Thiên duỗi tay, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Không gian trước mặt không ngờ mạnh mẽ vặn vẹo tạo thành một vết sâu. Giống như là một bàn tay nắm vào khí cầu, tùy thời có thể bóp nát nó vậy. Dưới một chảo này Lục Lâm Thiên có tự tin, cho dù là Vũ Vương cửu trọng bình thường nếu như bị một chảo này đánh vào người chỉ sợ cũng sẽ trở thành một đám thịt nát. Đây là một loại cảm giác lực lượng tuyệt đối. Cảm nhận mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho không gian vặn vẹo, trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên chậm rãi hiện lên nụ cười. Nụ cười này mang theo một tia tà khí, khi trước trên trấn Thanh Vân, Vũ Vương Bát Trọng không nói, cho dù là Vũ Vương Nhất Trọng, trong mắt của hắn năm đó chính là cường giả xa không với tới.
mà hiện tại hắn đã đặt chân tới Vũ Vương bát trọng. Chính diện chống lại Vũ Tôn nhất trọng có lẽ không có vấn đề quá lớn. Lục Lâm Thiên thì thào nói, hiện tại nếu như đụng phải Hỉ Vô Thường ngày trước tuy không dám nói rằng không cần thi triển Tử Lôi Huyền Đỉnh có thể đánh chết người này. Thế nhưng bằng vào thực lực của hắn hiện tại, Vũ Tôn nhất trọng như vậy cũng không làm gì được hắn nữa. Vũ Vương và Vũ Tôn, hai đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Chênh lệch không phải về công kích mà là bản chất, đối với chuyện này Lục Lâm Thiên mơ hồ có chút hiểu rõ. Đan điền của hắn khổng lồ, linh hồn lực không kém, công kích cường hãn không dưới Vũ Tôn nhất trọng. Thế nhưng thực lực thi triển ra cũng không có uy lực như Vũ Tôn nhất trọng. Ngoài nguyên nhân là tu vi chưa đạt tới ra, tới tu vi Vũ Tôn còn nắm trong tay lực không gian, năng lượng thuộc tính đã ở một trình độ khác. Đây là biến hóa về chất. Mà tu vi Vũ Vương sao có thể so sánh được, bởi vì giữa hai cấp bậc hoàn toàn không giống nhau. Lúc hắn còn là Vũ Vương lục trọng có thể trực tiếp chống lại Vũ Vương cửu trọng. Đối với cường giả Vũ Tôn có thể dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mà khi là Vũ Vương thất trọng cũng vậy, mặc dù thực lực của hắn tăng cường không ít, càng có thực lực chống lại Vũ Vương cửu trọng. Thế nhưng trực tiếp chống lại Vũ Tôn nhất trọng, nếu như không dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh sợ rằng cũng khó. Mà lúc này tới Vũ Vương bát trọng, Lục Lâm Thiên lại càng không nắm chắc. Bởi vì đây là khác biệt về chất, mặc dù thực lực của hắn tăng cường lên nhiều, thế nhưng cấp bậc Vũ Vương và Vũ Tôn cách biệt nhau một cái hào rộng. Nếu muốn vượt cấp chống lại, chỉ bằng thực lực của Vũ Vương lục trọng và Vũ Vương thất trọng sợ rằng còn chưa đủ. Mà lúc này tuy rằng lần nữa đột phá tới Vũ Vương bát trọng, muốn đánh chết Vũ Tôn nhất trọng tuyệt đối không thể làm được. Thứ có thể làm được là chống lại mà thôi. Vũ Vương nếu muốn vượt cấp đánh chết Vũ Tôn thì phải có thực lực mạnh hơn Vũ Tôn. Thực lực phải đủ san lấp cái hào rộng giữa Vũ Vương và Vũ Tôn thì mới có cơ hội. Đối với điều này Lục Lâm Thiên cũng muốn thử qua. Nếu như một ngày nào đó hắn đột phá Vũ Tôn, tiến vào cấp bậc Vũ Tôn thì sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại hắn đã là Vũ Vương bát trọng đã có tự tin chống lại Vũ Tôn nhất trọng. Nếu như đạt tới Vũ Tôn, đứng cùng một đẳng cấp, Vũ Tôn nhất trọng bình thường sợ rằng hắn có thể đánh chết mà không cần tốn bao nhiêu sức lực. Suy nghĩ tới điều này, trong đôi mắt đen láy của Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Thực lực của hắn vẫn phải tiếp tục tăng cường. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể khiến cho những kẻ muốn đối phó với hắn khiếp sợ. Chúc mừng ca ca lại đột phá. Trong lúc Lục Lâm Thiên suy tư, mấy tiếng xé gió vang lên. Mấy đạo thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Hẳn là muội cũng sắp đột phá a. Cảm nhận khí tức Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Hẳn là còn ít ngày nữa, thế nhưng rất nhanh thôi. Lục Tâm Đồng mỉm cười hiện ra hai cái lúm đồng tiền. Tiên thiên độc thể vốn tu luyện rất nhanh, hơn nữa lại có năng lượng chân linh thánh quả trong cơ thể khiến cho thời gian đột phá gần hơn. Một lát sau mọi người lần nữa cưỡi thiên sĩ tuyết sư mà đi, tính toán thời gian có lẽ cũng sắp tới thiên đả. Thiếu chủ, tốc độ đột phá của người thật nhanh, quả thực chính là bay a. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, trên khuôn mặt tuấn tú của Hắc Phú hiện lên vẻ kinh ngạc. Tốc độ đột phá của Lục Lâm Thiên khiến cho hắn triệt để chấn động. Mấy nghìn năm qua hắn chưa từng thấy ai có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Đáng tiếc thực lực còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, Vũ Vương bát trọng, Linh Vương bát trọng. Tu vi bực này có thể trong mắt bình thường đã đủ rồi. Thế nhưng trong mắt hắn còn xa mới đủ. Từ từ sẽ tới, tu luyện quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt. Đệ tử đại môn đại phái dù có tốc độ tu luyện nhanh tới đâu cũng không dám đột phá nhanh quá. Muốn có tu vi càng cao sau này thì căn cơ phải càng vững chắc. Hắc Vũ nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, mặc kệ là Nam Thúc hay Sư Phụ Thánh Thủ Linh Tôn, hiện tại lại thêm Hắc Vũ cũng đều nói với hắn, căn cơ là thứ tuyệt đối quan trọng nhất. Nhớ tới Nam Thúc cùng với Sư Phụ, trong lòng Lục Lâm Thiên tràn ngập cảm giác vừa là thầy trò, vừa là phụ tử. Hai người đều có ân với hắn, bản lĩnh của hắn toàn bộ đều do Nam Thúc và Sư Phụ dạy dỗ. Nam Thúc dạy hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết, từ một thiếu gia phế tài cho tới ngày hôm nay. Bằng không hiện tại còn không biết hắn sẽ thành dạng gì. Nói không chừng đã chết một lần nữa rồi. Mà Sư Phụ Thánh Thủ Linh Tôn dạy cho hắn các loại thủ đoạn, âm thầm bảo hộ hắn mấy lần. Nếu không có Sư Phụ, hắn cũng không sống được tới bây giờ. Có thể nói tất cả những thứ ngày hôm nay hắn có, không nói tới 10 phần. Thế nhưng có hơn 9 phần đều là do Nam Thúc và Sư Phụ Thánh Thủ Linh Tôn ban cho. Thiếu chủ, lần này đi thiên đảo,
tất cả phải cẩn thận, không thể sơ ý. Tuy rằng ta có thể giúp đỡ một hai, thế nhưng theo ta được biết, trong tứ các tứ đảo, cường giả đông đảo. Lần này thiên đảo có động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng sẽ có không ít cường giả xuất sơn. Nếu như lão chủ nhân còn ở thời kỳ toàn thịnh đương nhiên không cần e ngại bất kỳ một sơn môn nào. Thực lực của ta mấy năm nay tuy rằng có thể âm thầm thủ hộ thánh linh giáo thế nhưng cũng là do nhị các nhị đảo không dốc hết sức. Không muốn trả một cái giá lớn mà thôi. Có một ít người vẫn phải cần cố kỵ. Nếu như lần này những người mà ta phải cố kỵ cũng tới, vậy thì sẽ cực kỳ náo nhiệt. Hắc Vũ nói với Lục Lâm Thiên, đệ tử của chủ nhân, đương nhiên hắn phải có trách nhiệm bảo hộ. Hắc Vũ thúc, ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Lần này đương nhiên sẽ không tránh khỏi một hồi long tranh hổ đấu. Tự nhiên hắn không thể sơ ý, tuy rằng hắn không còn là kẻ có thực lực yếu đuối giống như khi trước trong sơn mạch Vũ Đô. Thế nhưng vẫn không thể sơ ý, trên thế giới này còn có không ít cường giả tồn tại. Khi trước, ta cùng với chủ nhân trải qua sinh tử, đi qua không ít di tích và bí địa. Mỗi một lần đều chiến đấu đẫm máu, đều có thể nhận được không ít chỗ tốt. Nhìn về phía trước, Hắc Vũ có chút cảm thán nói. Hắc Vũ thúc không cần quá lo lắng, sư phụ nhất định sẽ có biện pháp khôi phục. Lục Lâm Thiên nói, quan hệ của sư phụ và Hắc Vũ không đơn giản, sợ rằng đã sớm vượt qua quan hệ giữa yêu thú tỏa kỵ và chủ nhân. Quan hệ của hai người trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử mà thành, vô cùng vững chắc không gì sánh được. Thật ra ta cũng không quá lo lắng, chủ nhân đã nói có biện pháp thì tự nhiên sẽ có biện pháp. Ta chỉ cảm thán một chút. Khi trước ta và chủ nhân ra ngoài tranh đoạt bảo vật còn chưa từng thất bại qua lần nào. Trên khuôn mặt tuấn tú của Hắc Vũ hiện lên nụ cười. Ta và lão đại đi ra ngoài đoạt bảo vật còn chưa có lần nào tay không mà về, cũng chưa bao giờ lưu lại thứ gì cho người khác. Tiểu Long đắc ý nói. Tiểu tử kia, tu luyện cho tốt đi, lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể làm rung động tứ đại hoàng tộc. Hắc Vũ mỉm cười nói. Đương nhiên, ta đã rất nỗ lực rồi. Tiểu Long nghiêm túc nói, gần đây quả thực nó tu luyện không chút lười biếng nào. Không lúc nào là không ngừng tu luyện. Hắc Vũ thúc, người đoán xem ở dưới thiên đảo có bảo vật gì xuất thế. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước rồi nói với Hắc Vũ. Căn cứ vào tin tức mà ngươi nhận được, động tĩnh của thiên đảo đã làm kinh động Nguyệt Long các cùng các sơn môn khác phái ra cường giả. Bảo vật phía dưới có lẽ tuyệt đối không phải bình thường. Thế nhưng không phải là trọng bảo mà là di tích viễn cổ hoặc là lục địa thượng cổ. Hắc Vũ nói. Trọng bảo, di tích viễn cổ, lục địa thượng cổ. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Trọng bảo đương nhiên không phải là bảo vật bình thường. Ngay cả việc xuất hiện thần khí cũng là chuyện có khả năng. Có người từng nhận được thần khí ở một ít nơi quỷ dị. Tử Lôi Huyền Đỉnh của ngươi hiện tại cũng nằm trong số đó. Năm đó ta cũng từng gặp qua Huyền Thiên Yêu Tôn. Hắn cũng có quan hệ không tồi với chủ nhân. Huyền Thiên Yêu Tôn còn mời chủ nhân xuất thủ luyện chế một hộ sơn đại trận. Hình như là tinh nguyệt thiên sát đại trận. Thù lao chính là Linh Ngọc Sàng. Có người nói Tử Lôi Huyền Đỉnh và Linh Ngọc Sàng đều bị Huyền Thiên Yêu Tôn thu được từ trong nơi quỷ dị nào đó. Ngoại trừ Huyền Thiên Yêu Tôn ra cũng có người khác nhận được thần khí. Thế nhưng là ai, thần khí dạng gì thì cũng không có ai biết được. Hắc Vũ nói. Còn có thần khí sao? Những thần khí này là từ đâu tới? Muốn luyện chế thần khí không phải là một chuyện dễ dàng. Trước đây Nam Thúc cũng từng nói qua, nếu như Thúc ấy ở thời kỳ toàn thịnh muốn luyện chế một kiện thần khí cũng khó mà làm được. Thần khí đến từ đâu không có ai biết được. Trên thế gian này có rất nhiều bí mật, rất nhiều người dùng cả đời tìm kiếm cũng không có đáp án. Hắc Vũ nói. Hắc Vũ Thúc, di tích viễn cổ là lục địa thượng cổ là sao? Lục Lâm Thiên từng nghe Độc Cô Cảnh Văn nhắc tới qua. Mật địa của Vân Dương Tông chính là một khối lục địa thượng cổ. Xem ra trên thế giới này đích thực có không ít bí mật. Trong mật địa có đại trận thượng cổ, kim đao màu vàng thần bí trong đầu của hắn cũng chiếm được từ trong mật địa. Di tích viễn cổ có thể là đến từ viễn cổ, qua vô số năm tháng đương nhiên sẽ lưu lại vô số di tích. Hoặc là phủ đệ của một cường giả viễn cổ lưu lại. Cố ý phong ấn trong không gian. Đợi một ngày nào đó trải qua vô số tuế nguyệt mới xuất thế. Hoặc là cường giả viễn cổ đại chiến, trực tiếp phong ấn không gian một phương. Sau đó lại khiến cho không gian xung đột cho nên rơi vào trong một không y gần nào đó, hình thành tuyệt địa hoặc là mật địa. Hoặc là lần nữa xuất thế.
Lại nói loại cường giả này đã đạt tới cấp độ vô cùng đáng sợ khiến cho vô số người mộng tưởng. Có lẽ là linh đế, vũ đế. Bởi vậy mỗi thứ mà bọn họ lưu lại đủ để khiến cho mọi người điên cuồng. Hắc Vũ nhìn Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng. Vũ đế, linh đế, loại cấp bậc này chính là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Chí ít cho tới hiện tại hắn còn chưa từng nghe nói qua hiện tại có vũ đế và linh đế tồn tại. Hiện tại hắn muốn đột phá linh tôn và vũ tôn còn cực kỳ khó khăn. Thế nên có thể tưởng tượng ra sự kinh khủng khi đột phá cấp bậc kia. Sư phụ thánh thủ linh tôn có thiên tư chắc tuyệt thế nhưng lại dừng lại ở bước đột phá linh đế. Mà những thứ mà cường giả linh đế, vũ đế lưu lại đối với người ở thế giới hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là lực hấp dẫn cực lớn khó có thể chống cự. Về phần lục địa thượng cổ thì càng thêm huyền ảo. Ta đã từng nghe nói qua có người nhận được tin tức lục địa thượng cổ. Có người nói trên mỗi một khối lục địa thượng cổ đều có vô số bảo vật. Thế nhưng ta còn chưa nhìn thấy lục địa thượng cổ bao giờ. Hắc Vũ nói xong, ánh mắt trở nên nghiêm túc nói. Mặc kệ là di tích viễn cổ hay là lục địa thượng cổ, hoặc là trọng bảo. Mỗi một lần ba loại này xuất thế đều dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Thần khí hoặc là trọng bảo giống như thần khí thậm chí còn lớn hơn. Những thứ mà cường giả linh đế, vũ đế lưu lại cùng với lục địa thượng cổ đều có mê hoặc cực lớn, đủ để cho mọi người điên cuồng. Chỉ cần ngươi hiện tại công bố trong tay có Tử Lôi Huyền Đỉnh thì ta đảm bảo sẽ có vô số cường giả vây công ngươi. Lục Lâm Thiên lặng lẽ gật đầu, tu vi càng cao đối với người thường sẽ khinh thường xuất thủ. Chỉ là nếu như trước mặt bọn họ có bảo vật khiến cho bọn họ điên cuồng mà nói, cướp đoạt chính là bản tính, bọn họ sẽ không do dự. Nếu như hắn trực tiếp công bố trong tay mình có Tử Lôi Huyền Đỉnh, sợ rằng sẽ lập tức bị vây công. Trừ phi hắn có thực lực tuyệt đối khiến cho người ta kinh sợ. Bảo vật trên thiên đảo lần này sợ rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất là tứ các tứ đảo. Những cường giả tán tu lánh đời chính là đối thủ thứ hai. Nếu như là di tích viễn cổ hoặc là lục địa thượng cổ xuất thế thì còn dẫn tới không ít nguy hiểm. Vì vậy lần này ngàn vạn lần không thể sơ ý. Hắc Vũ nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu lần nữa. Tứ các tứ đảo, lần này nhất định sẽ phải đối mặt. Trong tám thế lực lớn này hiện tại hắn đã đắc tội với bốn. Còn thêm một thiên vân đảo nữa là năm thế lực lớn. Trong lòng Lục Lâm Thiên suy đoán, trong Đông Hải xảy ra chuyện lớn như vậy có lẽ linh vũ giới cũng nhúng một chân vào. Nếu tính toán thì chuyến đi tới thiên đảo lần này hắn đã đắc tội với 6 thế lực lớn, quả thực có chút không ổn. Còn có Nhật Sát Các, quan hệ của hắn và Nhật Sát Các không tồi. Thế nhưng đây là địa bàn của Nhật Sát Các, dựa theo đạo lý mà nói, bảo vật xuất thế này tự nhiên là của Nhật Sát Các. Nhưng mặc bảo xuất thế, người có duyên sẽ đạt được. Đây là quy củ bất thành văn. Những người không liên quan đi tới, muốn tranh đoạt thì trừ phi là có thế lực tuyệt đối ở phía sau lưng. Hắn không biết lần này mình tham dự cướp đoạt có thể phá hủy quan hệ giữa hắn và Nhật Sát Các hay không. Hiện tại Lục Lâm Thiên không thể đoán trước được. Nói chung nghĩ tới mọi chuyện Lục Lâm Thiên vô cùng phiền muộn. Người còn chưa tới thiên đảo đã đối mặt với mấy thế lực lớn, cựu gia nơi nào cũng có. Thấy Lục Lâm Thiên nhíu mày, Hắc Vũ mỉm cười nói. Cũng không cần quá lo lắng, thực lực của Thánh Linh Giáo đi tới đây cũng không phải là không có thực lực tranh đoạt. Thực lực của ta tuy rằng không cường hãn như chủ nhân khi trước. Thế nhưng người bình thường cũng không cần quá sợ hãi. Đến lúc đó cẩn thận một chút là được, an toàn quan trọng hơn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Điều đó là đương nhiên, tới thiên đảo, nếu ta bảo đi thì nhất định phải đi. Nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm thì lập tức lui lại. Người phải nhớ kỹ, bảo mệnh trước thì sau này mới có thể tranh đoạt bảo vật. Ngàn vạn lần đừng nôn nóng liều mạng cướp đoạt bảo vật. Vạn nhất mạng không còn, thu được bảo vật cũng không thể dùng được. Hắc Vũ nói. Chuyện này ngươi cứ yên tâm, lão đại ta là ai, gặp nguy hiểm chạy rất nhanh a. Tiểu Long cười hắc hắc nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn Tiểu Long. Thiếu chủ. Tốc độ tu luyện của người chính là ưu thế nhất của người. Ta đi theo chủ nhân mấy nghìn năm cũng học được một vài thứ từ chỗ chủ nhân. Nếu như người nguyện ý nghe thì ta có thể làm nhảm nói vài câu. Hắc Vũ nói. Xin Hắc Vũ thúc chỉ giáo. Lục Lâm Thiên cầu còn không được cho nên vội vã hành lễ. Ta thấy lực công kích của người cực kỳ cường hãn giống như Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Nhưng thực lực còn chưa thể chính diện chống lại Vũ Tôn nhất trọng, người biết nguyên nhân của nó không?
Hắc Vũ nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lĩnh ngộ còn thiếu sao? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói. Không đơn giản như vậy. Hắc Vũ mỉm cười nói. Người đã quá để ý tới việc lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ của người rất mạnh, cho dù là so với Vũ Tôn nhất trọng cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Lĩnh ngộ rất quan trọng, chỉ là còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là nắm trong tay không gian. Nắm trong tay không gian sao? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, dường như đã hiểu được cái gì đó. Không sai, Họa Địa Vi Lao của ta cũng là một loại nắm trong tay không gian. Ta đã từng thấy ngươi thi triển không gian thuộc tính thổ, kỳ thực cũng được coi là một loại nắm trong tay không gian. Trong không gian ngươi nắm giữ, ngươi chính là chúa tể. Cấp bậc Vũ Tôn, ngoại trừ thực lực mạnh hơn Vũ Vương nhiều ra, quan trọng là một khi bước vào Vũ Tôn, nắm trong tay không gian lực sẽ mạnh tới một trình tự khác. Một khi thi triển lực không gian thì Vũ Vương không thể chống lại. Đây chính khác biệt lớn nhất, không thể vượt qua. Hắc Vũ nói. Lục Lâm Thiên gật đầu. Nếu như hắn thi triển không gian thuộc tính thì dưới ảnh hưởng của không gian, người có tu vi vũ xuất, linh xuất cũng không thể vượt qua, đây cũng cùng một đạo lý như vậy. Ngoại trừ lĩnh ngộ thuộc tính ra, người còn có thể nếm thử nắm giữ dung hợp không gian lực. Không gian thuộc tính thổ của người đã có thành tích nhất định. Nếu có thể đề cao hơn một tầng nữa, ta tin rằng đến lúc đó muốn chính diện đối mặt với Vũ Tôn cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hắc Vũ lại nói. Tuy rằng ta không thể giúp ngươi lĩnh ngộ, thế nhưng ta có thể chậm rãi thi triển Họa Địa Vi Lao cho ngươi xem. Hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ được thứ gì đó. Hắc Vũ nói xong, tay phải chậm rãi vươn ra khỏi ống tay áo. Chung quanh bàn tay trắng nón, không gian ba động liên tục, sóng gợn trong không gian giống như trên mặt nước lắc lư không ngừng. Thiếu chủ, ngươi xem là được rồi. Hắc Vũ nói xong, đồng thời cánh tay chậm rãi vẽ một vòng tròn trên không trung. Lúc này Lục Lâm Thiên hết sức chăm chú nhìn vào, ngay cả Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa cũng tỉ mỉ nhìn. Đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội khó có được. Lục Lâm Thiên tỉ mỉ cảm giác, trong lúc Hắc Vũ vẽ ra một vòng tròn, trong không gian liền có một hình cung giống như đang phân tách không gian ra vậy, đồng thời còn có một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc kéo tới. Năng lượng thiên địa này ngưng đọng tới trình độ vô cùng đáng sợ. Vòng tròn không gian này đem không gian ban đầu chia ra làm hai. Hai bên cực kỳ cân đối, không có một chút năng lượng nào tràn ra. Dường như nếu không cân bằng chính xác như vậy sẽ thất bại. Siêu! Vòng tròn không gian thành hình, chu vi chung quanh lập tức vặn vẹo, tất cả cực kỳ huyền ảo. Thiếu chủ, nhìn cho kỹ. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải nhìn vào bản thân ngươi rồi. Hắc Vũ nói xong. Không gian vòng tròn kia lập tức tán loạn trên không trung hóa thành năng lượng tiêu tán trong thiên địa. Dường như ta đã hiểu một chút, đây chính là công kích thiên phú của ngươi hợp với không gian lực mà thành. Người ngoài rất khó tu luyện thành thứ này. Tiểu Long ngẩng đầu nói, nó chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra sự huyền bí bên trong, điều này khiến cho Hắc Vũ có chút kinh ngạc, dường như không ngờ Tiểu Long nhanh như vậy đã có thể nhập na. Hình như ta cũng hiểu một chút. Dương Quá nói. Thủ ấn trong tay lập tức biến hóa, một cỗ năng lượng thuộc tính phong lan tràn ra chung quanh, lập tức bắt đầu lĩnh ngộ. Không gian phong tỏa thật mạnh, quá lợi hại. Lục Tâm Đồng sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức kinh ngạc nói, dường như cũng nhận ra được thứ gì đó. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đã sớm nhắm chặt hai mắt, trong tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung động. Mỗi một lần rung động đều lưu lại trên không trung một vết tích nhàn nhạt. Nhìn thấy động tác của Lục Lâm Thiên, Hắc Vũ nhíu mày. Lập tức nở nụ cười, lẩm bẩm nói. Trẻ nhỏ dễ dậy. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, thân ảnh thiên sĩ tuyết sư trên không trung giống như một đạo lưu quang vội vã biến mất ở phía chân trời. Bốn phía thiên đảo càng lúc càng náo nhiệt, đoàn người nhộn nhịp chiếm giữ một loại đỉnh núi gần đó. Âm thanh nhộn nhịp ầm ầm hội tụ khuếch tán ra chung quanh. Phía xa, trên một ngọn núi lúc này đột nhiên có hơn 10 đạo thân ảnh dắt tay nhau mà tới. Một cỗ uy áp mạnh mẽ tức thì bao phủ không trung. Trong không gian vang lên âm hưởng rất nhỏ, hơn 10 đạo thân ảnh này lập tức đáp xuống ngọn núi. Trước mấy người này có Lam Thập Tam, Tử Yên, còn có mấy lão giả bất phàm. Khí tức trên người như có như không khiến cho người ta cực kỳ áp lực. Mọi người đáp xuống ngọn núi sau đó nhìn về phía chân trời xa xa. Cả bầu trời phía xa được nhuộm thành một màu đỏ. Khí tức bàng bạc lan tràn khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc.
lúc này còn chưa có mở ra mà đã cường hãn như vậy. Dưới thiên đảo phía trước rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Thánh nữ, thánh tử, phía trước chính là thiên đảo. Chúng ta còn không tới muộn, bảo vật kia còn chưa xuất thế. Một lão già tóc ngắn tuổi chừng lục tuần bên cạnh Lam Thập Tam và Tử Yên nói. Người này tuy rằng tuổi tác không nhỏ, thế nhưng làn da trên người cực kỳ hồng hào, ánh mắt sắc bén khiến cho người khác nhìn vào linh hồn không khỏi run lên. Vô hình chung có một cỗ khí tức cường đại bao phủ trên người. Đây chính là Kình Linh Vương, thủ tịch trưởng lão huyền cấp của Thiên Địa Các. Cường giả Linh Vương cửu trọng, lúc này khí tức so với khi trước lại có tinh tiến. Người tứ các tức đảo có tới không? Tử Yên nói, đôi mắt giống như ngọc thạch hiện lên sự quyến rũ nhẹ nhẹ. Vô hình chung so với khi trước lại có thêm khí tức thành thục. Đều đã tới rồi, tất cả đều ở chung quanh thế nhưng cũng không hiện thân. Chúng ta còn tra được, người linh vũ giới cũng đã sớm tới đây. Mặt khác đảo chủ Thiên Vân đảo Mộ Dung Lan Lan thoái vị, Đạm Đài Tuyết Phi tiếp nhận chức vị đảo chủ Thiên Vân đảo. Kình Linh Vương nói, Đạm Đài Tuyết Phi tiếp nhận chức vị đảo chủ sao? Lam Thập Tam nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn lãng dường như đang suy tư vấn đề nào đó. Mộ Dung Lan Lan thoái vị thế nhưng lại không tuyên bố ra bên ngoài, sợ rằng bên trong có ẩn tình mà người khác không biết được. Tử Yên khẽ bước, y phục màu tím trên người khẽ rung động, mái tóc xõa xuống giống như một thác nước từ trên khe núi chảy xuống trong đêm u tĩnh. Đôi mắt xinh đẹp chợt lóe, khẽ nói. Chuyện này cũng không biết được, chúng ta đang điều tra thế nhưng cũng không có kết quả. Có tin tức của Lục Lâm Thiên hay không? Lam Thập Tam hỏi. So với Thiên Vân Đảo thì hắn đối với Lục Lâm Thiên còn cảm thấy hứng thú hơn. Đến Đông Hải, nghe nói Lục Lâm Thiên ở trong Đông Hải khiến cho hắn vô cùng chờ mong. Gần đây vô cùng kỳ quái, hoàn toàn không có tin tức của Lục Lâm Thiên. Nhưng mà động tĩnh của Thiên Đảo lớn như vậy, có lẽ một khi Lục Lâm Thiên kia biết được nhất định sẽ tới. Kình Linh Vương nói, ầm ầm, phía xa vang lên một tiếng trầm muộn kinh người, trong không gian đột nhiên xảy ra ba động rất nhỏ. Toàn bộ không gian run lên. Cạch cạch, mặt nước cuồn cuộn, mang theo hơi nước nóng bỏng, thậm chí có đôi khi còn giống như là một đạo năng lượng bàng bạc từ dưới đáy biển phóng lên cao tạo thành từng cái khe trong nước. Cái khe càng lúc càng lớn, không gian vặn vẹo kịch liệt, mà dưới loại khí tức này khuếch tán, ba động trong không gian càng lúc càng kịch liệt. Khí tức thật mạnh mẽ, không biết là bảo vật gì. Cảm nhận cỗ khí tức này, Lam Thập Tam, Tử Yên cùng với mấy người phía sau khẽ biến sắc. Phanh phanh. Chỉ trong thời gian ngắn, một tiếng nổ vang ở phía xa vang lên, khí tức nóng bỏng phóng lên cao. Giờ phút này trong núi non phía xa có từng đạo khí tức mịt mờ bắt đầu ba động. Nhìn không gian càng lúc càng vặn vẹo, cảm nhận một cỗ năng lượng ba động kinh khủng, giống như núi lửa dưới mặt đất đang điên cuồng trào dâng. Khiến cho không ít khí tức mịt mờ thu liếm kia bắt đầu có chút sao động. Phanh. Trên không trung, mọi người đang tu luyện trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư đột nhiên mở hai mắt ra. Trước không trung truyền ra thanh âm bạo liệt, không gian đột nhiên xuất hiện từng đợt ba động. Khí tức thật mạnh mẽ. Quang mang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía xa. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập khí ức nóng bỏng bàng bạc. Mà dưới cỗ khí tức bàng bạc này khuếch tán, không gian ba động ngày càng kịch liệt. Lão đại, phía trước chính là thiên đảo. Tiểu Long nhìn chăm chú về phía trước, đối với thiên đảo nó đương nhiên vô cùng quen thuộc, khi trước thời gian nó ở trên thiên đảo này cũng không ít. Vật chuẩn bị xuất thế ở nơi này không đơn giản. Hắc Vũ nhìn phía trước, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Chúng ta đi trước đi. Cảm nhận khí tức nóng bỏng chung quanh, Lục Lâm Thiên nhíu mày, Thiên Sĩ Tuyết Sư thu hồi bản thể, mọi người lập tức nhảy xuống phía dưới. Một lát sau, trong một ngọn núi bên ngoài thiên đảo, Lục Lâm Thiên nhìn ngọn núi giống như chọc trời trước mắt. Mà lúc này ngọn núi đã hoàn toàn bị sương mù nóng bỏng bao phủ, bên trong không ngừng tràn ra khí tức nóng bỏng. Hải vực chung quanh bắt đầu dậy sóng, trên mặt nước không ngừng có hơi nước nóng bỏng bốc lên. Nhìn thiên đảo khổng lồ phía trước, dùng thực lực của mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ mà thôi. Không thể nhìn rõ được cảnh vật bên trong. Mà lúc này bên ngoài có không ít đệ tử Nhật Sát Các đang nghiêm chỉnh xếp hàng ở bên ngoài, ngăn không cho người khác tới gần. Người tới đây quả thực không ít a. Tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét về bốn phía, không khó nhận ra ở trên núi non chung quanh có không ít khí tức mịt mờ cố gắng thu liễm.
dường như có không ít cường giả ẩn cư cũng chạy tới đây. Ầm ầm. Lục Lâm Thiên nghe tiếng nhìn về phía trước, trong thời gian ngắn, dưới hỏa đảo vang lên một tiếng nổ kinh thiên, khí tức nóng bỏng phóng lên cao cùng với hỏa diễm tràn ra. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhìn không gian càng lúc càng vặn vẹo trước mặt, vô hình chung hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động ngày càng kinh khủng, loại ba động này vô cùng gấp gáp. Chẳng lẽ núi lửa này sắp phun trào sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày có chút lo lắng, nếu như núi lửa phun trào sợ rằng sẽ vô cùng kinh khủng. Ca ca, bảo vật còn chưa xuất thế, xem ra chúng ta phải chờ một đoạn thời gian nữa. Lục Tâm Đồng nói, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Lục Lâm Thiên thu hồi tâm thần, lập tức nhìn bốn phía rồi đi về phía một ngọn núi. Trong đoàn người náo nhiệt cũng không có mấy người chú ý tới đám người Lục Lâm Thiên. Chỉ là Lục Tâm Đồng ít nhiều cũng đưa tới không ít ánh mắt. Trên một đỉnh núi có tầm nhìn không tồi, có thể đồng thời nhìn thấy động tĩnh của thiên đảo và hỏa đảo phía xa, mọi người xuất hiện trên đỉnh núi. Bởi vì vị trí không tồi cho nên nhân số bên trên cũng đông đảo. Một ít người thực lực mạnh cũng có, bên trong có không ít vũ xuất cùng linh xuất. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên lên đỉnh núi, mọi người lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên. Không thấy nơi này có người sao, còn không mau cút xa một chút cho ta. Lúc này cách đám người Lục Lâm Thiên không xa có một nam tử trung niên dáng vẻ tục tằn nhìn đám người Lục Lâm Thiên quát lên. Bên người này còn có chục người, thực lực không kém. Mấy vũ tướng, linh tướng, còn có vũ xuất, linh xuất, không biết là đến từ thế lực nào hay là tán tu. Từ khí tử của đám người này có thể thấy được mấy người này không phải là hạng người lương thiện gì. Mà lúc này đám người Lục Thiếu Du vừa vặn đứng ở trước người bọn họ, cản trở tầm mắt của bọn họ. Lục Lâm Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người nói. Đây là địa bàn của các ngươi sao? Tiểu tử không biết thứ tự trước sau sao? Lập tức cút ngay cho đại gia. Người này nhìn đám người Lục Lâm Thiên, đều có tuổi tác không lớn, khí tức cũng không mạnh, có lẽ thực lực cũng không được tốt lắm cho nên càng thêm không kiêng nể gì mà kiêu ngạo quát lên. Trong Đông Hải này hắn cũng coi như là người có chút danh tiếng, người bình thường hắn cũng không sợ. Mấy thanh niên nam nữ này đương nhiên hắn không đặt vào trong mắt. Dám đứng ở trước mặt chủ nhân ta kiêu ngạo, người còn chưa đủ tư cách. Thiên Sí Tuyết Sư đã sớm không nhịn nổi, ánh mắt trầm xuống, thân thể dùng xu thế sấm sét giống như là thuấn di trực tiếp đánh một quyền vào bụng người này. Khí tức ngập trời tràn ra, toàn bộ không gian trực tiếp vặn vẹo. Ngươi! Đại hán tục tằn này đang muốn há mồm nói gì đó, thế nhưng một quyền của Thiên Sí Tuyết Sư đã hung hăng đập vào trên người hắn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống khiến cho đan điền của hắn trực tiếp bị phá hủy. Lúc này hắn mới biết được đối phương có thực lực đáng sợ, chỉ tiếc hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Phanh! Thanh âm trầm thấp truyền ra, thân thể người này giống như một viên đá từng trên đỉnh núi bay xuống, trực tiếp cắt ngang không gian rơi vào trong hải vực phía xa. A! Trên đỉnh núi lập tức vang lên tiếng sợ hãi than. Đồng bạn bên người hán tử trung niên này từ đầu đang định nổi giận trong nháy mắt cảm nhận được khí tức trên người Thiên Sí Tuyết Sư tức thì hít sâu một hơi, thân thể lùi lại. Cút cho ta, ai dám tiến lên một bước giết không tha. Ánh mắt như hoa quét bốn phía, hàn ý lạnh lẽo tràn ra khiến cho đám người chung quanh sửng sốt rồi lui về phía sau. Chỉ bằng thực lực của người vừa mới ra tay cũng đủ để khiến cho bọn họ chấn động. Trên ngọn núi to lớn lúc này cũng chỉ còn đám người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ một cái, yên tĩnh một chút cũng tốt. Hóa ra đúng là Lục trưởng môn, Tâm Đồng tiểu thư và Dương Quá tiên sinh a. Ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm a. Lúc này có hơn chục đạo thân ảnh lắc mình xuất hiện, khí tức vô hình cũng chứng minh những người này có thực lực không yếu. Lục Lâm Thiên quay đầu lại, đám người tới tổng cộng có 11 người. Người phía trước mặt một bộ trường bào, thân hình gầy có chút nho nhã. Tuổi ước chừng hơn 40. Khuôn mặt mỉm cười, khí tức 9 người phía sau cực kỳ cường hãn, có 7 khí tức đều là Vũ Vương và Linh Vương, còn có 2 người Linh Xuất Vũ Xuất cửu trọng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cuối cùng nhìn vào một lão bà tuổi chừng lục tuần bên cạnh người này. Khí tức trên người lão bà thu liếm, người bình thường khó có thể phát hiện ra. Thế nhưng Lục Lâm Thiên không khó phát hiện ra tu vi người này đã đạt tới Vũ Tôn nhất trọng. Khi Lục Lâm Thiên nhìn vào nam tử trung niên nho nhã thì lập tức nhận ra người này. Đồng thời trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Hắn và người này dường như không có giao tình gì.
mà người này chính là bang chủ Tiêu Giao Bang. Lục Lâm Thiên vừa thấy đám người tới lập tức nghĩ tới, khi trước trên Bình Nham đảo, Thiên Địa Các tổ chức thi đấu chọn ra thập đại cường giả, ngoại trừ nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo còn có phi linh môn ra, cũng còn một vài thế lực khác. Những thế lực này đối với mọi người mà nói đều là thế lực xa lạ. Ngay cả Song Đao Môn, Bách Linh Tông cùng những sơn môn khác cũng không có tư cách để Thiên Địa Các mời. Thế nhưng mấy sơn môn này đều được ngồi bên trên, bởi vậy có thể thấy được thế lực của mấy sơn môn này tuyệt đối bất phàm. Thi đấu thập đại cường giả sau khi kết thúc, Lục Lâm Thiên cũng từng hỏi qua Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh về lai lịch của những sơn môn này. Những sơn môn này đều là một ít sơn môn rất là kỳ khiêm tốn, thế nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn. Đồn rằng, thực lực của những sơn môn này chỉ dưới tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, vị này nhất định là quân bang chủ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên không chút biến đổi, mỉm cười nói. Tuy rằng nam tử nho nhã này thu liếm khí tức cực kỳ tốt, thế nhưng hẳn cũng chỉ là vũ vương bát trọng. Thực lực như vậy tuyệt đối không kém. Người này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng đã từng nhắc tới qua. Quân Lâm Hàn, bang chủ Tiêu Giao Bang. Ha ha, ta còn cho rằng Lục trưởng môn không nhận ra ta. Khi trước trên Bình Nham đảo nhìn thấy tư thế oai hùng của Lục trưởng môn, không ngờ hôm nay ta còn có thể gặp lại Lục trưởng môn a. Nam tử trung niên tiến lên rồi chắp tay hoàn lễ, khuôn mặt mỉm cười giống như gặp lão bằng hữu đã lâu không thấy, khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ thân cận, nhịn không được mà có hảo cảm với người này. Lão bà bên người Quân Lâm Hàn lúc này cũng nhìn về phía Hắc Vũ, sau đó lại nhìn vào Tiểu Long, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Dường như khí tức của hai người Tiểu Long nàng không nhìn thấu vậy. Để quân bang chủ cười chê rồi, khi đó ở trên Bình Nham đảo ta không có cơ hội chào hỏi, quả thực vô cùng có lỗi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, tôi luyện mấy năm nay khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng khéo léo đưa đẩy. Có thể làm được tới bước này có thể nói Lục Thiếu Du chịu ảnh hưởng cực lớn từ Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường. Không phải bây giờ có thời gian sao? Không ngờ Lục trưởng môn cũng tới thiên đảo, nếu như Lục trưởng môn không chê, chúng ta vừa vặn có thể làm bạn a. Quân Lâm Hàn mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên, trong nụ cười mang theo chút thâm ý. Lục Lâm Thiên đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Quân Lâm Hàn này. Trên thiên đảo có bảo vật xuất thế, đến lúc đó khó tránh khỏi phân tranh. Bất luận là phương thế lực nào sợ rằng cũng không thể một mình chống lại. Nhiều minh hữu so với có thêm địch nhân thì tốt hơn nhiều. Kết minh đoạt bảo đều là lựa chọn đầu tiên của mọi người. Trừ phi thực lực của thế lực này đã cao tới mức khinh thường liên thủ với người khác. Đương nhiên là chuyện tốt, chúng ta làm bạn cũng tiện hơn một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lén lút đảo qua thực lực Tiêu Giao Bang tới đây rồi mỉm cười nói. Tiêu Giao Bang này xuất động vũ tôn, cũng đủ thấy được thực lực trong bang không kém. Ha ha, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Quân Lâm Hàn cười nói. Hai người nói chuyện, người của Tiêu Giao Bang đều nhìn vào mấy người Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Thế nhưng mặc kệ là Dương Quá hay Lục Tâm Đồng, trên người đều có thủ đoạn thu liếm khí tức, ngay cả Lục Lâm Thiên nếu không phải hai người thả ra khí tức thì cũng khó có thể dò xét ra. Vì vậy những người này muốn nhìn ra thực lực của hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá vô cùng khó khăn. Cho dù đám người Tiêu Giao Bang đều là hạng người có thực lực bất phàm cũng không làm được. Về phần hai người Hắc Vũ và Tiểu Long, đám người trong Tiêu Giao Bang càng không thể nhìn ra. Hai người duy nhất đám người này có thể nhìn ra đó là Như Hoa và Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trên đỉnh núi, mọi người nhìn về phía trước, Lục Lâm Thiên và Quân Lâm Hàn trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Từ trong miệng Quân Lâm Hàn, Lục Lâm Thiên biết được một chuyện. Vũ tôn nhất trọng của Tiêu Giao Bang không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào thiên đảo và hỏa đảo. Ầm ầm, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, động tĩnh trong hỏa đảo càng ngày càng dồn dập, khí tức trong không trung vô hình trung càng ngày càng nóng. Khí tức nóng bỏng tràn ra không ngừng khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng lo lắng. Núi lửa này không biết có phun trào hay không, ngọn núi lửa khổng lồ như vậy mà phun trào thì hậu quả tuyệt đối kinh người. Một đêm yên tĩnh trôi qua, thỉnh thoảng trong không trung phía trước vang lên thanh âm trầm thấp. Số lượng người trên núi non chung quanh vẫn đang không ngừng tăng lên. Mà đỉnh núi nơi đám người Lục Lâm Thiên lại không có ai tiến lên. Dưới sự chờ mong của mọi người, thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, khi phía chân trời xuất hiện ánh sáng đầu tiên. Những ngọn núi chung quanh vừa mới yên tĩnh được một lát lập tức xôn xao.
tiếng ồn ào hội tụ vang dần ra chung quanh, vô số người đều đang chờ đợi, cùng đợi bảo vật ở thiên đảo xuất thế. Lúc này không khí trong không gian đột nhiên xuất hiện ba động rất nhỏ. Ánh mắt không ít cường giả lập tức nhìn về phía hỏa đảo. Nơi đó không biết từ khi nào bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động. Khí tức nóng bỏng ngày càng đậm, rồi bất ngờ tăng lên. Siêu siêu. Không gian trên thiên đảo bắt đầu rung động. Đồng thời mặt đất trên thiên đảo rộng lớn đột nhiên xuất hiện những vết nứt, khí tức bàng bạc lan tràn ra. Không gian vặn vẹo kịch liệt, phát ra âm hưởng giống như cơn lốc. Âm hưởng khuếch tán, không gian đang ba động ngày càng kịch liệt. Ầm ầm, khí tức bàng bạc phóng lên cao, đánh văng toàn bộ sương mù dày đặc trên thiên đảo. Thiên đảo rộng lớn xuất hiện trước mắt mọi người, cái khe trên mặt đất càng lúc càng lớn, dường như có bảo vật gì đó muốn chui từ trên mặt đất lên vậy. Siêu siêu, trong nháy mắt, trong những ngọn núi chung quanh liền có ba động xuất hiện. Từng đạo thân ảnh tức thì đứng lên, vô số ánh mắt lặng lẽ chuyển thành màu đỏ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, dường như bảo vật này sắp chui từ dưới đất lên. Lục Lâm Thiên híp mắt nhìn vào năng lượng bàng bạc từ trên thiên đảo phóng lên cao, sắc mặt lập tức đại biến nhìn về phía hỏa đảo. Không gian trên hỏa đảo lúc này càng lúc càng vặn vẹo, năng lượng ba động ngày càng dồn dập, khiến cho hắn có cảm giác đang điên cuồng trào dâng. Chỉ là lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào trên thiên đảo, không có bao nhiêu người chú ý tới hỏa đảo. Cạch cạch, trên thiên đảo, mặt đất liên tiếp nứt nẻ, cái khe trên mặt đất đã sâu mấy thước, năng lượng bàng bạc tràn ra. Không gian trực tiếp vặn vẹo, gợn sóng trong không gian thậm chí còn bạo liệt tạo thành từng mảnh nhỏ trong không gian. Có bảo vật xuất thế, mau tới đó. Trong nháy mắt, cái khe trên mặt đất lần nữa nứt ra. Đối với năng lượng bàng bạc tràn ra, trong mắt vô số bóng người trên núi non bốn phía tức thì trở nên tham lam, bắn về phía thiên đảo. Ai dám đi vào giết không tha. Ngoài thiên đảo có hơn 10 vạn đệ tử Nhật Sát Các hét lớn, cả đám dương cung bạt kiếm, thả ra sát khí sắc bén, ngăn cản đám người chen chúc chạy về phía thiên đảo. Trọng bảo xuất thế, người nào có duyên thì là của người đó, Nhật Sát các ngươi dựa vào cái gì mà độc chiếm. Vào, ta cũng không tin Nhật Sát Các có thể ngăn cản chúng ta. Chúng ta có nhiều người như vậy hà tất phải sợ Nhật Sát Các. Mọi người đã sớm mất đi lý trí, nhiều người như vậy sao lại e ngại Nhật Sát Các cản trở cho nên cả đám lần nữa tiến lên. Đệ tử Nhật Sát Các, lập tức lui ra. Đồng thời trong lúc đó trên không trung vang lên thanh âm lớn. Lục Lâm Thiên nghe thấy thanh âm này lập tức nhướng mày, chủ nhân của thanh âm này chính là Lạc Kiến Hồng. Chúng ta mau lui lại, nhanh. Cùng lúc đó ánh mắt Hắc Vũ đột nhiên biến đổi, quát lớn. Như phản xạ có điều kiện, quang mang trên chân đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Như Hoa, Dương Quá chợt lóe, thân thể nhanh như thiểm điện lùi về phía sau. Ngay khi đám người Lục Lâm Thiên thối lui, sắc mặt của Vũ Tôn Nhất Trọng Tiêu Dao Bang kia cũng lập tức biến đổi, lớn tiếng nói. Mau lui lại. Nghe lão giả này nói vậy. Người của Tiêu Dao Bang lập tức có hành động, không chút do dự nào lui về phía sau. Trong đám người chen chúc trong các ngọn núi lúc này cũng có vô số thân ảnh trong giây lát lùi về phía sau. Hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện ra thứ gì đó. Mà ngay sau khi đám người Lục Lâm Thiên thối lui, trong sát na, có hơn 10 vạn người nhằm về phía thiên đảo mà đi. Mà cùng lúc đó, trên phía chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ giống như sấm sét vang vọng trên 9 tầng trời. Ầm ầm. Tiếng nổ vang truyền ra, tiếp theo hỏa đảo khổng lồ vô biên đột nhiên tĩnh lặng. Trên một ngọn núi cao vót trong mây trên hỏa đảo vang lên một tiếng nổ vang, một cỗ hỏa diễm nóng bỏng giống như dòng nước mà ngay cả cường giả Vũ Tôn cũng phải hết hồn giống như một cơn lốc bắn ra bốn phía. Hỏa diễm nóng bỏng giống như dòng nước, mức độ đậm đặc vô cùng khủng bố, không thể diễn tả bằng lời. Khắp bầu trời lập tức được bao phủ bởi một đám hỏa diễm kinh khủng. Khí tức nóng bỏng bao phủ trên cao giống như pháo hoa trên bầu trời. Sức nóng trực tiếp đem gợn sóng trong không gian đốt cháy, khiến cho không gian vặn vẹo liên tục. Ầm ầm, ngọn núi khổng lồ kia phun trào, toàn bộ hỏa đảo rộng lớn rung động. Tiếng nổ vang khiến cho người giật mình vang lên liên tục. Từng ngọn núi phun mạnh, hỏa diễm phóng lên cao. Hỏa đảo khổng lồ tới mức ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng phải phi hành mấy ngày mới có thể đi qua. Mà bây giờ liên tiếp phun trào như vậy, mức độ khủng bố hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Trên bầu trời lúc này toàn bộ đều là khói bụi dày đặc. Vô số người vừa mới nhằm về phía thiên đảo,
hỏa đảo lao tới gặp phải cảnh núi lửa phun trào, dung nham kinh khủng hóa thành một cơn lốc mang theo năng lượng nóng bỏng hủy diệt khiến cho đám người vừa rồi chạy nhanh nhất lập tức làm cái bia hứng chịu. Hầu như trong chớp mắt, một đám lớn người bị dung nham thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trong hải vực, thậm chí còn có người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra được đã lập tức bị dung nham thiêu đốt hóa thành cho tàn. Dung nham núi lửa phun trào hoàn toàn bao phủ toàn bộ hải vực, đem toàn bộ thiên đảo bao phủ vào bên trong. Động tĩnh kinh khủng khiến cho đám người phía sau rốt cuộc cũng phát hiện được tình huống có chút không đúng. Hỏa đảo bạo phát, chạy mau. Chạy mau, hỏa đảo phun trào rồi. Cứu mạng, cứu ta. A, à, tiếng cầu cứu vang lên không ngừng, cùng với tiếng kêu thảm thiết hội tụ lại với nhau. Tất cả những người phía sau chật vật quay đầu chạy trốn. Tức thì đoàn người lập tức hỗn loạn, kẻ phóng lên trước đụng kẻ vừa mới quay đầu lại, tốc độ lập tức giảm đi. Mà dung nham nóng bỏng trên bầu trời lại đang bàng trướng với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. A, à, những người chạy chậm một chút liền bị dung nham nóng bỏng bao phủ, chỉ trong nháy mắt đã bị tan chảy. Trong dung nham nóng bỏng này cho dù là cường giả xuất cấp, một khi bị nó bao phủ thì trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Người có thể trốn, 10 người chỉ có 2 người, thậm chí toàn thân còn trọng thương, bị bỏng cả người, có người tứ chi trực tiếp bị hòa tan, vô cùng thê thảm. Phanh phanh phanh, cả hỏa đảo liếc nhìn không thấy tận cùng chìm trong dung nham, không những vậy dung nham nóng bỏng còn phóng lên cao bao phủ toàn bộ hải vực. Thứ có thể nhìn thấy trong hải vực rộng lớn lúc này chỉ có thể là dung nham nóng bỏng. Cảnh tượng chấn động bực này khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thể nói ra lời nào. Dung nham nóng bỏng bắn lên trời rồi rơi xuống vô số ngọn núi phía dưới, cây cối héo rũ, phá hủy tất cả sinh cơ. Yêu thú, dã thú trong nháy mắt bị vùi lấp. Dung nham rơi xuống hải vực, nước biển tức thì cuồn cuộn, sôi trào. Vô số sinh vật trong biển không có cách nào chạy trốn khỏi cơn ác mộng này. Phía xa, không ít khí tức mịt mờ lúc này cũng đang nhanh chóng thối lui. Phanh phanh. Trong không trung, thanh âm bạo liệt kinh người truyền ra, đám người Lục Lâm Thiên toàn lực thối lui, chỉ trong nháy mắt chạy ra cách đó ngàn dặm. Lúc này cỗ khí tức nóng bỏng kia mới phai nhạt một chút. Cảm nhận khí tức đáng sợ không thể tạo thành thương tổn với bản thân thì mọi người mới dừng lại, thở dài một hơi. Khi mọi người nhìn về phía trước, dung nham ngập trời nóng bỏng chút xuống. Một đám lớn người nhanh chóng thối lui. Tốc độ chậm một chút thì lập tức bị tầng tầng lớp lớp dung nham bao phủ. Vô số thân ảnh lăn lộn trong dung nham, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Đặc biệt những người không thể phi hành như vũ tướng cùng vũ phách, linh tướng, linh phách cho dù nhanh chân chạy cũng không thể nào thoát khỏi dung nham đáng sợ kia. Dung nham trực tiếp bao phủ thân thể bọn họ, tiếng kêu thảm lập tức vang lên rồi tắt lịm, thân thể bị hòa tan trong dòng dung nham nóng bỏng. Hỏa sơn phun trào kéo theo hơn 20 vạn người. Hơn 20 vạn người này thậm chí đến khi chết còn không hiểu rõ. Mê hoặc của trọng bảo khiến cho bọn họ mất đi tính mạng, thế nhưng cho dù chết cũng còn chưa biết mặt mũi trọng bảo ra sao. Hỏa sơn thật là khủng khiếp, không ngờ lại có uy lực như vậy. Lục Lâm Thiên sợ hãi than, dung nham này dường như cũng không phải dung nham trong núi lửa kiếp trước. Nhiệt độ cao như vậy quả thực quá kinh khủng. Tu luyện giả có tu vi xuất cấp một khi bị bao phủ tuyệt đối khó có thể chạy trốn, sợ rằng ngay cả cường giả vương cấp ở bên trong cũng vô cùng phiền phức. Hỏa sơn phun trào thật là khủng khiếp a. Nhìn dung nham chút xuống phía dưới, khắp bầu trời bị nhuộm thành mọt màu đỏ, 20 vạn người trực tiếp bị hòa tan thành tro. Trên mặt đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long hiện lên vẻ kinh hãi. Cảnh tượng kinh khủng như vậy đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Hỏa sơn này phun trào thật đáng sợ. Quân Lâm Hàn cùng đám người Tiêu Giao Bang lúc này cũng lùi lại bên đám người Lục Lâm Thiên rồi kinh ngạc nói. Chạy, chạy mau. Từng tiếng gấp gáp mang theo sự kinh hãi từ trên không trung vang lên. Trên không trung và mặt đất có vô số người thối lui. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kinh hãi, và hoảng loạn. Dưới dung nham ngập trời này rốt cuộc lý trí mà bọn họ vừa mới đánh mất đã khôi phục lại một chút. Cả đám vội vàng chạy trối chết. Ầm ầm. Phía xa, trên hỏa đảo khổng lồ không gì sánh được kia dung nham không ngừng phóng lên cao, vẫn còn đang tiếp tục phun trào. Nhìn bộ dáng này chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể dừng lại. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng dung nham che trời, độ hung hãn hủy thiên diệt địa này đã yếu đi một chút. Hơn 20 vạn người trong nháy mắt bị thiêu chết, lực mê hoặc của trọng bảo thực sự có thể khiến cho người ta mất đi lý trí, điên cuồng a.
Trên một ngọn núi, Tử Yên nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự bất đắc dĩ. Cũng đáng đời, muốn đoạt bảo mà cũng không nhìn xem thực lực của mình có đủ không. Lam Thập Tam nói, ai cũng muốn thử vận khí, cho rằng vận khí của mình không tồi. Đây là bệnh chung của nhân loại. Kình Linh Vương nói, siêu siêu. Khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian, xung quanh tầm mắt đều là dung nham nóng bỏng. Vạn vật hóa thành cho tàn, trên đỉnh núi Liên Miên lúc này đã trở thành thiên hạ của dung nham nóng bỏng. Ngay cả hải vực to lớn phía dưới lúc này cũng đã bị dung nham nóng bỏng chiếm giữ. Nhìn cảnh này, những người thoát được trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, rốt cuộc cũng nhặt được về một mạng, hỏa sơn này phun trào quá kinh khủng. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn phía trước, lúc này trước mắt hắn hoàn toàn bị che lại, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ ở bên trong. Trong không gian mông lung trước mặt có một cỗ năng lượng bàng bạc không ngừng lan tràn, chấn động nhân tâm. Năng lượng thật mạnh mẽ, lẽ nào có bảo vật xuất thế sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, cảm nhận phía trước dường như cũng không còn nguy hiểm gì nữa, dung nham nóng bỏng kia dường như cũng không có hiện tượng phun trào, không thể tạo thành thương tổn gì với bản thân cho nên chân khí quanh thân hắn tràn ra nói. Quân bang chủ, chúng ta đi trước nhìn xem một chút. Nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, lập tức hóa thành một đạo lưu quy nát màu xanh bắn về phía không gian mông lung trước mặt. Hắc Phú cũng không ngăn cản Lục Lâm Thiên, sau khi cảm nhận năng lượng bàng bạc phía trước cũng lập tức theo sau Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, chúng ta cùng nhau đi xem xét một chút. Quân Lâm Hàn vừa dứt lời lập tức phất tay ý bảo mọi người đi theo sau. Trước mặt bảo vật, có ai lại cam lòng làm kẻ tới sau chứ? Ngay lúc đó, đông đảo cường giả thuận lợi thoát khỏi dung nham giống như hủy thiên diệt địa từ hỏa sơn cũng cảm nhận được năng lượng bàng bạc phía trước. Thân hình cả đám nhoáng lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn về phía hỏa sơn. Hơn 10 vạn người thối lui ở phía xa lúc này không thể đi tới. Dung nham hỏa diễm khuếch tán ra phạm vi hơn ngàn dặm. Trong lúc nhất thời dung nham thay thế hải vực, mặt đất tạo thành một hải dương dung nham, những người không thể phi hành trên không trung căn bản không thể tiến thêm một bước. Nếu như đặt chân vào dung nham thì lập tức chân sẽ hóa thành tro tàn. Dung nham này cũng không biết bao giờ mới có thể tắt được. Không ít phó tướng, linh tướng thử không ít biện pháp đi tới, thế nhưng đi được mấy bước lập tức lùi về phía sau, nhiệt độ của dung nham này càng đi vào bên trong càng đáng sợ. Những người không thể phi hành chỉ có thể sốt ruột, trong ngàn dặm đều là dung nham, bọn họ không thể vượt qua được. Lúc này cũng có không ít vũ giả phong hệ và người có yêu thú phi hành thi triển vũ kỹ phi hành và cưỡi yêu thú mang theo sự đắc ý, kích động và ước ao của mọi người đi về phía hỏa sơn. Nhưng mà những người này cũng không đắc ý bao lâu. Ngay khi tiến vào không gian mông lung trong hỏa sơn, dưới khí tức nỏng rực kinh người kia yêu thú phi hành liền hiện lên vẻ uể oải, cả đám từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Trong hỏa sơn này, cỗ khí tức nóng bỏng kinh người kia giống như có thể đốt cháy chân khí đình trệ khiến cho đám người thi triển vũ kỹ phi hành lập tức rơi từ trên không trung rơi xuống dung nham. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, thân thể bị hoàn tan trong dung nham nóng bỏng. Chạy, chạy mau. Đám người cưỡi yêu thú phi hành cùng với vũ giả phong hệ tức thì kinh hoàng thối lui, đâu còn dám tiến lên nửa bước. Hỏa sơn phun trào, diện tích bụi mù bao phủ cực lớn, che kín cả bầu trời, bên trong có một cỗ khí tức nóng bỏng không gì sánh được. Sợ rằng ngay cả tu luyện giả xuất cấp đi vào trong này cũng cảm thấy khó chịu. Ngay khi đám người Lục Lâm Thiên tiến vào trong hỏa sơn, trước mặt mọi người mơ hồ xuất hiện một cái đảo khổng lồ, nguy nga. Hình dáng hiển nhiên trước mắt mọi người, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái, mơ mơ hồ hồ mà thôi. Không nhìn thấy rõ bên trong lắm. Trong hỏa sơn, khí tức nóng bỏng kia dường như đều có thể tạo thành không ít ảnh hưởng với chân khí và linh lực. Đương nhiên loại ảnh hưởng thế này đối với Lục Lâm Thiên hiện giờ mà nói, hoàn toàn vô hiệu. Khi Lục Lâm Thiên đi qua đám bụi nóng bỏng này ánh mắt tức thì biến đổi. Phía trước lúc này cả bầu trời, núi non và hải vực đều tràn ngập dung nham nóng bỏng. Phương viên chỉ ít hơn ngàn dặm chung quanh đều là dung nham bao phủ. Những ngọn núi thẳng tắp chọc trời giống như là cây cột chống trời đều không tránh thoát số phận bị dung nham nhuộm đỏ. Mà lúc này trên toàn bộ thiên đảo, khí tức bàng bạc kia ngày càng chấn động nhân tâm. Trực tiếp tạo thành một vòng quang cháo khổng lồ trên bầu trời. Cũng bởi vì vậy thiên đảo mới không bị dung nham bao phủ. Mà có thể ngăn cản dung nham ở khoảng cách gần như vậy, trình độ cường hãn không cần phải nói.
Chu vi thiên đảo vốn là hải vực thế nhưng lúc này thay vào đó lại là dung nham cuồn cuộn. Trên mặt dung nham xuất hiện hỏa diễm nóng bỏng. Phía xa, trên hỏa đảo rộng lớn kia vốn cực kỳ gồ ghề, những hòn đá lạ lùng san sát thế nhưng lúc này đều bị dung nham bao phủ. Chung quanh còn có không ít miệng núi lửa đang phun trào ra dung nham nóng bỏng. Nhưng năng lượng hiện tại đã yếu bớt, không thể phun ra tới vị trí xa như lúc ban đầu. Dưới nhiệt độ nóng bỏng, không khí như bị bốc hơi, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đỏ rực. Toàn bộ bầu trời mơ hồ được bao phủ bởi một tầng không khí màu đỏ nhàn nhạt. Nhiệt độ nơi này so với chung quanh còn cao hơn nhiều. Lục Lâm Thiên luôn cảnh giác nhìn về phía trước, từ hỏa sơn phun trào cho tới hiện tại, sợ rằng nơi này không phải là địa phương tốt lành gì. Nếu không cẩn thận một chút sợ rằng cái mạng nhỏ sẽ để lại ở đây cũng là chuyện không phải là không có khả năng. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Siêu siêu. Hầu như là cùng lúc, khi Lục Lâm Thiên xuất hiện ở bên ngoài những đám mây lửa mang theo bụi mù thì phía xa cũng xuất hiện vô số thân ảnh, cả đám đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Khắp bầu trời tràn ngập dung nham thế nhưng thiên đảo lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Từng đạo thân ảnh dừng lại bên ngoài thiên đảo, cảm nhận năng lượng bàng bạc tiết ra ngoài khiến cho sắc mặt tất cả mọi người âm thầm biến hóa. Một lát sau đông đảo cường giả không ngừng đi qua từng đám mây lửa, thế nhưng cũng không có ai muốn là người đầu tiên đặt chân lên thiên đảo. Cảm nhận năng lượng bàng bạc chung quanh khiến cho không ai dám tiến lên phía trước. Điều này cũng khó trách, người có thể xuất hiện ở chỗ này hiện tại đều được liệt vào hàng cường giả, đều có bối cảnh. Không phải người của các sơn môn lớn thì là cường giả tán tu, đương nhiên không có ai dại dột, can tâm tình nguyện làm kẻ đi đầu mở đường cho người khác. Nhân số ngày càng nhiều, tới cuối cùng có trên vạn người. Rất nhiều vũ xuất, linh xuất, vũ vương, linh vương trong đó. Mà còn có không ít khí tức mịt mờ, không khó đoán ra bên trong còn có cường giả tôn cấp. Tâm thầm Lục Lâm Thiên tỏa ra, những người này không vội đương nhiên hắn cũng không phải vội. Năng lượng bàng bạc như vậy, nếu như thực sự có bảo vật xuất thế mà nói, không có nguy hiểm gì xảy ra mới là chuyện lạ. Mà khi tâm thần Lục Lâm Thiên tỏa ra chung quanh đột nhiên cảm thấy có mấy ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới. Lục Lâm Thiên nhíu mày, quay về phía mấy ánh mắt lạnh lẽo kia. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức biến đổi, trong mấy đạo thân ảnh này có một người Lục Thiếu Du biết, người này không phải là ai khác mà chính là Không Linh Vương của Linh Vũ Giới. Toan ra ngõ hẹp a. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn mang, đối với Linh Vũ Giới, hận ý trong lòng Lục Lâm Thiên không cần phải nói. Lập tức Lục Thiếu Du đảo mắt nhìn qua mấy người còn lại. Trước mặt Không Linh Vương có một người tuổi chừng ngũ tuần, cả người da bọc xương, khí tức trên người như có như không. Hai mắt giống như đến từ cửu địa ngục khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy hết hồn. Vũ Tôn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, tu vi người này nhất định đã đạt tới Vũ Tôn, không những thế còn không phải là Vũ Tôn bình thường. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, khí tức của người này sợ rằng so với Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành cũng không kém bao nhiêu. Bên người người này còn có hai người, đều là lão giả nhìn qua chừng ngũ tuần. Khí tức như có như không. Thế nhưng khí tức mơ hồ tiết ra kia khiến cho Lục Lâm Thiên nhướng mày. Chỉ sợ hai người này cũng là Vũ Tôn. Về phần những người còn lại Lục Lâm Thiên không khó nhận ra đều là vương cấp. Có một người khí tức dường như so với Không Linh Vương còn mạnh hơn không ít. Ba Vũ Tôn, sáu vương cấp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, thực lực của Linh Vũ Giới này quả thực vô cùng cường hãn, cũng không biết phía sau có bao nhiêu thực lực. Mà lần này hắn cũng không nhìn thấy Lăng Thanh Tuyền kia. Nhớ tới Lăng Thanh Tuyền kia, tức giận trong lòng Lục Lâm Thiên đã phai nhạt đi không ít, dường như sau khi điên cuồng phát tiết ở trong mật thất, cơn tức giận của hắn cũng được phát tiết không ít. Thế nhưng đây chỉ là hận ý đối với cá nhân Lăng Thanh Tuyền mà thôi. Đối với Linh Vũ Giới mà nói vẫn còn không tiêu tán, còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không Linh Vương, đó chính là Lục Lâm Thiên sao? Trong bầu trời, lão giả có ánh mắt âm hàn bên cạnh Không Linh Vương nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi hỏi Không Linh Vương. Không sai, hắn chính là Lục Lâm Thiên, tiểu đồng bên người chính là một đầu yêu thú kinh khủng. Có thể hiệu lệnh vạn thú, hai bên chính là Lục Tâm Đồng và Dương Quá, hắc y nhân kia thì ta chưa từng gặp mặt qua. Không Linh Vương nhìn đám người Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn thân ảnh màu đen kia cực kỳ nghi hoặc, bởi vì mặc kệ hắn dò xét ra sao, căn bản không nhìn ra khí tức của người này. Vũ linh khí thiên cấp, còn có linh khí địa cấp, bảo vật trong giới cần có khả năng cũng nằm trong tay hắn. Lần này không thể để cho hắn chạy thoát nữa.
Không Linh Vương nói. Đó là đương nhiên, sau khi chúng ta giải quyết việc thiên đảo xong thì giải quyết hắn cũng không muộn. Lần này nhất định sẽ bắt được hắn, ta không tin mỗi lần đều có người cứu hắn. Lão giả âm hàn lạnh nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, thần khí tử lôi huyền đỉnh khiến cho trong lòng hắn sôi trào. Lão đại, người linh vũ giới. Lúc này, Tiểu Long, Dương Quá, Như Hoa đều phát hiện ra đám người Không Linh Vương của linh vũ giới, trong mắt cả đám hiện lên hàn ý. Có cơ hội thì giết mấy người này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nếu như lần này có cơ hội, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Thế nhưng hiện tại còn chưa phải lúc, ánh mắt không có chút ý tốt nào của đám người linh vũ giới đương nhiên Lục Lâm Thiên có thể cảm ứng được. Ba vũ tôn, sáu vương cấp, chỉ tiếc hắn không giống khi trước nữa. Còn có Hắc Vũ bên người, đến lúc đó ai đối phó ai còn chưa nói trước được. Ngay khi Lục Lâm Thiên rời mắt khỏi lão giả có ánh mắt âm hàn của linh vũ giới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phía xa trong đám cường giả đông đảo đang lăng không đứng đó, Lục Lâm Thiên phát hiện ra không ít khuôn mặt quen thuộc, mà có thể nói những khuôn mặt quen thuộc này ít nhiều có quan hệ với hắn. Các chủ Nguyệt Long Các, Thu Thủy Vương Bối Hải Linh. Các chủ Thần Kim Các, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, đảo chủ Địa Viêm đảo Thần Hỏa Vương Địch Viêm, đảo chủ Khôn Dương đảo Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên. Người của bốn sơn môn này đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, khi nhìn Lục Lâm Thiên còn khẽ mỉm cười. Dường như đám người này còn chưa biết chuyện trên vạn đảo nhai, càng không biết giáo chủ Thánh Linh giáo chính là Lục Thiếu Du. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn qua, ánh mắt nhìn về phía Thu Thủy Vương Bối Hải Linh. Trên người Bối Hải Linh này mặc một bộ y phục màu đỏ, bao phủ đường cong linh lung, khuôn mặt xinh đẹp, cảm nhận khí tức người này Lục Lâm Thiên lập tức nhíu mày. Hiện tại hắn mới nhớ tới một chuyện, nữ nhân này dường như có chút giống như nữ nhân có một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh khi trước. Ba người có chìa khóa khi trước, ngoại trừ hắn ra thì một người có lẽ là Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng, còn có một nữ nhân sợ rằng chính là Thu Thủy Vương này. Ồ, Thiên Vân Đảo, Đạm Đài Tuyết Phi. Lục Lâm Thiên nheo mắt, từ phía xa hắn lần nữa nhìn thấy không ít thân ảnh. Trước mấy người này chính là một nữ tử tuyệt mỹ. Đây chính là Đạm Đài Tuyết Phi, phía sau còn có Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương, Cao Trường Cung, mặt khác còn có một nam một nữ khác. Khí tức như ẩn như hiện, người khác khó có thể phát hiện ra. Không thể nghi ngờ hai người này cũng là cường giả tôn cấp. Mặt khác còn có không ít cường giả vương cấp, nhưng có chút ngạc nhiên là nhìn toàn trường Lục Lâm Thiên cũng không có nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan, điều này quả thực có chút kỳ quái. Lúc này đám người của Thiên Vân Đảo cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt của đám người Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương, Cao Trường Cung nhìn Lục Lâm Thiên không có ý tốt chút nào. Lập tức Hỏa Đao Vương cúi đầu nói với hai lão giả một nam một nữ kia cái gì đó. Ánh mắt hai người kia lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đạm Đài Tuyết Phi thì đứng ở phía xa gật đầu với ba người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá một cái, coi như là chào hỏi. Linh Vũ Giới, Thiên Vân Đảo, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo. Lục Lâm Thiên đưa mắt quét nhìn mấy phương thế lực, trong lòng im lặng. Chỉ trong chốc lát xuất hiện người của sáu thế lực mà hắn đối địch. Sáu thế lực lớn này chỉ có đám người linh vũ giới là dùng ánh mắt căm thù nhìn hắn. Thiên Vân Đảo còn có Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo, bốn thế lực lớn này một khi biết được chuyện tình vạn đảo nhai sợ rằng sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đảo qua mấy thế lực khổng lồ, trong lòng không nhịn được mà khẽ thở dài. Lần này quả thực đi vào hang hùm a. Không ngờ tất cả những người này đều tới. Còn có đảo chủ Kiền Hiên đảo Kim Xí Vương Kỷ Diệu Tông, các chủ Tinh Nguyệt các Hắc Linh Vương Ô Trấn Vũ. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua lần nữa, lúc này gặp được hai cỗ thế lực lớn mới tới. Tám thế lực lớn trong Đông Hải rốt cuộc đã tới đông đủ. Ánh mắt đánh giá chung quanh, trên cơ bản mọi người đều đang nhìn những người khác, từng đạo ánh mắt quét chung quanh. Cũng có không ít ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Không ít người nhìn thấy Lục Lâm Thiên tức thì sắc mặt có chút biến hóa. Hừ, không ngờ tiểu tử này vẫn còn ở Đông Hải. Lần này không thể để cho hắn chạy thoát. Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đảo nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý trong mắt hiện lên. Lục Lâm Thiên giết đệ tử của hắn, trong lòng hắn không thể buông xuống được cục hận này. Lúc này bảo vật quan trọng hơn, việc này cứ tạm gác lại sang một bên. Hỏa Đao Vương nói, kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng. Thực lực của bọn họ không thể làm gì được Lục Lâm Thiên. Bất quá hiện tại có hai vị thái thượng trưởng lão ở bên cho nên mới có nắm chắc.
Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên phía xa, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ca ca, người đối đầu với chúng ta tới đây cũng không ít. Lục Tâm Đồng nhìn bốn phía rồi nhẹ nhàng nói với Lục Lâm Thiên. Không sao. Lục Lâm Thiên mỉm cười, dù sao đi nữa đã có nhiều thế lực đối địch có mặt như vậy hắn có trốn tránh cũng không được. Hiện tại hắn cũng không còn giống như khi trước nữa. Tới lúc cuối cùng làm những sơn môn này kinh sợ cũng tốt. Hiện tại hắn cũng không phải quả hồng mềm. Từ trong đội hình của nhân mã các phương, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, bất luận một sơn môn nào đó có lẽ hiện tại hắn đều có thể chống lại. Chỉ là vạn nhất đám người kia liên thủ lại thì quả thực có chút phiền phức. Không biết nhiều như vậy Hắc Vũ có thể chống đỡ được không? Nghĩ vậy Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chung quanh, không biết Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh giáo tới chưa? Đám vô liêm sỉ này đều tới rồi. Lúc này trong tai Lục Lâm Thiên vang lên thanh âm của Hắc Vũ. Lục Lâm Thiên theo ánh mắt Hắc Vũ nhìn lại, trong không trung phía sau đám người Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành cùng chúng trưởng lão Vương Cấp và hai tôn lão hộ giáo đang đứng cách xa nhau giống như là hai thế lực khác biệt. Dường như không muốn cho người khác quá chú ý. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về, Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành tức thì gật đầu. Lục Lâm Thiên quay đầu khẽ mỉm cười. Có Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn đến, lần này coi như Linh Vũ giới không may. Đợi đến khi hợp nhất, nhất định phải cho Linh Vũ giới một chút giáo huấn. Lục trưởng môn, xem ra lần này cường giả tới cũng không ít. Cách Lục Lâm Thiên không xa, Quân Lâm Hàn khẽ nói, ánh mắt quét về bốn phía một phen. Những thế lực lớn ở Đông Hải trên cơ bản đều đã tới. Tiêu Giao Vương, không ngờ ngươi cũng tới. Một thanh âm vang lên, lập tức có hơn chục đạo thân ảnh lắc mình nhảy ra. Trong nháy mắt xuất hiện bên người Quân Lâm Hàn, người dẫn đầu là một nam tử trung niên, phong độ vô cùng, vóc người cao ngất, trên người mặc một bộ hoa phục, thoạt nhìn vô cùng văn nhã, cao quý. Ha ha, Thiên Ưng công tử, lão gia hỏa ngươi cũng tới sao? Không ngây ngốc ở Thiên Ưng lâu của ngươi mà chạy tới đây làm gì? Quân Lâm Hàn nhíu mày lập tức mỉm cười, dường như hai người quen biết nhau vậy. Nếu ngươi đến thì sao ta không thể đến chứ? Nhìn dáng vẻ này nhất định sẽ có trọng bảo xuất thế. Ta càng phải tới a. Nam tử 40 này nhíu mày, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên. Không ngờ đường đường là Lục trưởng môn cũng tới đây. Từ cổ vực tới đây cũng không gần a. Lẽ nào trưởng môn đã sớm không còn ở cổ vực? Nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt nam tử trung niên này cực kỳ nghi hoặc. Lục trưởng môn, ta giới thiệu với ngươi một chút. Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hàn tức thì nói. Quân bang chủ, Thiên Ưng công tử của Thiên Ưng lâu ta đã từng được nghe nói qua. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn chăm chú vào nam tử trung niên trước mặt rồi nói. Người này Lục Lâm Thiên đương nhiên là còn nhớ. Khi trước trên địa nham đảo người này cũng xuất hiện qua. Sau khi thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh giới thiệu thì hắn mới biết được người này là lâu chủ Thiên Ưng lâu Hàn Tử Khiêm, người đời gọi là Thiên Ưng công tử. Thiên Ưng lâu cũng là một sơn môn cực kỳ khiêm tốn, kỳ thực thực lực cũng thâm bất khả trắc. Chỉ dưới mấy quái vật lớn như Tam Tông Tứ Môn, Tứ Các Tứ Đảo mà thôi. Giờ phút này Lục Lâm Thiên cũng nhìn vào trên người Thiên Ưng công tử này. Thiên Ưng công tử Hàn Tử Khiêm này nhìn qua như 40 tuổi, thế nhưng tuổi tác hẳn không chỉ có 40, có lẽ là do bảo dưỡng cực tốt. Khí tức trên người thu liếm, không tràn ra một chút nào, sợ rằng đã tới Linh Vương cửu trọng. Phía sau còn có đông đảo cường giả vương cấp, còn có một lão phụ nhân dáng vẻ già nua, ánh mắt như sao. Cường giả linh tôn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, lại thêm một cường giả linh tôn, từ khí tức có thể thấy được tu vi người này không kém Viên Tự Thành là bao. Cho dù kém cũng không nhiều, nếu như hắn suy đoán không sai thì lão phụ nhân này hẳn là linh tôn nhị trọng. Nhìn thấy người Thiên Ưng lâu, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi sợ hãi than. Trước đây hắn quả thực không chú ý tới khắp nơi đều có cường giả tồn tại. Ha ha, không ngờ tới ngay cả tên thật của ta mà Lục trưởng môn cũng biết. Tên của ta không vang dội như hai vị nhạc phụ Ngọc Linh Vương và Bôn Giật Vương của Lục trưởng môn a. Thiên Ưng công tử mỉm cười nói. Thiên Ưng công tử ngươi đương nhiên không thể so sánh với Ngọc Linh Vương và Bôn Giật Vương. Người biết tới Thiên Ưng lâu của ngươi cũng không có bao nhiêu. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Dường như không chút khách khí với Thiên Ưng công tử. Lục Lâm Thiên nhíu mày nhìn về phía phát ra thanh âm.
lúc này phía trước có hơn chục thân ảnh đáp xuống. Một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Người dẫn đầu là một thanh niên, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng giống như tuyết, tuổi chừng 27-28, ngũ quan tinh xảo giống như điêu khắc. Khuôn mặt trắng nõn, hai mắt giống như hồ nước sâu. Trong tay cầm một cái quạt màu trắng, nam tử tuấn lãng như vậy quả thực không thấy nhiều lắm. Lục Lâm Thiên nhìn thấy người này không khỏi nhớ tới Phi Ưng Lăng Phong và Lam Thập Tam. Lăng Phong phong độ, Lam Thập Tam thì tiêu sái tuấn lãng, Tuyết Sư thì uy vũ cao ngất. Người này tuy rằng tuấn lãng, thế nhưng Lục Lâm Thiên nhìn một chút lập tức có cảm giác trên người thanh niên này có một cỗ khí tức âm nhu. Âm Dương Vương, người cũng bỏ được tới đây sao? Thiên Ưng công tử quay đầu lại, nhìn thấy người mới xuất hiện cũng không tức giận mà mỉm cười nói. Thánh Linh Cốc ở ngay gần đây, sợ rằng Âm Dương Vương đã sớm tới rồi à? Tiêu Dao Vương quân Lâm Hàn tiến lên một bước rồi cười nói. Tiêu Dao Vương cũng tới rồi sao? Lần này thực sự náo nhiệt à? Nam tử mặc áo bào trắng mỉm cười nói, ba người dường như đều quen biết nhau. Hai lão gia hỏa các ngươi còn chưa chết sao? Lão phụ nhân Linh Tôn trong Thiên Ưng Lâu nhìn vào lão giả trong Tiêu Dao Bang và lão giả phía sau thanh niên mặc áo bào trắng, lạnh nhạt nói. Ta phi, ngươi chưa chết ta chết làm sao được, ta còn chưa sống đủ đây. Lão giả già nua phía sau thanh niên mặc áo bào trắng lên tiếng. Lời nói không có chút văn nhã nào, đã vậy còn phun ra một ngụm nước bọt rồi nhìn lão phụ nhân của Thiên Ưng Lâu nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, không ít lão gia hỏa đều tới, cẩn thận lại ngã xuống a. Lão phụ nhân của Thiên Ưng Lâu lạnh nhạt nhìn lão giả này rồi nói. Ồ, vị này là ai? Thanh niên tuấn Mỹ kia đảo qua người của Thiên Ưng Lâu, Tiêu Dao Bang rồi nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đứng ở bên người Thiên Ưng công tử và quân Lâm Hàn cho nên có chút nghi hoặc hỏi. Nhìn cỗ khí thức thượng vị giả bất phàm trên người Lục Thiếu Du khiến cho ánh mắt thanh niên tuấn Mỹ này khẽ giật mình. Bằng vào ánh mắt nhìn người của hắn đương nhiên không khó nhận ra người trước mặt này có chút bất phàm. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn, ngoài ra còn có muội muội Lục Tâm Đồng và huynh trưởng Dương Quá. Nhìn thấy người này nhìn đám người Lục Lâm Thiên, quân Lâm Hàn lập tức giới thiệu. Sau khi biết quan hệ của Dương Quá và Lục Lâm Thiên khiến cho hắn kinh ngạc không ngớt. Chuyện Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng là huynh muội hắn đã sớm biết, thế nhưng không ngờ Dương Quá này cũng vậy. Trong lòng hắn lúc này không khỏi cảm thán, Lục gia này quả thực quá nghịch thiên. Ba huynh muội đều là một trong thập đại cường giả, quá kinh khủng. Ha ha! Hóa ra người chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn gần đây danh tiếng đại thịnh sao. Cường giả đứng đầu thập đại cường giả, linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, lại là một tiểu suất ca, quả thực khiến cho ta ngoài ý muốn. Còn có Lục Tâm Đồng bài danh thứ 3, Dương Quá bài danh thứ 5 cũng có mặt, đều là nhân tài kiệt xuất trong đám người trẻ tuổi. Nghe quân Lâm Hàn giới thiệu, thanh niên tuấn Mỹ kia tức thì ngẩn ra rồi lập tức cười nói. Tiếng cường này không ngờ lại giống như chuông bạc. Thanh thúy động lòng người. Nữ nhân, nữ giả trang nam. Lục Lâm Thiên dưa mắt nhìn kỹ, thanh niên tuấn Mỹ này từ đầu luôn khiến cho hắn có cảm giác âm nhu, hóa ra là nữ giả trang nam. Lục trưởng môn, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là cốc chủ Thánh Linh Giáo, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương. Tiêu Dao Vương quân Lâm Hàn nhìn thấy Lục Lâm Thiên nghi hoặc lập tức giới thiệu với Lục Lâm Thiên. Thánh Linh Cốc. Lục Lâm Thiên sửng sốt. Quả thực hắn chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của thế lực này, có lẽ cũng là một sơn môn cực khiêm tốn a. Thiếu chủ, Thánh Linh Cốc chính là một thế lực không kém trong Đông Hải, vẫn luôn khiêm tốn, cường giả trong môn cũng không ít, ta nhớ trong Thánh Linh Cốc còn có một cường giả khi trước có giao tình không tệ với chủ nhân. Hắc Phú truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Hóa ra là giả cốc chủ, ta có lễ. Nghe Hắc Phú nói trong Thánh Linh Cốc có cường giả có giao tình với sư phụ. Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thấy thân cận vài phần. Nhìn người này sợ rằng không chỉ 27-28, chắc hẳn bảo dưỡng không tồi cho nên mới như vậy. Mà khí tức người này cũng không kém, Lục Lâm Thiên nhướng mày, sợ rằng đã tới Vũ Vương cửu trọng. Lục trưởng môn khách khí rồi, lần trước thiên địa các mời Thánh Linh Cốc chúng ta tham dự thi đấu thập đại cường giả, ta cho rằng không có gì hay, thế nhưng không ngờ sau này lại nghe nói Lục trưởng môn một mình đấu 9 cường giả cùng lứa. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ khiến cho người ta khiếp sợ a. Sớm biết như vậy ta đã đi góp mặt rồi. Dạ Vị Ương mỉm cười, cái quạt trong tay thu lại, khẽ đáp lễ.
Dạ cốc chủ quá khen rồi. Lục Lâm Thiên nói, chung quy hắn vẫn có cảm giác vị dạ cốc chủ này có chút quái dị. Tiêu Giao Vương, chúng ta không ngờ lại gặp nhau, vậy thì cứ quy củ cũ đi. Bằng không làm sao chúng ta có thể tranh với tứ các tứ đảo. Thiên Ưng công tử Hàn Tử Khiêm nói. Ta thì không có vấn đề, dù sao đi nữa đây cũng không phải lần đầu chúng ta hợp tác. Dạ Vị Ương quay đầu lại nói. Âm Dương Vương, Thiên Ưng công tử, Lục trưởng môn đã ở cùng Tiêu Giao Bang chúng ta, thêm Lục trưởng môn nữa chắc hẳn không có vấn đề gì chứ. Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hàn nói. Nghe thấy Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hàn nói vậy, Thiên Ưng công tử và Âm Dương Vương lập tức nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên. Cường giả Vũ Tôn, Linh Tôn trong Sơn Môn cũng đảo qua đám người Lục Lâm Thiên, cuối cùng nhìn về phía Hắc Vũ, mấy cường giả này khẽ giật mình. Thiên Ưng lâu ta đồng ý, nghe nói Phi Linh Môn của Lục trưởng môn cũng bất phàm a. Thiên Ưng công tử lập tức nhẹ giọng nói. Hoan nghênh Lục trưởng môn gia nhập. Dạ Vị Ương mỉm cười, tuy rằng là nữ giả trang nam thế nhưng cũng tuyệt không xấu xí. Sợ rằng một khi khôi phục thân phận nữ nhân tuyệt đối là một mỹ nữ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Thiên Ưng lâu và Thánh Linh Cốc do dự chắc hẳn là vì suy nghĩ xem thực lực của hắn có tư cách gia nhập hay không. Liên thủ với ba sơn môn này Lục Lâm Thiên cũng không phản đối. Thực lực của ba sơn môn này tuyệt đối không kém. Trong đông đảo cường giả và các thế lực như vậy, liên minh với người khác là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, Lục Lâm Thiên, tiểu tử ngươi quả thực ở chỗ này a. Ngay khi Lục Lâm Thiên suy nghĩ thì có một tiếng cười sang sảng truyền tới. Lục Lâm Thiên sửng sốt lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy trước mặt có hơn chục thân ảnh thả người nhảy tới, vô hình chung có một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ra không trung khiến cho trong không trung vang lên âm hưởng rất nhỏ. Mà hơn chục người này cũng xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Trước mấy người chính là Lam Thập Tam, bên cạnh còn có Tử Yên, trong đó còn có một lão giả bất phàm, trong khí tức bình thản kia vô hình chung khiến cho người ta cực kỳ áp lực. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào, người vừa nói chính là một thanh niên mặc áo bào màu lam, tuấn lãng bất phàm, trên mặt mang theo tiểu ý đủ để bất luận nữ nhân nào động tâm, mà người này không phải Lam Thập Tam thì còn có thể là ai. Bên người Lam Thập Tam còn có một nữ tử tuyệt mỹ, trong đôi mắt như bảo thạch giống như hồ nước kia bắn ra vẻ quyến rũ nhẹ nhẹ. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn lại, vô hình chung trên người nàng đã nhiều thêm khí chất thành thục. Lam Thập Tam, Tử Yên cô nương, các ngươi không phải cũng tới sao? Nhìn thấy hai người Lục Lâm Thiên tức thì mỉm cười rồi nhìn về phía Kình Linh Vương khẽ gật đầu. Mà ánh mắt hắn cũng lập tức nhìn về phía ba lão giả phía sau. Lập tức Lục Lâm Thiên ngẩn ra. Hai Vũ Tôn, một Linh Tôn. Lục Lâm Thiên không khó cảm giác ra thực lực của ba người. Cường giả tôn cấp ba người, phía sau còn có không ít cường giả vương cấp. Thực lực thiên địa các phái tới đây quả thực cực kỳ cường hãn. Lục trưởng môn, người tới thật sớm a. Tử Yên mỉm cười, ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu xanh quen thuộc kia. Nhìn nam tử trên mặt luôn mang theo chút tà khí này, trong lòng nàng có một cỗ cảm giác khác thường xuất hiện. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ, cỗ cảm giác khác thường này khiến cho ngay cả bản thân nàng cũng vô cùng kỳ quái, vì sao bản thân nàng lại có cảm giác như vậy đối với hắn. Hóa ra là thánh tử thánh nữ thiên địa các, còn có Kình Linh Vương. Nhìn thấy người thiên địa các tới, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng công tử lập tức tiến lên bắt chuyện. Mà Dạ Vị Ương lúc này đang dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tử Yên. Mỗi một vị thánh nữ thiên địa các đều tuyệt mỹ không gì sánh được. Đẹp a, thực sự là đẹp. Âm Dương Vương, 20 năm không gặp thế nhưng ngươi càng ngày càng trẻ a. Nhìn Âm Dương Vương, Kình Linh Vương nói. Nữ nhân khó mà giữ được tuổi xuân của mình, đương nhiên sẽ già đi. Ta mất không ít công phu mới lấy được một viên chú nhan đan từ tứ tuyệt yêu cơ a. Lão gia hỏa nhà ngươi đã già đi không ít. Nhìn Kình Linh Vương, Dạ Vị Ương khẽ nói. Hỏa Vân tôn giả, Phục Yêu tôn giả, Diệu Linh tôn giả, đã lâu không gặp. Trong Thiên Ưng lâu, lão phụ nhân kia nhìn ba cường giả tôn cấp của thiên địa các lập tức thi lễ. Không ngờ Quy Ngọc tôn giả cũng tới. Trên trăm năm rồi đúng không? Sợ rằng thực lực của Quy Ngọc tôn giả lại có đột phá a. Trong thiên địa các, cường giả tôn cấp ở giữa lên tiếng. Cho dù vậy cũng vẫn kém các ngươi, thực lực các ngươi sợ rằng cũng tinh tiến không ít. Lão phụ nhân của Thiên Ưng lâu được gọi là Quy Ngọc tôn giả tức mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi còn không quan tâm tới việc trọng đại bực này a.
Sau khi chấm dứt việc này chúng ta lại đánh một trận nữa. Trong khi mọi người nói chuyện với nhau, Lam Thập Tam chỉ có hứng thú với một mình Lục Lâm Thiên. Lam Thập Tam, hay là ngươi cùng ta đánh một trận? Ta cũng đang chờ cùng ngươi đánh một trận đây. Dương Quá tiến lên một bước nói. Nhìn thấy Lam Thập Tam, chiến ý trong mắt nổi lên. Khi trước trên bình nham đảo hai người đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng ngang sức ngang tài. Nói thật tuy rằng khi trước hai người đều buông tay đánh một trận, thế nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Vạn nhất tiêu hao hầu hết chân khí, hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho nên hai người cũng không thực sự thoải mái, đây cũng là tiếc nuối trong lòng hai người. Cũng được, dù sao hai người đều là người mà ta muốn đánh một trận. Lam Thập Tam nói, trong đám người trẻ tuổi khi trước hắn không đặt vào trong mắt. Thế nhưng từ sau khi trở về từ Bình Nham Đảo, hắn đã không suy nghĩ như vậy nữa. Ba người trước mắt này đều là đối thủ của hắn. Lam Thập Tam, ta thấy chúng ta cũng nên đánh một trận a. Lục Tâm Đồng mỉm cười nhìn về phía Lam Thập Tam nói. Quên đi, độc công của ngươi ta không muốn dây vào. Lam Thập Tam nhíu mày rồi mỉm cười nói. Độc công của Lục Tâm Đồng khiến cho hắn cực kỳ cố kỵ. Lục Lâm Thiên và Lam Thập Tam, Tử Yên, quan hệ của mấy người này đều không tồi. Bởi vậy Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc nhìn thấy chuyện này ánh mắt có chút biến hóa. Thực lực của thiên địa các rất thần bí, thánh tử thánh nữ có địa vị cực kỳ cao trong thiên địa các, không biết vì sao Lục Lâm Thiên lại có quan hệ tốt với thánh tử thánh nữ của thiên địa các như vậy. Lục trưởng môn, xem ra thực lực của trưởng môn tinh tiến không ít a. Tử Yên vẫn luôn nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, cảm nhận khí tức trên người hắn. Tuy rằng nàng không biết Lục Lâm Thiên hiện tại đã tới bước nào, thế nhưng nàng có thể đoán ra, thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du so với khi trước đã mạnh hơn rất nhiều. Loại tốc độ tu luyện này quả thực vô cùng nhanh chóng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đối với câu hỏi của Tử Yên cũng không trực tiếp trả lời mà khẽ cười cười. Lại nói, Tử Yên cô nương, lần này thiên địa các chắc hẳn cũng vì động tĩnh trên thiên đảo mà tới đúng không? Không sai, động tĩnh lớn như vậy ta cũng muốn tới kiến thức một phen. Tử Yên liếc mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, sau đó lại nhìn về Linh Vũ Giới và Đạm Đài Tuyết Vi cùng người Thiên Vân Đảo phía xa lập tức nói. Ta nghe nói Lục trưởng môn ở trong Đông Hải này tạo ra không ít động tĩnh, Lục trưởng môn có tốt không? Chuyện này, bây giờ vẫn còn tính là tốt, không biết kế tiếp có còn tốt được nữa không? Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn biết Tử Yên đang ám chỉ chuyện gì. Sợ rằng chuyện hắn đắc tội với Thiên Vân Đảo và chiến đấu kịch liệt với Linh Vũ Giới trong Đông Hải cũng không tránh được ánh mắt của Thiên Địa Các, về phần chuyện Thánh Linh Giáo, Lục Lâm Thiên không đoán được ra Thiên Địa Các có biết được hay không. Đến lúc đó nếu như có gì cần hỗ trợ Lục trưởng môn cứ mở miệng. Nếu như Thiên Địa Các chúng ta có thể giúp đỡ thì nhất định sẽ không từ chối. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, thanh âm dường như cố ý truyền ra ngoài khiến cho không ít người có tâm nghe được. Ánh mắt lập tức biến hóa. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng hắn cũng cực kỳ nghi hoặc, Tử Yên này nói đương nhiên là đại biểu cho Thiên Địa Các. Thiên Địa Các bia rõ hắn đắc tội với người cũng không ít, không ngờ lại tình nguyện mạo hiểm giúp đỡ hắn, điều này có chút kỳ quái. Lục Lâm Thiên suy nghĩ không ra, hắn và Thiên Địa Các dường như quan hệ cũng chưa tới bước này, Thiên Địa Các sao lại tốt với hắn như vậy, rốt cuộc là vì sao? Nghĩ tới nghĩ lui. Lục Lâm Thiên chỉ có thể nghĩ tới, Thiên Địa Các hẳn đã sớm biết được thân phận của Lục Vô Song, chẳng lẽ là nể mặt gia tộc sau lưng Lục Vô Song cho nên mới bảo hộ hắn như vậy. Sợ rằng cũng chỉ có lý do này mới coi như hợp lý. Trong lòng suy đoán, vẻ mặt Lục Lâm Thiên không chút biến đổi. Ánh mắt lần nữa nhìn về không trung, lúc này nhân số trên không trung dường như lại tăng lên một ít. Có không ít khí tức mịt mờ đảo qua. Trong đoàn người dường như còn có không ít cường giả tán tu ẩn giấu bên trong. Lục lão đệ, đệ đã đến rồi sao không tới tìm ta? Coi chừng ca ca ta giận a. Một đạo thanh âm vang lên, lập tức có không ít khí tức cường hãn phóng tới. Nghe thấy thanh âm này, Lục Lâm Thiên lập tức biết được là ai, nhất thời cười khổ nói. Lạc lão ca, hôm qua ta cũng mới tới đây, biết lão ca bận cho nên không tới quấy rầy. Thật không? Ta thấy lão đệ ngươi có điều cố kỵ cho nên mới không tới tìm ta. Kỳ thực cũng không sao, có trọng bảo xuất thế, có rất nhiều người tới, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều đến thế. Nói xong, không ít thân ảnh đáp xuống trước người Lục Lâm Thiên. Người dẫn đầu thân hình cao ngất, dáng dấp chừng ngũ tuần,
ngũ quan đoan chính tỏa ra uy áp ức bức nhân, trên người mặc một bộ trường bào, khí chất trên người giống như một đầu ác điểu. Trong đôi mắt kia hiện lên tinh mang giống như lợi kiếm. Người mới tới này không phải là ai khác mà chính là các chủ Nhật Sát các phiên hải vương Lạc Kiến Hồng, một trong tứ các tứ đảo ở Đông Hải. Lúc này phía sau Lạc Kiến Hồng cũng có không ít khí tức bất phàm, đều là người đã tới Vũ Vương cùng Linh Vương. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua, đại bộ phận đều là người hắn đã từng gặp mặt. Tiêu trưởng lão cùng Lưu trưởng lão của Vũ Các cũng ở trong đó. Vũ Tôn, Linh Tôn. Cuối cùng ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn kỹ vào hai lão giả phía sau Lưu trưởng lão và Tiêu trưởng lão, từ khí tức có thể nhận ra hai người này đều là cường giả tôn cấp. Hỏa Vân Tôn giả, Phục Yêu Tôn giả, Diệu Linh Tôn giả, Quy Ngọc Tôn giả, Ngân Đao Tôn giả, Hàn Băng Tôn giả, không ngờ các người đều tới đây. Lão giả có tu vi Vũ Tôn phía sau Tiêu trưởng lão nhìn chúng cường giả tôn cấp phía sau Thiên Địa Các, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc rồi nói, trong mắt hiện lên tinh mang. Thiên Kiếm Tôn giả, Vạn Linh Tôn giả, hai người các người cũng không chết sao. Trong Thiên Địa Các, Hỏa Vân Tôn giả trầm giọng nói. Không phải các người cũng đi ra sao? Chuyện kia đã gần đến mà các người còn bỏ lỡ việc tu luyện được. Quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong Nhật Sát Các, cường giả tôn cấp bên trái mở miệng nói, toàn thân tỏa ra khí tức vô hình như có như không. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy được gợn sóng không gian quanh thân người này mơ hồ ba động. Quá nhiều cường giả tôn cấp, lần này thực sự náo nhiệt rồi. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua, cường giả tôn cấp bình thường khó gặp, thậm chí là không thấy được hôm nay lại tụ tập đông đủ. Lục Lâm Thiên nhìn về phía phiên hải vương Lạc Kiến Hồng nói. Lạc lão ca. Ta đang muốn tìm lão ca đây. Lục Lâm Thiên có chút ngại ngùng, dường như bởi vì bị Lạc Kiến Hồng nhìn thấu suy nghĩ trong đầu. Quả thực đúng là cố kỵ quan hệ với Nhật Sát Các cho nên hắn mới không đi tìm Lạc Kiến Hồng. Đệ quá khách khí với ta rồi, vị này chính là. Lạc Kiến Hồng nhìn qua Lục Tâm Đồng và Dương Quá, Tiểu Long rồi khẽ gật đầu, cũng không lên mặt. Ánh mắt hắn lập tức nhìn vào Hắc Vũ, sắc mặt nhất thời biến hóa. Ta chỉ là tùy tùng của thiếu chủ mà thôi. Cảm nhận ánh mắt của Lạc Kiến Hồng, Hắc Phú lạnh nhạt nói. Lạc lão ca, Hắc Phú thúc nói giỡn mà thôi, vị này chính là sư thúc Hắc Phú của ta. Lục Lâm Thiên vội vã nói. Nghe Lục Lâm Thiên và Hắc Phú nói vậy, sắc mặt mọi người chung quanh âm thầm biến hóa, lúc thì sư thúc lúc thì thiếu chủ, quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường. Ánh mắt đông đảo cường giả nhìn về phía Hắc Phú. Thế nhưng không ai có thể nhìn ra khí tức của Hắc Vũ khiến cho cả đám cường giả tôn cấp vô hình chung cảm giác được áp lực, không dám coi thường Hắc Vũ. Oanh! Đúng lúc này thiên đảo được một vòng quang cháo bao phủ đột nhiên khẽ run rẩy. Quang cháo đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm rồi lập tức nứt nẻ. Cạch cạch! Giống như là có năng lượng ngập trời phóng lên cao, quang cháo nứt nẻ mang theo từng đợt thanh âm bạo liệt. Mọi người lập tức kinh ngạc nhìn thấy quang cháo bằng năng lượng đột nhiên nứt nẻ hóa thành từng mảnh nhỏ trong không trung mang theo một cỗ khí tức ngập trời khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng bàng bạc khuếch tán giống như một cơn lốc che trời khiến cho mọi người phải vận công chống đỡ. Đồng thời, năng lượng ngập trời tán loạn, những cái khe lớn trên thiên đảo lúc này bắt đầu nứt nẻ. Ầm ầm. Trên ngọn núi cao Vepsilon Y trên mây trên thiên đảo đột nhiên sơn băng địa liệt, một tiếng nổ vang lên. Một động khẩu lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Có thông đạo mở ra rồi. Nhìn thấy cảnh này con mắt không ít người tức thì đỏ lên, một ít cường giả nôn nóng đã đu tới gần một chút. Thế nhưng nhớ tới kết cục của hỏa sơn bạo phát kia không có ai dám đi vào gần quá. Thiếu chủ, có thông đạo không gian, nơi này sợ rằng là phủ đệ của cường giả viễn cổ hoặc là bí địa. Thanh âm của Hắc Vũ vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Trong động khẩu này không biết có cái gì. Nếu như là phủ đệ của cường giả viễn cổ cố ý phong ấn dưới hỏa đảo thì quả thực vô cùng đáng sợ. Nhanh, mau vào đi. Nhìn thấy không có nguy hiểm gì, không ít người lá gan lớn lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng phóng về phía trước. Vượt qua đại dương dung nham kia lập tức xuất hiện bên ngoài thông đạo trên không. Do dự một chút, mấy người này lập tức tiến vào trong thông đạo trong không gian. Nhìn thấy có người tiến vào đầu tiên. Những người còn lại cũng không nhịn được nữa. Biển người bên ngoài tức thì cuồng nhiệt, từng đạo thân ảnh cấp tốc phóng về phía thông đạo mà đi. Nhìn dáng vẻ kia giống như là sợ trọng bảo bị người khác nhanh chân tới trước. Ngay cả Lục Lâm Thiên lúc này cũng vậy,
trong lòng sôi trào, nếu như có bảo vật cũng không thể để cho kẻ khác nhanh chân tới trước. Nhưng mà Lục Lâm Thiên vẫn cố gắng nhịn xuống, tôi luyện càng nhiều khiến cho tính cách của Lục Lâm Thiên so với thường nhân còn bình tĩnh hơn không ít. Nếu như thực sự là bí địa hoặc là phủ đệ của cường giả viễn cổ mà nói sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Bất luận là một cường giả nào ngã xuống khi đại nạn tới cũng không đơn giản đem bảo vật của mình giao cho người khác dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này giống như Lục Lâm Thiên lo lắng, trong thông đạo không gian này quả thực có nguy hiểm. Ngay khi có không ít người tiến vào bên trong thông đạo không gian lập tức xuất hiện một cơn cuồng phong. Không gian lực bàng bạc khiến cho mọi người không thể tiến lên một bước. Mà dưới ánh mắt của mọi người, trong thông đạo lập tức có vô số phong nhận bạo phát ra. Phong nhận không gian này đột nhiên tràn ra cắt vỡ không gian xung quanh. Phàm là người bị phong nhận trong không gian cắt vào hầu như ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn không kịp phát ra đã lập tức hóa thành huyết vụ. Đám vũ xuất, linh xuất hoàn toàn không có bao nhiêu lực chống cự. Trong không gian này có lực ràng buộc cực lớn, vũ xuất linh xuất ở bên trong tốc độ chịu ảnh hưởng không ít cho nên căn bản không thể chạy trốn. Biến cố bất thình lình xảy ra, hầu như trong nháy mắt lập tức có thêm hơn 10 vũ xuất, linh xuất hóa thành huyết vụ. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, khiến cho vô số người phía sau lập tức dừng lại. Có không gian lực ràng buộc, dường như muốn ngăn cản chúng ta. Trong lúc mọi người bình tĩnh lại, có không ít người của các thế lực và các cường giả tiến vào trong thông đạo. Những cường giả này rốt cuộc cũng có động tác, phong nhận trong không gian này tuy rằng cực kỳ lợi hại. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, còn không tạo thành uy hiếp chí mạng. Trong nháy mắt trong thông đạo lập tức có vô số chân khí và linh lực bàng bạc bạo phát rồi quanh quẩn hóa thành từng đạo quang cháo và quang mang, mọi người lập tức tiến vào bên trong. Phong nhận trong không gian bắn ra, thế nhưng lại bị chân khí và linh lực bàng bạc chống lại, hoàn toàn ngăn cản phong nhận. Lục lão đệ, không gian lực bực này dường như cũng không thể làm khó được đệ. Chúng ta đi vào thôi, chư vị cũng nên đi thôi. Đừng để cho bảo vật bị kẻ khác nhanh chân tới trước. Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Lâm Thiên và mọi người nói. Nhìn thông đạo phía trước, cảm nhận không gian lực mạnh mẽ bên trong, cánh tay hắn vung lên, chân khí bàng bạc tuôn ra đem quanh thân bao phủ. Cường giả nhật sát các cũng bố trí thủ đoạn hộ thân. Lục trưởng môn, chúng ta cũng vào đi thôi. Tiêu Dao Vương quân Lâm Hàn nhìn phía trước lập tức bố trí thủ đoạn hộ thân. Cường giả Vũ Tôn trong bang cũng lập tức bạo phát chân khí. Tiếng xé gió như sấm vang vọng, lập tức đem mấy vũ xuất, linh xuất còn lại trong bang bao phủ vào bên trong. Cường giả Thiên Ưng Lâu, Thánh Linh Cốc cũng như vậy, cả đám xuất thủ bảo vệ mấy người có tu vi xuất cấp, bắt đầu tiến vào trong thông đạo. Lục trưởng môn, mời. Tử Yên vẫn ở bên người Lục Lâm Thiên không xa nhẹ nhàng nói. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang cháo vô hình, khí tức bàng bạc thả ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngẩn ra. Tu vi Tử Yên dường như so với khi trước đã mạnh hơn không ít. Tử Yên cô nương, mời. Lục Lâm Thiên nói, chân khí quanh người tuôn ra, lại quay đầu nói với mọi người phía sau. Tất cả cẩn thận một chút. Còn chưa đủ làm tổn thương tới đệ. Tiểu Long không đặt vào trong mắt, quang mang nhàn nhạt quanh thân chợt lóe, không chút kiêng nể mà nói. Lục Lâm Thiên cười cười, bằng vào lực phòng ngự của Tiểu Long đương nhiên không có vấn đề gì. Hắn lập tức phóng về phía trước, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng tự bố trí thủ đoạn hộ thân, mà Hắc Vũ hoàn toàn không để ý tới, trường bào run lên, chắp tay mà đứng, chậm rãi đi về phía trước. Giống như không gian lực trong thông đạo hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với Hắc Vũ vậy. Người này thật đáng sợ. Trong thiên địa các, Hỏa Vân Tôn giả nhìn Hắc Vũ, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hai vị cường giả tôn cấp bên cạnh nhìn nhau. Trong mắt rõ ràng vì Hắc Vũ mà biến sắc. Lúc này Lục Lâm Thiên bố trị hộ thân cương khí đi vào trong thông đạo. Lập tức hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng không gian mạnh mẽ bao phủ về phía hắn. Dưới không gian lực này, hắn có cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh, người có tu vi thấp sợ rằng không thể tiến về phía trước. Đi về phía trước mỗi một bước đều càng thêm khó khăn. Bốn phía không ngừng có phong nhận cuồn cuộn không dứt mang theo lực lượng cắt vỡ không gian bắn ra. Tuyệt đối không thể khinh thường, vũ xuất, linh xuất bình thường sợ rằng nếu như không có thủ đoạn nào đó đều khó mà có thể chống lại được. Đối với người có tu vi vũ vương và linh vương, có lẽ cũng không thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mà lúc này đối với Lục Lâm Thiên mà nói quả thực không có một chút khó khăn nào. Đối với không gian lực này Lục Lâm Thiên cũng vô cùng hiếu kỳ.
Dưới không gian lực ràng buộc lại có phong nhận công kích dường như mang theo một loại thuộc tính phong, mà trong không gian lực còn có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ mới khiến cho không gian có cảm giác trầm trọng như vậy. Thuộc tính thổ, thuộc tính phong. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, không gian lực này dường như dung hợp hai loại thuộc tính, có lẽ bản thân hắn cũng có thể đem những thuộc tính mà hắn lĩnh ngộ dung nhập vào trong không gian. Dung nhập các loại thuộc tính khác vào trong không gian. Nghĩ vậy, linh cảm trong đầu Lục Lâm Thiên xuất hiện, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Càng đi về phía trước không gian lực càng mạnh, phong nhận công kích ngày càng lợi hại. Vừa rồi những vũ xuất linh xuất có thể kiên trì được một ít trong nháy mắt lập tức tiêu hao vô cùng nhiều, căn bản không thể tiếp tục chống đỡ được. A! À, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người vũ xuất linh xuất không may mắn tiêu hao hầu hết chân khí và linh khí lại không đành lòng rời đi kia sau khi đi được một lát lập tức hóa thành huyết vụ trong không gian. Nghe mấy tiếng kêu thảm thiết kia Lục Lâm Thiên ngoảnh lại, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại cũng không phải lúc lĩnh ngộ, thông đại này dài như vậy, khiến cho những người thực lực thấp không may. Hỏa Sơn Bạo Phát đã chặn lại một nhóm lớn người, trong thông đạo này hiện tại lại khiến cho những người thiếu thực lực lui bước. Lục Lâm Thiên có chút hoài nghi mục đích của nơi này dường như là sàng lọc gì đó, trực tiếp khiến cho đám người có thực lực thấp ở lại bên ngoài. Lão đại, phía trước là người linh vũ giới, chúng ta có cần thu thập mấy người này không? Lúc này, Tiểu Long nhìn mấy người linh vũ giới đang chạy như bay trước mắt nói. Ca ca, có cơ hội thì thu thập mấy người này sau. Lục Tâm Đồng mở miệng, quanh thân được khói độc bao phủ khiến cho đám người chung quanh không dám tới gần. Lục Lâm Thiên nhíu mày, phía trước chính là người linh vũ giới, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo sau đó lại nhìn về phía Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Nếu có cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua, chỉ là hiện tại cũng còn chưa phải là lúc, chỉ là nếu như động thủ, đám người bọn hắn tuyệt đối có thể khiến cho người của linh vũ giới phải lưu lại. Thông đạo này xa như vậy sao? Quanh thân Lam Thập Tam được một vòng quang cháo bao phủ, lâu như vậy mà còn chưa đi ra được thông đạo này khiến cho hắn cực kỳ nghi hoặc. Thông đạo này giống như là đi xuống dưới đất, hình như chúng ta đang đi xuống dưới. Thân ảnh Lạc Kiến Hồng dừng lại, nhìn chăm chú về phía trước rồi nói. Lạc Kiến Hồng dừng lại khiến cho Lục Lâm Thiên cũng phải dừng lại. Nhìn thấy cửa ra rồi, đây là cửa ra. Lúc này phía trước vang lên từng tiếng kinh hỉ. Lạc Kiến Hồng và Lục Lâm Thiên nhìn nhau lập tức đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước. Trong nháy mắt phía trước thông đạo xuất hiện một quang điểm. Mơ hồ có thể nhìn thấy một không gian rộng lớn. Bên trong không gian này đã có không ít bóng người. Khi đám người Lục Lâm Thiên và Lạc Kiến Hồng nhảy ra khỏi thông đạo. Không gian lực trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà lúc này nhìn về phía trước, khóe mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong lòng có chút khiếp sợ lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lục Lâm Thiên lơ lửng trên không trung, phía dưới ánh mắt hắn lúc này chính là một mảnh núi non, rừng rậm nguyên thủy. Trong sơn mạch này có vô số cây cối khổng lồ sừng sững, bao phủ toàn bộ không gian, toàn bộ giữa không trung có chút mơ hồ mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Sâu trong sơn mạch thỉnh thoảng truyền ra tiếng thú minh khiến cho lòng người run lên. Trong toàn bộ sơn mạch đang lan tràn một cỗ khí tức cổ xưa, dường như không gian này đã có vạn năm không ai bước vào. Không phải là di tích viễn cổ, cũng không phải là bí địa, hẳn đây là một lãnh địa của cường giả viễn cổ. Hắc Vũ nhìn phía trước rồi truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lãnh địa của cường giả viễn cổ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, không gian này thật lớn, cũng không biết là cường giả cấp bậc nào mới có thể đem không gian lớn này phong ấn lại. Sợ rằng nếu không phải hỏa sơn phun trào thì phong ấn này cũng không mở ra được. Đây là địa phương gì? Nơi này chỉ ít đã hơn vạn năm không có ai tới. Tuyệt đối là địa bàn của cường giả viễn cổ. Địa bàn của cường giả viễn cổ, vậy thì nhất định có không ít trọng bảo và bảo vật. Trên không gian có vô số bóng người từ trong thông đạo lao ra không trung, tiếp thấp giọng nghị luận cùng sợ hãi than hội tu, ánh mắt cả đám vô cùng kinh hãi. Nơi này quả thực vô cùng đáng sợ a. Lục Tâm Đồng nhìn xuống phía dưới. Mỗi một cây đại thụ che trời phía dưới dường như đều đang che phủ bầu trời, có cây thậm chí còn to đến hơn cây số, quả thực vô cùng chấn động. Nhân loại trước mặt nó còn có cảm giác nhỏ bé. Không gian xa xưa này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, thế nhưng vạn năm là ít nhất. Siêu siêu. Giữa không trung, mọi người nhìn nhau, đề phòng đối phương. Mấy đạo thân ảnh siêu siêu bắn ra, khẩn trương đi vào trong sơn mạch mà vạn năm không có ai đi vào. Lão đại. Mọi người đều đi tìm bảo vật rồi.
chúng ta cũng nhanh đi thôi. Nhìn thấy từng đạo thân ảnh kích động tiến vào trong sơn mạch, Tiểu Long cũng có chút gấp gáp. Chúng ta không vội, chậm một chút cũng không sao. Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu, ở bên trong này mọi người đều có thể đoán được có bảo vật. Coi như là thu được bảo vật, sợ rằng nếu như không có thực lực tuyệt đối cũng không bảo vệ được. Cuối cùng lại phải nhường cho người có thực lực tuyệt đối. Đương nhiên, nếu như có người vô thanh vô tức chiếm được bảo vật mà không ai biết thì lại không giống vậy. Đạo chủ, chúng ta cũng đi thôi. Phía xa, Hỏa Đao Vương Trần Thắng nhìn Đạm Đài Tuyết Vi nói. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn thân ảnh áo xanh phía xa lập tức nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, chúng cường giả Thiên Vân Đảo cũng kích động đi vào bên trong sơn mạch. Siêu siêu. Trong mắt Lục Lâm Thiên, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Long Các cùng các sơn môn khác trực tiếp kích động đi vào trong sơn mạch. Đám người còn lại phía sau cũng nối đuôi nhau đi vào, dường như sợ bị người khác nhanh chân tới trước. Lạc Kiến Hồng, Thiên Ưng Công Tử, Tiêu Giao Vương, Âm Dương Vương vốn cũng muốn tiến vào sơn mạch thế nhưng nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có bất luận một hành động nào lập tức nhịn xuống mà không tiến vào. Lam Thập Tam của Thiên Địa Các cũng sớm muốn tiến vào thế nhưng lại bị Tử Yên lặng lẽ kéo lại. Lục Lão Đệ, đệ thật là bình thản a. Lạc Kiến Hồng quay đầu lại nói với Lục Lâm Thiên. Có người muốn làm tiên phong, chúng ta để cho chúng tiến vào trước là được. Cho dù là có lợi không phải ai cũng có thể nhận được. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ha ha, nói cũng có lý. Lạc Kiến Hồng mỉm cười, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Phía trước có không ít người cũng có thực lực bất phàm. Trong Thiên Địa Các, Hỏa Vân Tôn giả nhìn không ít thân ảnh phía trước rồi nói. Không ngờ Linh Vũ Giới cũng tới, Lão Quỷ Huyền Minh Tôn giả kia cũng tới. Còn có Nam Thiên Nhị Tôn, thực lực Linh Vũ Giới này thực là thâm bất khả chắc. Nhìn người Linh Vũ Giới phía xa, Vạn Linh Tôn giả của Nhật Sát Các nhíu mày nói. Còn có không ít lão gia hỏa che giấu ở bên trong. Lần này vô cùng náo nhiệt. Quy Ngọc Tôn giả của Thiên Ưng Lâu nói xong ánh mắt nhìn về phía hai cỗ thế lực ở xa, ánh mắt nghi hoặc nói. Không biết những cường giả này tới từ thế lực nào, dường như ta chưa gặp bao giờ. Lục Lâm Thiên theo ánh mắt Quy Ngọc Tôn giả nhìn về phía trước. Trước mặt Lục Lâm Thiên chính là đám người Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tôn đang phân tán. Lục Lâm Thiên mỉm cười, có Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tô ở gần, cũng coi như là ám chiêu. Trong lúc đoạt bảo, nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng thật lớn. Thời gian cũng không kém bao nhiêu, hiện tại chúng ta phân tán ra hay là đi cùng nhau. Một lát sau, Lạc Kiến Hồng nhìn mọi người phía trước rồi nói. Ánh mắt đảo qua mọi người, hiện tại có không ít thế lực kết minh ở cùng một chỗ. Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu, Thánh Linh Cốc, Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, số người cũng không ít, ở cùng một chỗ cũng bất tiện. Chuyện này chúng ta tự mình hành động a. Có chuyện gì thì nói sau, mọi người giúp đỡ nhau một chút là được. Quy Ngọc Tôn giả của Thiên Ưng Lâu nói. Diện tích nơi này ta thấy cũng cực lớn, cách xa nhau hành động cũng được. Phục Yêu Tôn giả của Thiên Địa Các nói. Lục Lão Đệ, vậy Lão Đệ nghĩ sao? Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Mọi người phân tán cũng tốt. Lục Lâm Thiên cũng không có ý kiến, đơn độc hành động có đôi khi tiện hơn một chút. Bằng vào thực lực bên người hắn cũng không cần ở cùng một chỗ với mấy thế lực này. Lục trưởng môn, chúng ta đi trước một bước, ngươi phải cẩn thận một chút. Tử Yên nói xong lập tức gật đầu với Lạc Kiến Hồng và mọi người chung quanh rồi cùng chúng cường giả Thiên Địa Các thả người đi vào trong sơn mạch rộng lớn vô biên. Lục trưởng môn, thánh nữ dường như có quan hệ với ngươi không cạn a. Thánh nữ Thiên Địa Các đều xinh đẹp vô song, thiên phú vạn người có một, quả thực vô cùng hợp với ngươi. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nói xong lập tức thi lễ với mọi người rồi rời đi khiến cho Lục Lâm Thiên phải cười khổ một tiếng. Thiên Ưng Công Tử, Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hàn cáo tử rồi tiến vào trong sơn mạch. Lục Lão Đệ, ta cũng đi trước một bước, Lão Đệ phải cẩn thận một chút. Lạc Kiến Hồng nói. Lạc Lão Ca, mời. Lục Lâm Thiên dưa mắt nhìn Lạc Kiến Hồng cùng chúng cường giả rời đi, lúc này mới nhìn chăm chú vào sơn mạch rộng lớn. Trong sơn mạch rộng lớn này mơ hồ có một cỗ năng lượng bàng bạc, Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Nói xong thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, quang mang dưới chân chớp động rồi dẫn đầu lao về phía sơn mạch cổ xưa kia. Đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức đuổi theo,
trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Siêu, tiến vào trong sơn mạch, vốn ban đầu có tia sáng trong không gian mông lung thì lúc này càng thêm lờ mờ. Trong núi non tràn ngập một mùi vị cây cỏ thối rữa. Tất cả mọi người đều cảnh giác, ai cũng không biết nơi này có nguy hiểm gì không. Trong phiến rừng rậm có những cây đại thú giống như những ngọn núi cao vót này, mọi người phi hành trên bầu trời cho nên không có ảnh hưởng quá lớn. Giống. Một lát sau, phía trước bỗng dưng có một tiếng thú giống lớn truyền đến. Lục Lâm Thiên ngẩn ra, nhanh chóng chạy tới phía trước. Lúc này phía trước có một đầu yêu thú lục giai khổng lồ đang bị mọi người vây công đánh chết. Yêu đan cũng bị lấy đi, một viên yêu đan lục giai dường như cũng khiến cho không ít vũ xuất và linh xuất tranh đoạt. Đối với những vũ xuất, linh xuất này Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới. Thân thể thoáng dừng lại một chút lại lập tức rời đi. Hắc Phú Thúc, nơi này thực sự là địa bàn của cường giả viễn cổ sao? Tốc độ mọi người cực nhanh, một lát sau đã xuất hiện cách đó 10 dặm. Ven đường đều là rừng rậm, núi non vô bờ, cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Hẳn là vậy, nhưng mà là bên trong có lưu lại bảo vật hay không thì cũng không chắc chắn. Chí ít nơi này tràn ngập năng lượng thiên địa, có lẽ cho dù không có trọng bảo thì cũng phải có linh quả trong thiên địa. Nếu như có thể tìm được phủ đệ của cường giả viễn cổ thì một chút bảo vật hẳn là có. Hắc Vũ nói. Vậy thì chậm rãi tìm xem. Lục Lâm Thiên nhíu mày, chậm rãi tìm tòi. Mọi người tiếp tục phi hành, dọc đường đi cũng gặp không ít thân ảnh. Lục Lâm Thiên cũng không để ý đến, chỉ cần đám người này không gây phiền phức cho hắn là được rồi. Hắn cũng lười tìm những vũ xuất, linh xuất này gây phiền phức. Chuyện không có lợi hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Thời gian trôi qua, dọc đường đi không xảy ra nguy hiểm nào, thỉnh thoảng nhìn thấy không ít yêu thú và nhân loại đang chiến đấu kịch liệt. Còn có người tìm thấy không ít linh dược trong sơn mạch khiến cho vô số tranh đoạt nổ ra. Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới, bởi vì cũng không phải là bảo vật hoặc linh dược hiếm thấy cho nên cũng không muốn làm lỡ thời gian. Khoảng chừng 4 canh giờ sau, yêu thú trong sơn mạch mà Lục Lâm Thiên gặp càng lúc càng nhiều, nhiều tới mức khiến cho Lục Lâm Thiên phải kinh ngạc. Nơi này dường như tùy tiện một đầu yêu thú cũng đều đạt tới ngũ giai, lục giai. Những yêu thú này vừa thấy nhân loại trực tiếp công kích khiến cho không ít người dừng lại, có người ngã xuống. Giống giống. Từng tiếng thú giống truyền ra, vang vọng trong không gian, nơi nơi đều có dấu vết của yêu thú. Yêu thú nơi này quả thực quá nhiều. Lục Lâm Thiên níu mày, phía trước có không ít yêu thú đang chặn đường đám người bọn hắn. Một đầu yêu thú lục giai và một đám yêu thú ngũ giai. Từng đầu đều đang rít gào dữ tợn, khí tức hung ác lan tràn ra. Cút ngay. Như Hoa quát lớn một tiếng, thả ra khí tức của quỳ long, đám yêu thú này vội vã thối lui. Nơi này có một ít yêu thú cấp bậc cực cao, phải cẩn thận một chút. Hắc Phú nhìn phía trước rồi nói. Hắc Phú Thúc, nơi này có yêu thú này đẳng cấp cao như người không? Lục Lâm Thiên hỏi. Một đầu hai đầu thì không sợ, thế nhưng nếu như ngươi gặp phải trên vạn đầu thì tuyệt đối kinh khủng. Ta đã từng cùng chủ nhân đi vào trong một di tích viễn cổ. Từng nhìn thấy hai vũ tôn bị một đàn yêu thú vây công tới chết. Yêu thú và linh thú trong những không gian bị phong bế này so với bên ngoài còn hung ác hơn, trí tuệ cũng thấp hơn. Cho nên một khi bị một đàn yêu thú cuốn lấy, tuyệt đối là ác mộng. Hắc Vũ nói, chỉ mong không gặp phải những đàn yêu thú như vậy. Nghe vậy Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy tê dại, hai vũ tôn bị vây công tới chết, quả thực vô cùng kinh khủng. Tiếp tục đi thôi. Nhìn bốn phía, quang mang trên bàn chân chợt lóe, Lục Lâm Thiên lần nữa đi về phía trước. Phía sau, mấy đạo thân ảnh cũng nhanh như thiểm điện đuổi kịp. Sâu trong sơn mạch, khí tức cổ xưa ngày càng đậm khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm tồn tại. Thân ảnh đám người Lục Lâm Thiên cũng chậm lại một chút, như vậy coi như gặp phải nguy hiểm nào đó cũng có thời gian phản ứng. Siêu siêu. Tại một chỗ trong sơn mạch đột nhiên vang lên từng tiếng xé gió sắc bén. Từng đạo quang ảnh màu xanh mang theo mùi tanh nồng nặc nhanh như thiểm điện bắn về phía đám người Lục Lâm Thiên. Cẩn thận! Quang ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện khiến cho Lục Lâm Thiên nhíu mày, mà thân ảnh Tiểu Long nhảy ra. Cánh tay nho nhỏ vung lên, hỏa diễm màu vàng kinh khủng từ trong miệng phun ra đánh vào trên mấy đạo quang ảnh màu xanh. Mấy đạo quang ảnh màu xanh kia giãy giụa một chút rồi lập tức hóa thành cho tàn. Hình như là hưởng vĩ yêu xà ngũ giai, vô cùng độc, nếu như bị nó cắn. Ngay cả Vũ Vương và Linh Vương cũng phải khổ sở.
Lục Tâm Đồng nói. Khắp nơi đều có nguy hiểm a. Lục Lâm Thiên nói xong càng thêm cẩn thận, tuy rằng thực lực mọi người bên cạnh hắn đều không kém. Thế nhưng cũng vẫn phải chú ý, nguy hiểm ở nơi này cũng không ít. Siêu siêu. Ngay khi Lục Lâm Thiên nói xong trong nháy mắt có mấy tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh lập tức phóng tới. Ánh mắt đều nhìn kỹ vào đám người Lục Lâm Thiên, dường như vừa rồi Tiểu Long xuất thủ đã đưa tới những người này. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt liếc mắt qua rồi lập tức nhíu mày. Người tới không ngờ lại là người của Nguyệt Long Các, người dẫn đầu chính là Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, trên người mặc một bộ y phục màu hồng bao quanh thân thể mềm mại, đẫy đà. Dung nhan quyến rũ, phía sau còn có hai cường giả tôn cấp. Hóa ra là Lục trưởng môn. Bối Hải Linh nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức nở nụ cười nhàn nhạt, cực mì mê hoặc. Không ngờ là Bối các chủ a. Lục Lâm Thiên ngoài miệng nói, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như ngươi biết được chuyện Nguyệt Long Các sợ rằng sẽ cười không nổi a. Lục trưởng môn, phía trước dường như càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta đi cùng nhau có được không? Bối Hải Linh nhìn Lục Lâm Thiên, nàng có cảm giác vẻ mặt của hắn có chút không thích hợp, thế nhưng cụ thể cũng không thể nào nói rõ được. Quên đi, ta quen đi một mình hơn. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, nếu như hiện tại không phải lúc nói không chừng hắn sẽ trực tiếp xuất thủ với Nguyệt Long Các này. Dù sao thù hằn với nhị các nhị đảo đã không có khả năng hóa giải. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, trước tiên giải quyết cường giả của đối phương, sau này cũng bớt đi một ít nguy hiểm. Đi! Nói xong, Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới người của Nguyệt Long Các mà lập tức vung tay lên, ngón chân điểm nhẹ không trung, thân thể bắn về phía xa. Mà đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng đuổi theo. Sắc mặt Bối Hải Linh cùng với chúng cường giả trong Nguyệt Long Các không ngừng biến hóa. Bối Hải Linh cau mày, nàng không ngờ cái mặt nóng của mình lại áp vài cái mông lạnh, vẻ mặt có chút khó coi. Các chủ, Lục Lâm Thiên này ỷ vào Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cho nên không biết trời cao đất rộng. Một trưởng lão trong Nguyệt Long Các trầm giọng nói. Vũ Vương nho nhỏ, cho dù là Linh Vũ song tu, Vũ giả ngũ hệ, một khi không đột phá tới tôn cấp cũng không cần quá chú ý. Một cường giả tôn cấp nói. Siêu siêu. Đám người Lục Lâm Thiên tiếp tục đi về phía trước, dọc đường đi Tiểu Long thả ra khí tức khiến cho yêu thú trong sơn mạch không dám tới gần, cũng bớt đi không ít phiền phức. Ngao. Một canh giờ sau, trong một núi sâu trong nháy mắt truyền đến một tiếng thú giống lớn. Một đầu yêu thú giống như đại bàng từ trong rừng cây bắn ra. Phanh. Trong nháy mắt có một đạo trưởng ấn từ trong rừng cây bắn tới. Sau đó hung hăng đánh vào trên đầu yêu thú này. Đầu yêu thú lớn này đập vào trên một cây đại thụ che trời. Cây đại thụ bị chấn động dữ dội, thân cây nứt nẻ, thế nhưng không ngờ lại không bị gãy. Phanh phanh phanh. Yêu thú khổng lồ đập vào mặt đất, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra thì đột nhiên ngừng lại. Thân hình khổng lồ khiến cho mặt đất rung chuyển đã mất đi sinh cơ. Đồng thời, thân ảnh mấy người Lục Lâm Thiên từ trong sơn mạch xuất hiện. Đầu yêu thú lục giai hậu kỳ này vừa mới ra tay đánh lén hắn, bằng không Lục Lâm Thiên cũng không ra tay đánh chết nó. Hắn lập tức không chút khách khí thu yêu đan vào trong tay. Lão đại, đã một ngày một đêm rồi, dường như còn chưa gặp phải bảo vật gì a. Là ánh mắt đệ cao quá. Lục Lâm Thiên nói, dọc đường đi hắn đã thu được không ít linh dược. Không ít đều là tài liệu luyện chế đan dược cao phẩm, cực kỳ khó gặp. Thế nhưng ở bên trong sơn mạch này không ngờ lại dễ dàng nhìn thấy như vậy. Nếu như là ở bên ngoài, số linh dược mà mấy ngày nay mọi người thu được tuyệt đối là một bút xa xỉ. Phanh phanh. Phía xa trong không trung truyền đến thanh âm bạo liệt, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía xa, động tĩnh này cũng không nhỏ. Có không ít người đang động thủ, thực lực cũng không thấp. Hắc Phú mở miệng nói. Thực lực cũng không thấp sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Trong lòng định mặc kệ. Hẳn là người của Khôn Dương Đảo. Tâm thần Hắc Phủ tỏa ra lập tức nói. Ở cách đây cũng không xa. Người Khôn Dương Đảo. Lục Lâm Thiên nheo mắt, vậy thì không giống trước nữa. Khôn Dương Đảo động vào Thánh Linh Giáo, cũng không biết bọn họ đang động thủ với ai. Nếu như có cơ hội hắn cũng không ngại chiếm chút tiện nghi. Chúng ta đi xem một chút. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói. Nếu là sơn môn bình thường hắn sẽ mặc kệ. Thế nhưng nếu là Khôn Dương Đảo thì hắn có thể nhìn qua một chút. Nếu có cơ hội đánh chết mấy cường giả này, coi như là làm hao tổn thực lực của Khôn Dương Đảo.
Ca ca, huynh định. Lục Tâm Đồng do dự một chút rồi nói. Nếu như có cơ hội đánh chết mấy người này cũng được. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong nụ cười nhàn nhạt có sát ý lạnh lẽo. Dù sao hắn và Khôn Dương Đảo cũng khó tránh khỏi việc đại chiến một hồi. Có thế làm đối phương tổn thất mấy cường giả thì đối với hắn cũng là chuyện có lợi. Hiện tại có Hắc Vũ bên người, thực lực hoàn toàn áp đảo Khôn Dương Đảo, lúc này nếu như không động thủ, sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Trong sơn mạch tràn ngập khí tức cổ xưa, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng qua, mơ hồ có vẻ vô cùng chật vật. Đạo thân ảnh này có dáng vẻ gầy gò, tuổi tác chừng lục tuần, toàn thân khiến cho người ta có cảm giác da bọc xương. Trên đỉnh đầu có búi tóc dài, trường sam trên người rộng thùng thình, ống tay áo lại rất lớn, có vẻ cực kỳ không hợp. Nhưng mà ánh mắt lão giả này cực kỳ sắc bén, thế nhưng trong mắt lúc này tràn ngập vẻ kinh hãi. Nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây đương nhiên có thể nhận ra, người này chính là Thiên Thủ Quỷ Vương. Hỗn đản!